Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 6. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu đã là buổi tối 7 giờ, Hứa Trường Thiện chuẩn bị xong đồ ăn trong nhà chờ lấy, nhìn thấy phân biệt một tuần bảo bối cháu trai, Hứa lão gia tử mừng rỡ đầy mặt nở hoa. Hứa Thuần Lương lấy trước ra mang đến cho hắn lễ vật, lão gia tử để hắn nhanh đi dội cái nước hạ tới dùng cơm. Các loại Hứa Thuần Lương tắm rửa xong thay xong quần áo xuống tới, nhìn thấy gia gia đã đổi lại mình cho hắn mua đến mới giày vải, Mỹ tư tư trong phòng trượt lấy chỗ cong. Hứa Thuần Lương trêu chọc gia gia xú Mỹ. Hứa Trường Thiện nói cho cháu trai cái này gót giày chân, mặc vào cực kỳ thoải mái, hắn vừa mới nhìn sâu bài, một đôi giày hơn 800, chính là giá cả quá đắt, hắn đi qua giày vải không có vượt qua 100 đồng tiền. Hứa Thuần Lương nói cho gia gia, có tiền khó mua lão đầu vui, cùng khoái hoạt so sánh, tiền căn bản không đáng giá nhắc tới, dỗ đến Hứa lão gia tử tâm hoa nộ phóng. Hai người ngồi xuống, Hứa Thuần Lương lại nghĩ tới mình còn mua nước muối vịt, lấy ra bày trên bàn, bồi tiếp gia gia uống mấy chén. Hứa Trường Thiện hỏi hắn lần này đi Nam Giang kinh lịch, Hứa Thuần Lương đơn giản nói một lần, cũng nâng lên cùng Bạch Mộ Sơn gặp mặt, hắn không có nói ra Bạch Mộ Sơn hoạn ung thư sự tình. Gia gia già, đến hắn cái tuổi này, người dễ dàng trở nên đa sầu đa cảm. Huống chi hắn cùng Bạch Mộ Sơn đã nhiều năm không có liên hệ, khả năng đời này cũng sẽ không lại gặp mặt, nói cho hắn biết cũng chỉ có thể chỉ làm thêm đau xót. Làm gì vì người không liên hệ ảnh hưởng ra tâm tình của người ta. Hứa Thuần Lương cũng không có sách mình tại đường sắt cao tốc bên trên chuyện cứu người, nếu như gia gia biết, nhất định sẽ đối y thuật của mình sinh ra hoài nghi, kính gia gia một chén rượu nói, ngài đừng chỉ hỏi ta a, ta có phải hay không cũng phải hỏi một chút ngài. Hứa Trường Thiện cười tủm tỉm nhìn qua cháu trai, hỏi. Ta đi công tác trong lúc đó, ngài không có thông đồng xinh đẹp lão thái thái a. Hứa Trường Thiện cười lên ha hả, người tiểu tử ngu ngốc này a, cùng ta đùa kiểu này, xinh đẹp lão thái thái. Người gặp qua cái nào lão thái thái xinh đẹp? Hẳn là ngài còn nhớ thương tuổi trẻ xinh đẹp. Nói hưu nói vượn, ta nhìn ngươi là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Mắng thì mắng, lão gia tử trong lòng trong bụng nở hoa. Hứa Thuần Lương lại hỏi hồi Xuân Đường gần nhất sinh ý, nhắc lên chuyện này, Hứa Trường Thiện có chút không vui, từ khi đẹp vô cùng ngực lớn khai trương. Hồi Xuân Đường sinh ý liền ngày càng sa sút, đẹp vô cùng phong trong lồng ngực nhân viên không ít, mà lại đều là tuổi trẻ tiểu cô nương, từng cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, sườn xám bọc lấy thân thể, xẻ tà lão cao, hận không thể lộ ra bẹn đùi, cả ngày tại cửa ra vào lúc ẩn lúc hiện, lão gia tử làm người truyền thống, luôn cảm giác không phải chuyện như vậy. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không trở ngại đẹp vô cùng ngực lớn đông như chảy hội, mỗi ngày khách hàng doanh môn. Rất nhiều khách nhân thậm chí đem xe ngừng đến hồi Xuân Đường cổng, nếu như lần một lần hai coi như bỏ qua, nhưng ngày ngày như thế, đổi ai cũng sẽ có chút ý nghĩ. Lúc đầu lão gia tử tại mình cửa tiệm bày bàn lớn, làm ngay cả ghế dựa, bình thường ngồi ở chỗ đó phơi phơi nắng, cùng quá khứ láng giềng nói chuyện phiếm đánh bài, nhưng bởi vì cả ngày cũng có xe qua tới quấy rầy, khiến cho hắn cũng không ở lại được nữa. Hứa Thuần Lương để ra ra đừng phiền, mình sẽ tìm bọn hắn câu thông, mau chóng giải quyết vấn đề này. Hứa Trường Thiện từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, cháu trai lớn, những sự tình này đã không cần mình ra mặt, quá khứ là mình chiếu cố hắn, bất chi bất giác biến thành hắn chiếu cố chính mình. Hai người trò chuyện chính vui vẻ thời điểm, Trình Tiểu Hồng gọi điện thoại tới, hỏi Hứa Thuần Lương có phải hay không đã về tới Đông Châu. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình ở nhà ăn cơm đâu, Trình Tiểu Hồng nói cho hắn biết mình vừa vặn từ hồi Xuân Đường đi ngang qua, nhìn thấy lầu hai đèn sáng, đoán chừng hắn đã đến nhà. Hứa Thuần Lương lập tức minh bạch Trình Tiểu Hồng là nghĩ tiện đường đem mình giúp nàng mang đến nước muối vịt lấy đi, đi cửa sổ nhìn thoáng qua, quả thật nhìn thấy Trình Tiểu Hồng polo xe liền ở phía dưới chờ lấy. Hứa Thuần Lương cầm nước muối vịt cho nàng đưa ra ngoài, Trình Tiểu Hồng nhìn thấy Hứa Thuần Lương đi ra ngoài, tranh thủ thời gian xuống xe đón lấy. Hứa Thuần Lương nhìn thấy ngồi kế bên tài xế còn ngồi một nam tử trẻ tuổi, đoán chừng là Trình Tiểu Hồng tình yêu cuồng nhiệt đối tượng, cũng không có trò chuyện nhiều với nàng. Trình Tiểu Hồng tại chỗ muốn đem tiền chuyển cho hắn, Hứa Thuần Lương biểu thị không cần, để nàng nhanh đi về đi. Trình Tiểu Hồng lái xe rời đi thời điểm, Hứa Thuần Lương hướng trong xe nam tử phất phất tay biểu thị gặp lại, nam tử kia hướng hắn cười cười, cũng không cái khác biểu thị. Thứ hai sáng sớm, Hứa Thuần Lương đi vào y tế chỗ, Trình Tiểu Hồng đã đến, còn giúp hắn pha tốt trà. Hứa Thuần Lương trêu chọc nàng đột nhiên đối với mình tốt như vậy có phải hay không có ý nghĩ gì? Trình Tiểu Hồng biểu thị ăn người ta nhu nhược,
Cầm tay của người ta ngắn, hắn không chịu thu con vịt tiền, mình chỉ có thể thông qua loại phương thức này hoàn lại, nàng dự định về sau chỉ cần sớm đến liền giúp hắn bưng trà đổ nước. Hứa Thuần Lương nói cho nàng kỳ thật còn có càng nhanh càng trực tiếp hoàn lại phương thức. Trình Tiểu Hồng cũng là lái nổi đùa giỡn người, cười cảnh cáo hắn không muốn được voi đòi tiên, hiện tại mình danh hoa đã có chủ, ai bảo hắn không sớm một chút hạ thủ. Trong văn phòng nam nam nữ nữ trò đùa ai cũng sẽ không coi là thật, đương nhiên cũng không bài trừ mở ra liền làm giả hóa thật. Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương cũng lần lượt đến cương vị, nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, hai người đều hướng hắn nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương mang đến một chút vịt chân nhỏ thú cho bọn hắn chia sẻ, đều là một cái văn phòng đồng sự, cũng không cần thiết cả ngày khiến cho Dương Cung Bạt Kiếm. Hoàng Lập Đức một giọng nói tạ ơn, nhắc nhở Trình Tiểu Hồng đừng quên buổi sáng bái phỏng Triệu Hiểu Tuệ sự tình. Trình Tiểu Hồng cũng không muốn đón lấy chuyện xui xẻo này, là Hoàng Lập Đức đánh lấy Nghiêm Viện phó cờ hiệu, nói bọn hắn cùng Triệu Hiểu Tuệ tuổi tác tương tự, người trẻ tuổi câu thông tương đối dễ dàng một chút, cuối cùng là con hàng này muốn trốn tránh trách nhiệm. Trình Tiểu Hồng cùng Hứa Thuần Lương tiến về Triệu Hiểu Tuệ chỗ ở bái phỏng trên đường, nói cho Hứa Thuần Lương, hiện tại Triệu Hiểu Tuệ sự tình đã cứng đờ, nàng bên kia không chịu nhượng bộ, cường điệu bởi vì lần này thai ngoài tử cung cắt bỏ đơn bên cạnh noãn xào, về sau mang thai tỷ lệ sẽ giảm xuống không ít, đối nhân sinh của nàng tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, Triệu Hiểu Tuệ chẳng qua là lý do, tạo thành nàng thai ngoài tử cung không phải vu mạt, mà là vị hôn phu của nàng. Trình Tiểu Hồng vừa lái xe một bên oán trách, ngươi là không biết, cái kia Hoàng Lập Đức có bao nhiêu xuẩn, đem người đều cho đắc tội xong, bây giờ thấy sự tình không tốt thu tràng, đẩy lên trên người chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, bây giờ không phải là phàn nàn thời điểm, trong nội viện là có ý gì? Trong nội viện, còn có thể có ý gì? Chúng ta đám này lãnh đạo sợ sẽ nhất là sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất lại cùng Đông Mỹ Lệ sự kiện kia, Trường Hưng Bệnh viện danh dự coi như triệt để xong. Về sau ai còn dám đến bệnh viện chúng ta xem bệnh? Hứa Thuần Lương nói, đã như vậy, dứt khoát thỏa mãn Triệu Hiểu Tuệ yêu cầu chính là. Trình Tiểu Hồng nói, 300 vạn, nàng cũng quá dám muốn, ta đoán chừng nàng muốn cái 100 vạn, nói không chừng bệnh viện chúng ta cũng đáp ứng, 300 vạn nhiều lắm, Trường Hưng đi qua đều không có có nhiều như vậy bồi thường tiền lệ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Triệu Hiểu Tuệ bắt đền hoàn toàn chính xác có chút không thực tế, coi như vu mạt lầm xem bệnh. Nhưng là nàng thai ngoài tử cung cùng vu mạt không tồn tại trực tiếp quan hệ, mà lại vu mạt chẩn bệnh cũng không cho nàng tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Trường Hưng đã để bước không ít, thanh lý Triệu Hiểu Tuệ tại Trường Hưng kiểm tra phí, thậm chí cũng đáp ứng thanh lý Triệu Hiểu Tuệ bởi vì thai ngoài tử cung giải phẫu tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện sinh ra hết thảy phí tổn, ngộ công phí dinh dưỡng phí cũng không có vấn đề gì, cũng nguyện ý xuất ra một bộ phận tinh thần bồi thường. Hiện tại khác nhau tại bồi thường tiền trên trán. Triệu Hiểu Tuệ yêu cầu 300 vạn, Trường Hưng Bệnh viện khẳng định không thể cho nhiều như vậy, viện lãnh đạo ngầm đồng ý tối cao bồi phó kim chán là 30 vạn, thế nhưng là Hoàng Lập Đức tại lần thứ nhất đàm phán bên trong liền đem lá bài tẩy này cho sốc lên. Hứa Thuần Lương cho rằng bọn họ hiện tại đi tìm Triệu Hiểu Tuệ ý nghĩa không lớn, mặc dù chỉ gặp qua nàng một lần, nhưng có thể đủ cảm giác được Triệu Hiểu Tuệ không dễ dàng như vậy nhượng bộ. Trình Tiểu Hồng cảm thán nói, người ta là Đông Châu nổi danh người chủ trì. Nếu thật là đem nàng cho chọc tới, TV tin tức bên trên đem chúng ta cho bọc quang, đến lúc đó bệnh viện tổn thất cũng không chỉ 300 vạn. Tới gần Triệu Hiểu Tuệ ở lại cư xá thời điểm, Hứa Thuần Lương nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, hắn để Trình Tiểu Hồng đem xe ngừng đến ven đường. Trình Tiểu Hồng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ có thấy được bóng lưng, không nhớ tới là ai. Trần Kiến Tân vừa đi vừa gọi điện thoại, tâm tình của hắn có chút kích động. Không ngừng cua tay phải, giống như là đang cùng đối phương cãi lộn. Hứa Thuần Lương xuống xe đi theo, Trình Tiểu Hồng thật sự là im lặng, bọn hắn là tìm Triệu Hiểu Tuệ, thật vất vả mới nói phục Triệu Hiểu Tuệ đồng ý gặp bọn họ, đến trễ luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương không cùng quá gần, người tại cảm xúc kích động tình huống dưới, thanh âm khó tránh khỏi sẽ lớn hơn một chút, mà lại dễ dàng xem nhẹ chung quanh tình trạng. Trần Kiến Tân thanh âm lần lượt truyền đến. Ta chịu đủ ngươi, ngươi đừng lại gạt ta. Không nên đem ta xem như ngu xuẩn, ngươi làm sự tình gì, trong lòng mình minh bạch. Mặc dù không biết hắn tại nói chuyện với người nào, nhưng Hứa Thuần Lương vẫn là suy đoán, Trần Kiến Tân trò chuyện đối tượng 89 phần 10 chính là Triệu Hiểu Tuệ. Lần trước đi bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện thăm viếng Triệu Hiểu Tuệ thời điểm, Hứa Thuần Lương cũng cảm giác giữa hai người có chút kỳ quái. Nhất là Trần Kiến Tân, biểu hiện được phi thường tỉnh táo, nếu như hắn rất yêu Triệu Hiểu Tuệ,
nhìn thấy người yêu nhận như thế lớn ủy khuất, tại đối mặt Trường Hưng bệnh viện đám này tội khôi họa thủ thời điểm rất khó giữ vững tỉnh táo. Mà lại tại cùng Trường Hưng bệnh viện duy quyền quá trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Chính là Trần Kiến Tân tỉnh táo để Hứa Thuần Lương sinh ra hoài nghi. Hứa Thuần Lương tiếp tục theo sau lưng, muốn nghe nhiều một chút tin tức, nhưng Trần Kiến Tân đã giận dữ đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương suy nghĩ một chút, từ bỏ cùng Trần Kiến Tân nói chuyện ý nghĩ, tại hắn không có phát hiện mình trước đó về tới trong xe. Trình Tiểu Hồng một mặt mê hoặc nhìn qua hắn, làm gì đi? Hứa Thuần Lương cười nói, không có chuyện, nhận lầm người. Triệu Hiểu Tuệ ở đến dòng suối vườn hoa là Đông Châu cấp cao cư xá một trong. Trình Tiểu Hồng nhìn lên trước mắt kiểu Pháp song liều biệt thự, tràn ngập hâm mộ nói, biệt thự này đến hơn 500 vạn, người chủ trì thật là có tiền. Nàng một người ở sao? Trình Tiểu Hồng lắc đầu, biểu thị mình không biết. Triệu Hiểu Tuệ sau khi xuất viện liền trong nhà điều dưỡng, từ đầu đến cuối không có đi ra ngoài, trong nhà trước mắt là mẫu thân bồi tiếp nàng. Lão Thái Thái tự nhiên đứng tại nữ nhi trên lập trường, đối Trường Hưng bệnh viện người tới không có sắc mặt tốt, mở cửa về sau không ngừng oán trách, Hứa Thuần Lương nghe ra nàng cũng không phải là người địa phương, hắn điều tra Triệu Hiểu Tuệ tư liệu, Triệu Hiểu Tuệ sinh tại Tề Lỗ tỉnh Vọng Hải thị, bên trong truyền tốt nghiệp, năm nay 26 tuổi. Triệu Hiểu Tuệ danh khí giới hạn tại Đông Châu, một cái tỉnh ngoài nữ tử, công việc cũng không mấy năm, dựa vào nàng thu nhập là rất khó gồng gánh nổi dạng này một tòa bất động sản. Trình Tiểu Hồng cùng Hứa Thuần Lương ý nghĩ khác biệt, nhìn thấy Triệu Hiểu Tuệ ra cảnh, nàng cảm thấy nghĩ làm cho đối phương nhượng bộ cơ hồ không có khả năng. Triệu Hiểu Tuệ khí sắc rất tốt, thuật hậu khôi phục phi thường lý tưởng, nhìn thấy Hứa Thuần Lương bọn hắn tiến đến, chỉ vào ghế sofa nói, ngồi đi, ta thuật hậu thời kỳ dưỡng bệnh, liền không đứng lên. Trình Tiểu Hồng vẫn là mua một bó hoa tươi đưa cho Triệu Hiểu Tuệ, Triệu Hiểu Tuệ cũng không có khó xử nàng, để mẫu thân đi đem đế cắm hoa bên trên. Kỳ thật chính là đẩy ra lão thái thái, không nghĩ nàng biết quá nhiều. Triệu Hiểu Tuệ nói, nên nói, không phải đã nói qua sao. Vì cái gì còn muốn tìm ta đàm? Trình Tiểu Hồng nói, chúng ta hôm nay tới, chủ yếu là vì thăm viếng Triệu Tiểu Thư, nhìn xem ngài thân thể khôi phục tình huống. Không nhọc các ngươi phí tâm, Triệu Hiểu Huệ ánh mắt tựa như nhìn thấy hai con kết bạn cho gà chúc Tết chồn. Trình Tiểu Hồng nhìn Hứa Thuần Lương một chút, kỳ vọng hắn hỗ trợ nói chuyện. Nhưng Hứa Thuần Lương chỉ lo uống trà, lực chú ý cũng không tập trung. Trình Tiểu Hồng nói, ngày đó đi bệnh viện trao đổi phương án giải quyết là của ngài ca ca cùng luật sư, không có nhìn thấy ngài bản nhân, cho nên trong nội viện phái chúng ta tới cùng ngài ở trước mặt nói chuyện, hy vọng có thể hiểu rõ Triệu Tiểu Thư mình ý tưởng chân thật. Triệu Hiểu Tuệ nở nụ cười, các người thật sự là buồn cười a, ca ca ta cùng luật sư đều là bị ta ủy thác, bọn hắn nói lên điều kiện đều là ta trước đó xác định. Trả lời như vậy các ngươi hài lòng sao? Liên quan tới bồi thường tiền chán. Không có thương lượng, 300 vạn không đủ để đền bù thân thể ta được bị thương hại, càng không cách nào đền bù ta lấy hậu nhân sinh tiếc nuối. Hứa Thuần Lương chen lời nói, nếu như chúng ta không cách nào thỏa mãn ngươi mong đợi điều kiện đâu. Triệu Hiểu Tuệ nói, vậy liền pháp viện gặp, ta sẽ đem chuyện này công khai. Triệu Tiểu Thư, ngài đừng kích động, Trình Tiểu Hồng sợ chọc giận Triệu Hiểu Tuệ. Hứa Thuần Lương căn bản không thèm để ý Triệu Hiểu Tuệ phản ứng, nếu như trải qua pháp viện, coi như cuối cùng ngươi có thể thắng kiện, chỉ sợ đạt được bồi thường khoảng cách ngươi nói lên kim ngạch sẽ có chênh lệch rất lớn. Ta không quan tâm tiền, ta quan tâm phải là một cái công đạo. Hứa Thuần Lương cười thầm, luôn mồm không quan tâm tiền, nhưng vẫn là cắn chết miệng 300 vạn một phân không thể thiếu, Trường Hưng cũng nguyện ý cho ngươi công đạo, nhưng ngươi không tiếp thụ a. Trình Tiểu Hồng vẫn không hề từ bỏ cố gắng. Triệu Tiểu Thư, ngươi nhìn, chúng ta Trường Hưng là tràn ngập thành ý, ngài có hay không có thể cân nhắc lý giải một chút chúng ta, tại khả năng tình huống dưới làm ra có chút nhượng bộ. Hiểu các ngươi chẩn đoán sai bệnh tình của ta, dẫn đến ta tổn thất một cái khí quan, chẳng lẽ còn muốn để ta đối với các ngươi bệnh viện mang ơn? Ta không có cảnh giới cao như vậy, ta làm không được. Căn cứ ngươi cung cấp vật liệu, ngươi cắt bỏ phía bên phải noãn xào. Hứa Thuần Lương xuất ra vật liệu lật đến giải phẫu ghi chép kia một tờ, noãn xào tả hữu các một, dựa theo bình thường ý nghĩ, cắt bỏ một bên noãn xào, thụ thai tỷ lệ cũng liền giảm bớt một nửa. Triệu Hiểu Tuệ nói, nếu như các ngươi sẽ chỉ lặp lại những này đã chuyện phát sinh thực, ta nghĩ các ngươi hiện tại liền có thể đi, mọi người không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Tiểu Thư, ta nghĩ người đối với chuyện này có chỗ hiểu lầm,
xin hỏi là ai đưa đến ngươi lần này thai ngoài tử cung? Triệu Hiểu Tuệ sửng sốt một chút, chợt tức giận nhìn qua Hứa Thuần Lương, nếu như không phải Vu Mạt Lầm xem bệnh, ta sao lại biến thành hiện tại cái dạng này? Ý của ta là, dẫn đến ngươi thai ngoài tử cung người nên là Trần Kiến Tân đi, Vu Mạt Lầm xem bệnh là sự thật, nhưng ngươi thai ngoài tử cung cũng không phải là nàng lầm xem bệnh tạo thành. Trình Tiểu Hồng tê cả da đầu, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi biết rõ nói như vậy sẽ kích thích đến Triệu Hiểu Tuệ, sao phải nói ra đâu? Chân tướng bình thường đều là để cho người ta không vui, nhất là trước mắt loại tình huống này, Triệu Hiểu Tuệ không có khả năng tiếp nhận chân tướng. Quả nhiên Triệu Hiểu Tuệ bị hắn câu nói này chọc giận, chỉ vào đại môn phương hướng, ra ngoài. Ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, Triệu Tiểu Thư không nên kích động nha, Trình Tiểu Hồng, ngươi trước tránh một chút, ta có mấy câu muốn theo Triệu Tiểu Thư nói riêng. Trình Tiểu Hồng triệt để mộng, hắn muốn cùng Triệu Hiểu Tuệ đơn độc đàm. Còn ngại kích thích người ta không đủ, nếu như chọc giận Triệu Hiểu Tuệ, không bài trừ người ta hôm nay liền đem chuyện này cho chọc ra đến, vạn nhất đã dẫn phát ảnh hưởng xấu, khoản nợ này làm không tốt có thể coi là tại hai người bọn hắn trên đầu, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi tự mình tìm đường chết tuyệt đối đừng liên lụy ta. Hứa Thuần Lương hướng nàng cười cười, biểu thị không có việc gì, để nàng đi bên ngoài chờ chính mình. Trình Tiểu Hồng đành phải nên rời đi trước. Triệu Hiểu Tuệ lạnh lùng nhìn qua Hứa Thuần Lương, có lời gì mau nói, ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đi Nam Giang trước đó đã từng đi bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện quan sát qua ngươi. Triệu Hiểu Tuệ nhíu mày, nói cái này có ý nghĩa sao? Giống như đã qua dòng dã một tuần, ngươi nếu như muốn cái gọi là công đạo, đã sớm đem chuyện này cho bộc quang. Ngươi cho là ta không dám à? Ngươi đương nhiên dám, mà lại nghề nghiệp của ngươi quyết định. Ngươi nếu là lộ ra ánh sáng chuyện này, lực ảnh hưởng sẽ rất lớn, sẽ cho Trường Hưng tạo thành không cách nào đoán chừng tổn thất. Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi biết liền tốt, tại ta không có đối Trường Hưng triệt để tuyệt vọng trước đó, các ngươi tốt nhất đáp ứng điều kiện của ta. Ngươi là người biết chuyện, phi thường rõ ràng một khi bộc quang chuyện này, ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng cầm tới kỳ vọng bồi thường. Ta không quan tâm. Khả năng ngươi không quan tâm tiền, nhưng là danh dự đâu? Nổi danh người chủ trì bởi vì thai ngoài tử cung khẩn cấp nhập viện, tin tưởng sẽ trở thành Đông Châu điểm nóng tin tức, đúng, ngươi thật giống như còn chưa kết hôn à. Triệu Hiểu Tuệ sửng sốt một chút, trước đó nàng căn bản không có đem Hứa Thuần Lương để vào mắt, một người trẻ tuổi có thể chơi ra hoa dạng gì. Nhưng khi Hứa Thuần Lương nói ra câu nói này thời điểm, nàng bỗng nhiên ý thức được đối phương phát hiện nàng nhược điểm. Đều thời đại nào, ta có vị hôn phu, chúng ta sang năm liền muốn kết hôn. Hứa Thuần Lương nói, người nhiều ít cũng coi như nửa cái ngành giải trí người, đối nhân dân quần chúng bát quái tâm lý không có khả năng không hiểu rõ à, dân chúng cảm thấy hứng thú nhất chính là loại sự tình này, không bị bọn hắn biết coi như bỏ qua, một khi truyền đi, muôn hình muôn vẻ phiên bản liền ra. Người có ý tứ gì? Sự tình chưa hẳn có thể như người tưởng tượng bên trong phát triển, vạn nhất người lợi dụng chuyện này chế tạo không tốt tin tức, đối người ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Triệu Hiểu Tuệ nhìn hằm hằm Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua nàng, cái này khuôn mặt tươi cười tại Triệu Hiểu Tuệ trong mắt biến đến vô cùng chán ghét, nàng thật muốn để tiểu tử này cút ngay ra ngoài, lập tức từ trước mặt mình biến mất, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại ý nghĩ này. Trường Hưng tổn thất sẽ càng lớn đi. Hứa Thuần Lương hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, Triệu Hiểu Tuệ mẫu thân chính bám lấy lỗ tai nghe lén, Triệu Hiểu Tuệ cũng phát hiện, cả giận nói, mẹ, ngươi không có chuyện gì khác làm à. Lão thái thái đối nữ nhi phi thường kiêng kỵ, tranh thủ thời gian trốn vào trong phòng bếp. Trường Hưng là công, ngươi là tư, Trường Hưng tổn thất lại lớn đều có công gia tính tiền, nếu như ngươi bởi vậy danh dự bị tổn thất, chỉ có thể là cá nhân ngươi tính tiền, các ngươi cái nghề này tương đối đặc thù, một chuyện nhỏ liền có thể hủy đi một người tiền đồ, Triệu tiểu thư còn trẻ như vậy, lại ưu tú như vậy, về sau khẳng định sẽ có rất tốt phát triển, nếu như bởi vì việc này ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, có phải hay không có chút được không bù mất. Triệu Hiểu Tuệ cắn môi một cái, gia hỏa này quá khó đối phó, sớm biết nên để luật sư ở đây, nàng vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ta tin tưởng mọi người sẽ phân rõ ai đúng ai sai. Triệu tiểu thư về sau liền sẽ rõ ràng, không phải là cũng không trọng yếu, mọi thứ chưa hẳn nhất định phải tranh cái đúng sai, tranh đến cuối cùng, người chết ta sống, mọi người lưỡng bại câu thương, giết địch 1.000 tự tổn 500, đối ngươi lại có ý nghĩa gì? Hứa Thuần Lương hạ giọng nói, tha thứ ta nói thẳng.
Ngươi cùng Trần Kiến Tân tình cảm không hề giống ngươi nói tốt như vậy, đầu năm nay coi như đã kết hôn đều có thể sẽ xuất hiện phản bội, huống chi các ngươi còn không có lĩnh chứng, vạn nhất. Triệu Hiểu Tuệ mặt soát liền trợn nhìn, Hứa Thuần Lương để nàng triệt để loạn trận cước, gia hỏa này đến cùng điều tra ra cái gì? Hắn là ám chỉ mình cái gì? Hứa Thuần Lương lúc đầu chỉ là hoài nghi, nhìn thấy Triệu Hiểu Tuệ thời khắc này biểu tình biến hóa, trong lòng suy đoán đã cơ bản xác nhận, nói tới chỗ này, cũng không cần thiết điểm phá, nếu như Triệu Hiểu Tuệ kiên quyết muốn liều cho cá chết lưới rách, hắn cũng có ứng đối sách lược, biết hẳn là từ đâu ra tay. Triệu Hiểu Tuệ thật vất vả mới chấn định lại, hạ giọng nói, người đến cùng muốn làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta đối Triệu tiểu thư sinh hoạt tư nhân không có hứng thú, ta chỉ muốn cho ngươi một cái công bằng, cũng cho Trường Hưng một cái công bằng. Ngươi nói lên điều kiện, bệnh viện chúng ta trên cơ bản đều có thể đáp ứng, chỉ là kim ngạch phương diện hy vọng Triệu tiểu thư có thể căn cứ tình huống thực tế làm ra thích hợp điều chỉnh. Triệu tiểu thư, thường nói, thế không thể làm cho tận, phúc không thể hưởng hết, tiện nghi không thể chiếm hết, thông minh không thể dùng tận. Triệu Hiểu Tuệ dùng sức cắn môi. Hứa Thuần Lương lời nói này như là từng nhát trọng quyền đánh vào trái tim của nàng bên trên. Hứa Thuần Lương hướng về sau dựa vào ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hắn tin tưởng mình đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Triệu Hiểu Tuệ tại trải qua một phen kịch liệt nội tâm đấu tranh về sau, rốt cuộc nói, 100 vạn nguyên. Hứa Thuần Lương lắc đầu, nhượng bộ không thể bảo là không lớn, nhưng là còn không có lớn đến để hắn hài lòng tình trạng. 300 vạn cùng 100 vạn không có khác biệt lớn, đồng dạng đều là đòi hỏi nhiều giao giá trên trời. Triệu Hiểu Tuệ thở dài, được rồi, 30 vạn, cứ dựa theo bệnh viện các ngươi nói lên điều kiện. Hứa Thuần Lương vẫn lắc đầu. Triệu Hiểu Tuệ ngạc nhiên nói, ngươi không nên quá phận. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi để cho ta tiện nghi không thể chiếm hết, nhưng bây giờ ngươi nói rõ là tại chiếm ta tiện nghi. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật đối với ngươi mà nói 30 vạn cũng không tính nhiều. Trường Hưng cũng hẳn là có thể tiếp nhận, nhưng là ta hôm nay đã đến nhà, liền không thể một chuyến tay không, về sau chúng ta có lẽ có cơ sẽ trở thành bằng hữu. Triệu Hiểu Tuệ một chút đều không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, gia hỏa này đơn giản chính là cái ma quỷ, hắn đem mình ăn đến thấu thấu, Triệu Hiểu Tuệ là người thông minh, Hứa Thuần Lương nên là cái không đạt mục đích thề không bỏ qua người, mình cùng hắn đấu pháp, một điểm phần thắng đều không có. Triệu Hiểu Tuệ nói, bằng hữu. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, trợ giúp lẫn nhau cái chủng loại kia, người hôm nay giúp ta giải quyết vấn đề, về sau ngươi gặp được phiền toái gì, ta cũng sẽ thực tình thành ý trợ giúp ngươi. Triệu Hiểu Tuệ nhìn qua Hứa Thuần Lương, vốn muốn nói ta không cần trợ giúp của ngươi, nhưng chẳng biết tại sao nàng vẫn là không có dũng khí nói ra miệng. Mặc dù chỉ là lần thứ hai nhìn thấy Hứa Thuần Lương, lại cảm giác người này thật không đơn giản, hắn nói không sai, 30 vạn thật không coi là nhiều, mình ngay cả 300 vạn đều đã bỏ đi. Làm sao khổ xoắn suýt cái này 30 vạn, từ bỏ một phần nhỏ lợi ích, thu hoạch một cái mình cũng không hiểu rõ bằng hữu. Triệu Hiểu Tuệ ý thức được ở trong đó tràn đầy đánh bạc ý vị, trước mắt người bạn này giá trị nhiều ít. 20 vạn, 10 vạn, trong đầu hiện lên số lượng bị Triệu Hiểu Tuệ liên tiếp bác bỏ, một khi quyết định nhượng bộ, tâm tình của nàng đột nhiên khôi phục bình thản, cúi đầu nghĩ nghĩ, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, hai mắt trở nên ngày mùa thu bình hồ yên tĩnh, nếu là bằng hữu. Chuyện này liền giao an bài cho ngươi. Hứa Thuần Lương lộ ra một cái ánh nắng nụ cười sáng lạn, Triệu Hiểu Tuệ so hắn tưởng tượng bên trong muốn thông minh, yên tâm, ta sẽ dựa theo bình thường tiêu chuẩn, chưa hẳn để ngươi hài lòng, nhưng là có thể cam đoan công bằng. Triệu Hiểu Tuệ thở dài nói, nam nhân hứa hẹn hơn phân nửa cũng sẽ không thực hiện. Hứa Thuần Lương lấy điện thoại cầm tay ra, thêm cái WeChat, có thời gian uống rượu với nhau. Không có người sẽ cảm thấy một lần là có thể đem Triệu Hiểu Tuệ thuyết phục, ngay cả viện trưởng Triệu Phi Dương đều cho rằng chuyện này độ khó khá lớn, chỉ cần có thể lắng lại chuyện này, hoa 50 vạn cũng là có thể tiếp nhận. Chuyện kết quả xử lý để mỗi người đều trợn mắt hốc mồm, Triệu Hiểu Tuệ làm ra nhượng bộ, tinh thần bồi thường từ 300 vạn hạ xuống 3 vạn, cái này nhượng bộ không thể bảo là không lớn. Trình Tiểu Hồng đem cái tin tức tốt này nói cho những người khác, cường điệu Hứa Thuần Lương vừa xuất mã liền làm xong chuyện này. Trêu chọc hắn mị lực vô địch, ngay cả đang hồng nữ chủ trì cũng ngăn cản không nổi. Hứa Thuần Lương siêu cường năng lực càng làm nổi bật ra những người khác hèn hạ kém tài, Hoàng Lập Đức nhất là mặt mũi không ánh sáng, so với hắn càng lúng túng hơn phải là phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, vì trốn tránh trách nhiệm, thế mà ở nhà giả bệnh. Nghe nói Hứa Thuần Lương viên mãn giải quyết lần này tranh chấp, Nghiêm Hồi Ý bệnh cũng thần kỳ khôi phục,
nghe chuyện này báo cáo, đối Hứa Thuần Lương lớn thêm tán dương. Sự thật thắng hùng biện, Hoàng Lập Đức cùng Dương Chấn Cương hai người cũng không thể không thừa nhận Hứa Thuần Lương tại xử lý chữa bệnh tranh chấp phương diện hoàn toàn chính xác có một bộ, hai người bọn họ cùng một chỗ lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận, làm sao đều không biết rõ Triệu Hiểu Tuệ vì sao lại đột nhiên cải biến thái độ, cái này hoàn toàn không khoa học a. Hai người cũng vụng trộm hỏi qua Trình Tiểu Hồng, Trình Tiểu Hồng so với bọn hắn còn muốn hồ đồ, mặc dù nàng cùng Hứa Thuần Lương cùng đi gặp Triệu Hiểu Tuệ, nhưng Triệu Hiểu Tuệ chuyển biến là phát sinh ở nàng cùng Hứa Thuần Lương đơn độc gặp mặt trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết, châm đối với chuyện này nàng hỏi qua Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương trả lời chính là, hiểu chi lấy lý lấy tình động, Triệu Hiểu Tuệ cũng là giảng đạo lý người. Y tế chỗ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới tranh chấp phải xử lý. Tính chất đều không khác mấy, đơn giản là lớn nhỏ khác nhau. Phu Mạt nghe nói sau cùng kết quả xử lý về sau, cả người như chút được gánh nặng, lần này tranh chấp tựa như là một ngọn núi đặt ở trong lòng của nàng, thật sự nếu không giải quyết, tinh thần của nàng đều muốn hỏng mất. Phu Mạt thừa nhận lần này tranh chấp bên trong mình chịu chủ yếu trách nhiệm, nàng cũng chuyên hướng Triệu Hiểu Tuệ nói xin lỗi. Triệu Hiểu Tuệ chuyện bên kia mặc dù thuận lợi giải quyết, nhưng bệnh viện nội bộ đối với chuyện này cũng không thể xem như chưa từng xảy ra, khấu trừ Vu Mạt nửa năm tích hiệu cùng cương vị trợ cấp, đối đồng dạng phải có trách nhiệm siêu thanh khoa bác sĩ Tào Tĩnh cũng khấu trừ nửa năm tích hiệu. Tào Tĩnh lúc đầu đã thông qua được trung cấp khảo thí, chỉ còn chờ bệnh viện mướn, bởi vì việc này xính nhiệm cũng bị trì hoãn. Công kiểm khoa chủ nhiệm Vương Triệu Cương chịu lãnh đạo trách nhiệm, khấu trừ 2 tháng tích hiệu cùng cương vị trợ cấp. Người trong cuộc đều không nhắc tới ra kháng nghị. Phu Mạt biết được là Hứa Thuần Lương ra mặt giải quyết chuyện này, đối với hắn tràn đầy cảm kích, đặc địa để muội muội Vu Lị tổ cục mời Hứa Thuần Lương ăn cơm. Mặc dù Triệu Hiểu Tuệ sự tình kết quả coi như lý tưởng, Triệu Phi Dương nhưng từ chuyện này thấy được Trường Hưng tồn tại tai họa ngầm, từ hắn tự mình dẫn đầu thành lập 2 cái chất khống tiểu tổ, kế hoạch tại Trường Hưng bệnh viện triển khai một trận trong vòng 1 tháng toàn viện chất khống kiểm tra, phó viện trưởng Tần Quốc Lương đảm nhiệm thứ nhất chất khống tiểu tổ tổ trưởng, y tế chỗ làm chất khống công việc không thể thiếu bộ môn. Cũng có người trúng tuyển chất khống tiểu tổ. Bình thường người này hẳn là y tế chỗ chủ nhiệm, tất cả mọi người coi là hiện tại y tế chỗ chủ trì công tác là Hứa Thuần Lương, lại là hắn viên mãn giải quyết Triệu Hiểu Thụy tranh chấp, tiến vào chất khống tiểu tổ khẳng định là chuyện đương nhiên, nhưng là danh sách sau khi đi ra phát hiện trúng tuyển chất khống tiểu tổ người là Hoàng Lập Đức, thậm chí ngay cả Hoàng Lập Đức chính mình cũng hoài nghi có phải hay không lãnh đạo sai lầm. Lành bệnh trở về Nghiêm Hồi Ý đảm nhiệm thứ 2 chất khống tiểu tổ tổ trưởng. Phụ trách phân viện hòa hợp làm chữa bệnh đơn vị chất khống công việc. Trường Hưng bệnh viện trước mắt có 3 cái phân viện, 2 cái cộng đồng phòng khám bệnh, còn có một số hợp tác chữa bệnh đơn vị. Triệu Phi Dương tướng cái này một khối chất khống giao cho hắn, mặt ngoài nhìn đồng dạng ủy thác trách nhiệm, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Triệu Phi Dương là lợi dụng lần này cơ hội đem hắn tạm thời đá ra Trường Hưng hạch tâm lãnh đạo tầng. Nghiêm Hồi Ý vẫn là bước cảnh văn tú theo gót. Chỉ là không biết hắn có hay không cảnh văn tú té ngã sau lại lập tức bò dậy tính bền dẻo. Tại Trường Hưng cao tầng nội bộ trong hội nghị, Triệu Phi Dương trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, không có người đưa ra dị nghị, dù sao chất lượng chính là bệnh viện đặt chân phát triển căn bản, nghĩ muốn tăng lên bệnh viện xã hội danh tiếng, đầu tiên phải bắt chữa bệnh chất lượng. Nghiêm Hồi Ý nhìn một chút mình đảm nhiệm tổ trưởng thứ 2 chất khống tiểu tổ, trừ mình ra, những người khác tất cả đều là từng cái phân viện viện trưởng. Cộng đồng phòng khám bệnh người phụ trách, nói cách khác mình kỳ thật chính là cái quang can tư lệnh, Triệu Phi Dương chiêu này làm được quá tuyệt, mặt ngoài để hắn phụ trách chất khống công việc, nhưng hắn căn bản cũng không có một binh một tốt có thể dùng. Những người khác cũng nhìn ra ảo diệu bên trong, Nghiêm Hồi Ý không thể nghi ngờ đã bị Triệu Phi Dương đặt ở cái thất gỗ bên trên, người là dao thất ta là thịt cá, nếu như 1 tháng chất khống kiểm tra không thể để cho Triệu Phi Dương hài lòng, chỉ sợ Nghiêm Hồi Ý liền bị Triệu Phi Dương triệt để đánh rất bụi bặm. Những này phân viện mặc dù treo Trường Hưng bệnh viện bảng hiệu, nhưng tại bên trong công việc đến vẫn là người ta lúc đầu nhân mã, bình thường đối diện đều là cộng đồng quần chúng, công việc tính chất cùng Trường Hưng bản bộ hoàn toàn khác biệt, nếu như dùng đồng dạng chất khống tiêu chuẩn yêu cầu bọn hắn căn bản không có khả năng, vô cùng có khả năng đứng trước công việc không cách nào khai triển quẫn cảnh. Nghiêm Hồi Ý nhìn chằm chằm kia phần văn kiện nhìn một lúc lâu, khắc chế phẫn nộ đồng thời cũng đang nổi lên dũng khí. Triệu Phi Dương cường điệu xong chất khống công tác tầm quan trọng về sau, hướng thành viên ban ngành nói, tất cả mọi người có ý kiến gì? Không có người nói chuyện, chỉ nghe được bí thư Trần Hưng An có chút khoa trương uống nước âm thanh, Triệu Phi Dương đối Trần Hưng An vị này lão đồng chí vẫn là tôn trọng, đương nhiên giới hạn tại trên mặt mũi, Trần Hưng An là cái lão hồ ly,
bất quá hắn rõ ràng mình tại bệnh viện định vị, chỉ cần không cho Triệu Phi Dương chế tạo chướng ngại, Triệu Phi Dương liền cho là hắn là cái đồng chí tốt. Trần thư ký, ngài nói hai câu, tại tất cả mọi người giữ yên lặng thời điểm, Triệu Phi Dương liền sẽ nói như vậy, chứng minh mình đối tôn trọng của hắn. Trần Hưng An đặt chén trà xuống, ly thủy tinh bên trong bị nước tưới nhuần đến tươi non hồng nhuận cầu kỳ vừa đi vừa về chập chờn, liền giống bị gió đong đưa màn cửa, lại giống là từng khỏa chập chờn hồng tâm. Ta đồng ý Triệu viện trưởng ý kiến, Trường Hưng chất khống công việc đến không bắt không được thời điểm, ta đề nghị từ đảng viên bắt đầu nắm lên, để bọn hắn làm gương tốt, đầy đủ đưa đến đảng viên đồng chí dẫn đầu tác dụng. Triệu Phi Dương trịnh trọng nói, Trần thư ký đề nghị này rất tốt, cũng rất trọng yếu, chúng ta công việc y liệu nhất định phải tại đảng lãnh đạo dưới, công việc của chúng ta tại bất cứ lúc nào đều muốn xứng đáng đảng xứng đáng nhân dân. Viện trưởng cùng bí thư phối hợp phi thường ăn ý, Trần Hưng An người này chăm dựng, với ai vào ngành đều không chướng mắt, đây chính là hắn chỗ cao minh. Ta có một vấn đề. Nghiêm Hồi Ý câu nói đầu tiên thanh âm quá nhỏ, tựa hồ cũng không có gây nên Triệu Phi Dương chú ý. Triệu Phi Dương một vừa sửa sang lại trên tay văn kiện vừa nói, không có vấn đề tan họp. Ta có một vấn đề. Nghiêm Hồi Ý bị Triệu Phi Dương không nhìn triệt để chọc giận, hắn cho rằng Triệu Phi Dương khẳng định nghe được mình lời nói, là cố ý nói như vậy, cố ý trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Triệu Phi Dương cười nói, lão Nghiêm, bệnh còn chưa hết thấu đi, thanh âm có chút suy yếu, người nói, lớn tiếng chút. Lần này tất cả mọi người ý thức được Triệu Phi Dương là có chủ tâm nhục nhã Nghiêm Hồi Ý, rất nhiều người đều không rõ, vì cái gì Triệu Phi Dương luôn luôn muốn nhằm vào Nghiêm Hồi Ý. Liền bởi vì hắn là cố hậu nghĩa để bạt lên phó viện trưởng. Giống như không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ hai người còn có không muốn người biết ân oán. Nghiêm Hồi Ý nói, Triệu viện để cho ta phụ trách thứ hai chất khống tiểu tổ, thế nhưng là, chất khống tiểu tổ bên trong chỉ ta một người. Triệu Phi Dương nói, lão Nghiêm A, ngươi vừa mới không có cẩn thận nghe ta nói chuyện A, ngươi là thứ hai chất khống tiểu tổ tổ trưởng, bởi vì ngươi phụ trách là mỗi người chia viện các cộng đồng phòng khám bệnh, cùng các hợp tác chữa bệnh đơn vị, cho nên ngươi tiểu tổ thành viên muốn từ những địa phương này điều, đây cũng là cân nhắc đến tình huống cụ thể, liền lấy Nguy Sơn đảo phân viện nêu ví dụ, hiểu rõ nhất phân viện khẳng định là phân viện nhân viên. Nghiêm Hồi Ý nói, bọn hắn không phối hợp làm sao bây giờ? Triệu Phi Dương nụ cười trên mặt biến mất, lão Nghiêm, người vấn đề này rất kỳ quái a. Ngươi là Trường Hưng phó viện trưởng, ngươi là chất khống tiểu tổ tổ trưởng, ngươi là tại nói cho ta, ngươi chỉ huy không động hắn nhóm sao? Nghiêm Hồi Ý mặt đỏ bừng lên, Triệu Phi Dương câu nói này tương đương công nhiên chỉ trích mình vô năng. Ta không phải cái này, ý tứ này, ta nói là, ít nhất cũng phải cho phối trí mấy cái trợ thủ, thứ nhất, một. Tần Quốc Lương minh bạch hắn đang cùng mình đương tổ trưởng thứ nhất chất khống tiểu tổ so sánh với, hắn cái tiểu tổ này trên cơ bản tập hợp đủ các khoa đại chủ nhiệm, y tá trưởng, thành viên có hơn 30 người, Nghiêm Hồi Ý bên kia chỉ có một cái quang can tư lệnh, cũng khó trách hắn sẽ nóng nảy phát hỏa, Triệu Phi Dương làm việc quả nhiên không để lối thoát. Nghiêm Hồi Ý mặt kìm nén đến đã tím bầm, cảm giác mình đã biệt xuất nội thương. Lão Nghiêm, ta biết nhiệm vụ tương đối gian khổ, mỗi người chia viện tình huống cũng phi thường phức tạp. Cho nên ta mới nghĩ đến ngươi, ngươi đảm nhiệm phó viện thời gian dài nhất, đối Trường Hưng tình huống cũng hiểu rõ nhất, mà lại trường kỳ đều chiến đấu tại chữa bệnh tuyến đầu, ta tin tưởng chỉ có ngươi mới có thể thắng đảm nhiệm công việc này. Triệu Phi Dương đem Nghiêm Hồi Ý cái lên đài cao, chỉ cần Nghiêm Hồi Ý leo đi lên, hắn liền sẽ không khách khí chút nào đem cái thang triệt tiêu. Nghiêm Hồi Ý nhẹ gật đầu, hắn kiệt lực bình phục tâm tình của mình, nhắc nhở mình không muốn mất khống chế. Chỉ cần Triệu Phi Dương tại, mình liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hắn nhất định phải rời đi Trường Hưng, cho dù có tổn thất cũng sẽ không tiếc, hắn chợt nhớ tới cái gì, ta muốn một trợ lý. Đương một người cả lăm nói chuyện đột nhiên trở nên trôi chảy, vậy liền chứng minh hắn đã hoàn toàn chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Nghiêm Hồi Ý yêu cầu cũng không quá phận, hiện tại bóng đá cho Triệu Phi Dương, nếu như hắn cự tuyệt, tương đương với rõ ràng muốn lợi dụng chuyện này tướng Nghiêm Hồi Ý đẩy vào khốn cảnh. Một trợ lý có thể thay đổi gì? Như thế nặng nề công việc, hai người cùng một người lại có gì khác biệt? Triệu Phi Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, mỉm cười nói, lão Nghiêm, trong lòng ngươi có hay không nhân tuyển thích hợp? Nghiêm Hồi Ý nói, có phải hay không ta tuyển ai ngươi cũng đáp ứng a? Ánh mắt của hắn hướng mấy vị khác tham dự hội nghị người nhìn lại, mấy vị phó viện trưởng trong lòng có chút run rẩy, con hàng này nên không phải trước khi chết muốn kéo cái đệm lưng a? Triệu Phi Dương nói,
Lâm sàng một tuyến vẫn là không muốn tuyển, tận lực lựa chọn hành chính miệng, phó sự cấp trở xuống người tùy tiện tuyển. Một câu liền đem tất cả phó viện trưởng cho hái ra, hắn cũng để phòng Nghiêm hồi ý gấp phản cắn mình một cái, nếu thật là chọn lựa một vị nào đó phó viện trưởng cùng hắn cùng đi phụ trách tổ hai chất khống, như vậy về sau liền có trốn tránh trách nhiệm lý do. Nghiêm hồi ý nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hạ quyết tâm, ta muốn Hứa Thuần Lương. Hội trường trong nháy mắt yên lặng xuống, đám người nín thở, thậm chí ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe được rõ ràng. Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác tại Triệu Phi Dương nói tới có thể chọn phạm vi bên trong, hắn cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng tất cả mọi người biết Hứa Thuần Lương là Triệu Phi Dương người. Nghiêm hồi ý chọn chúng Hứa Thuần Lương nên không phải nhìn chúng năng lực của hắn, hắn chỉ là muốn để Triệu Phi Dương không thoải mái, ngươi Triệu Phi Dương đem ta đá ra ngoài Trường Hưng để cho ta khó xử, ta cũng muốn để ngươi biết, ta không có dễ khi dễ như vậy cũng tốt so ta đánh không lại ngươi, ta đánh ngươi hài tử. Nghiêm hồi ý đang dùng loại phương thức này tướng Triệu Phi Dương một quân, Cảnh Văn Tú ý thức được mình lúc này phải nói câu nói, Hứa Thuần Lương không thể được a, hắn hiện đang chủ trì y tế chỗ công việc. Có thể, Triệu Phi Dương không đợi nàng nói xong đáp ứng Nghiêm hồi ý yêu cầu, Hứa Thuần Lương đích thật là một thanh đao tốt, nhưng Nghiêm hồi ý ngươi thật không có có tự mình hiểu lấy, cây đao này không phải ngươi có thể sử dụng tốt. Cao Tân Hoa không có kịp tham gia lần này hội nghị, họp cùng ngày hắn mới từ Nam Giang trở về. Vốn định về nhà trước nghỉ ngơi, ngày mai lại hướng Triệu Phi Dương báo cáo công việc, nhưng hắn còn chưa tới cửa nhà, Triệu Phi Dương liền gọi điện thoại tới. Triệu Phi Dương mời hắn ăn cơm, nói là muốn cho hắn bày tiệc mời khách, viện trưởng mặt mũi Cao Tân Hoa không thể không cấp, về nhà vội vàng tắm rửa một cái thay quần áo khác, trực tiếp lao tới ước định địa điểm. Triệu Phi Dương mời khách địa phương tại Hoa Gian ngày liệu, nếu như không phải hắn mời khách, Cao Tân Hoa có lẽ đời này cũng không thể vào xem loại địa phương này. Không phải giá cả nguyên nhân, mà là ăn không quen. Cao Tân Hoa vẫn cho rằng ngày liệu hình thức lớn hơn nội dung, chủ yếu là thỏa mãn con mắt cùng đầu óc, Trung Hoa mỹ thực mới là đầu lưỡi cùng dạ dày hưởng thụ. Ngày liệu nhìn qua rất đẹp, bắt đầu ăn không có mùi vị gì cả, như thế nào ăn ngon mỹ vị toàn bộ nhờ tưởng tượng. Mặc dù là Triệu Phi Dương mời khách, nhưng Cao Tân Hoa vẫn là từ trong nhà mang theo bình mao đài, vạn nhất Triệu Phi Dương chuẩn bị đến độ là thanh rượu. Mình có thể uống không quen, món đồ kia với hắn mà nói cùng nước không sai biệt lắm. Triệu Phi Dương tuyển nơi này, chủ yếu là thanh tĩnh, đến hắn vị trí này, mọi cử động bị người chú ý, ăn cơm hương vị chỉ là phụ, mấu chốt là hoàn cảnh cùng tư mật. Hoa Gian ngày liệu tọa lạc ở Nam Sơn công viên phụ cận, bên cạnh cây xanh vần quanh, xuyên thấu qua rừng cây khoảng cách có thể nhìn thấy trong công viên nhân công kiến tạo suối phun thác chảy. Lão bản nương Từ Dĩnh từng có tại Nghê Hồng du học kinh lịch. Về sau đi tới đi lui tại hai nước ở giữa làm mua hộ sinh ý, kiếm lời món tiền đầu tiên, căn này ngày liệu cửa hàng là 2 năm trước khai trương, lo liệu lấy Nghê Hồng người cái gọi là công tượng tinh thần, giảng cứu tinh công mật thám, phẩm chất ưu tiên, tại Đông Châu ngày liệu yêu thích quần thể bên trong cũng đánh ra không tệ danh tiếng. Cao Tân Hoa đi vào tên là Luyến Trống Không Phòng, Triệu Phi Dương đã đến, chính trong phòng gọi điện thoại, ở vào viện trưởng vị trí này bên trên, đã rất khó giới định đi làm phân biệt. Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu Cao Tân Hoa tại hắn đối diện ngồi xuống. Cao Tân Hoa ngồi vào tatami bên trong, còn tốt cải tiến qua, có thể mở rộng ra hắn 2 đầu chân dài. Cao Tân Hoa biết Triệu Phi Dương cú điện thoại này còn muốn đánh một đoạn thời gian, cầm lấy iPad trước nghiên cứu một chút thực đơn, sashimi, sushi, trời phụ la, hắn thấy Nghê Hồng người ẩm thực văn hóa làm sao đều không thoát khỏi được đảo quốc không phóng khoáng. Đông sườn núi thịt, cá luộc, phật nhảy tường. Tùy tiện kia một món ăn không thể dây đến bọn hắn cặn bã mà đều không thừa. Triệu Phi Dương cuối cùng đánh xong cú điện thoại này, nhìn thấy Cao Tân Hoa mang tới mao đài nhịn không được bật cười, hắn đã sớm biết Cao Tân Hoa uống không quen thanh rượu, cho nên hắn cũng mang theo 2 bình mao đài tới. Hắn mang phải là không quân đặc cung Lam Mâu, xuất xưởng đều có 10 năm, hiện ở trên thị trường đã không thấy được. Cao Tân Hoa suy đoán Triệu Phi Dương 2 bình này rượu nhất định là thuận hắn lão gia tử. Ăn Tết đi thăm viếng già đại đội trưởng thời điểm, già đại đội trưởng mở qua 1 bình chiêu đãi hắn. Cao Tân Hoa khách khí một câu, Triệu Viện, uống ta đi, người 2 bình này rượu lấy về cho già đại đội trưởng uống. Người liền mang 1 bình làm sao đủ, vẫn là uống ta, uống không hết người toàn lấy đi. Triệu Phi Dương để Cao Tân Hoa gọi món ăn, Cao Tân Hoa đem iPad giao cho hắn, biểu thị mình rất ít ăn Nhật Lưu sẽ không điểm, để Triệu Phi Dương cho hắn điểm 1 bàn củ lạc là được. Hắn đối đồ ăn không soi mói.
Cao Tân Hoa cũng không phải tay không tới, cho Triệu Phi Dương mang đến hai con nước muối vịt, hai hộp vũ hoa trà, đều là từ Nam Giang trở về thời điểm, chiêm ái hoa lễ vật. Triệu Phi Dương nhìn ra Cao Tân Hoa ăn không quen Nhật Lưu, đem Từ Dĩnh gọi đi qua, để nàng an bài phòng bếp chảm nửa con vịt đưa ra. Cao Tân Hoa đối Từ Dĩnh ấn tượng chính là tư sắc trung thượng, khí chất không tệ, tính tình rất tốt, từ trước mắt thấy, nàng cùng Triệu Phi Dương nên rất quen, Triệu Phi Dương an bài nàng làm việc không chút khách khí, Từ Dĩnh cũng không có chút nào lời oán giận. Triệu Phi Dương lười nhác gọi món ăn để Từ Dĩnh nhìn xem an bài. Sashimi cùng nước muối vịt cùng một chỗ bưng lên về sau, Cao Tân Hoa muốn đi lấy rượu bình, Triệu Phi Dương đoạt trước cầm lên, biểu thị hiện tại là lúc tan việc, đương nhiên là làm huynh đệ cho ca ca rót rượu, nếu để cho lão gia tử biết Cao Tân Hoa cho hắn rót rượu, sợ không phải muốn đánh gãy hai chân của hắn. Cao Tân Hoa đành phải tiếp nhận, mặc dù Triệu Phi Dương nói đến thành khẩn thân thiết, nhưng hắn biết mình cuối cùng không phải Triệu Phi Dương đại ca, người ta trong lòng ý tưởng chân thật cũng chưa chắc đem mình làm thành đại ca. Cao Tân Hoa người này sở trường lớn nhất chính là đầu não thanh tỉnh, biết mình phân lượng. Coi như vắt hết óc cũng nghĩ không ra Triệu Phi Dương có chỗ nào sẽ cầu trợ ở mình, ngoại trừ hắn tại Trường Hưng công việc nhiều năm, đối Trường Hưng quen thuộc một điểm, nhưng hắn biết đến tình huống người khác cũng biết. Mấy vị khác phó viện trưởng đối Trường Hưng hiểu rõ không kém hơn mình, mà lại người ta đều có để Triệu Phi Dương nể trọng địa phương, tỉ như Tần Quốc Lương, hắn là trong nội tâm khoa chuyên gia, lại là tiến sĩ, là Trường Hưng biển chữ vàng. Lại tỉ như Cảnh Văn Tú, người ta bối cảnh thâm hậu, cùng ngân hàng quan hệ chặt chẽ, Triệu Phi Dương đến dựa vào nàng giải quyết cho vay. Mình có cái gì có thể để cho Triệu Phi Dương nể trọng địa phương? Tín nhiệm, cho nên mới để cho mình đi tỉnh thiết kế viện tìm chuyên gia thiết kế một bộ khác phương án. Cao Tân Hoa cảm giác càng ngày càng không nỡ, hắn sợ Triệu Phi Dương cần đến không phải một cái đại ca, một cái bạn thân, hắn cần đến chỉ là một cái phục tùng vô điều kiện hắn tín nhiệm hắn. Cũng tùy thời có thể vì hắn xông pha khói lửa bộ hạ. Hai người uống một chén rượu, Triệu Phi Dương nói, ngươi vừa mới đi công tác trở về, ta liền đem ngươi kêu đi ra uống rượu, tẩu tử sẽ không có ý kiến chứ. Lão phu lão thê, nàng ước gì không nấu cơm cho ta. Cao Tân Hoa điểm một cái mặt bàn, ra hiệu Triệu Phi Dương ít ngược lại một điểm, bọn hắn dùng đến uống thanh rượu cái chén, để người lãnh đạo trực tiếp cho mình rót rượu cảm giác có chút xấu hổ, đi qua hắn thường đi già đại đội trưởng nhà. Triệu Phi Dương lúc còn rất nhỏ hắn liền nhận biết, trong ấn tượng Triệu Phi Dương thông minh, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, trong tính cách càng giống mẹ của hắn, không giống già đại đội trưởng loại kia thùng thuốc súng tính cách, một điểm liền. Triệu Phi Dương nói, cùng Lý giáo sư đàm đến thế nào? Còn có thể thế nào a? Chỉ cần chúng ta nguyện ý xuất tiền, người ta liền nguyện ý phục vụ, hiện tại người đều hiện thực vô cùng, hắn đáp ứng tháng sau bớt thời gian tới thực địa nhìn một chút, tốt nhất có thể cùng ngươi gặp mặt. Cũng tốt xác định thiết kế phương hướng. Vất vả, Triệu Phi Dương lại kính hắn một chén rượu, uống nửa chén liền để xuống, bất quá, tình huống có biến. Cao Tân Hoa sửng sốt một chút, có chút không hiểu Triệu Phi Dương nói đến tình huống có biến là có ý gì. Chẳng lẽ hắn lại thay đổi chủ ý, nghĩ mời Cao Minh khác. Khu công nghệ cao lãnh đạo đã họp nghiên cứu qua, đồng ý tướng khu công nghệ cao chữa bệnh dùng giao cho chúng ta Trường Hưng mở ra phát. Cao Tân Hoa lộ ra một cái biểu tình mừng rỡ, nội tâm nhưng không có cùng biểu lộ đồng bộ, lúc trước hắn liền nghe nói qua một cái tin đồn, Triệu Phi Dương sở dĩ cấp tốc bắt đầu dùng Cảnh Văn Tú, cùng nàng đảm nhiệm khu công nghệ cao người đứng đầu đại ca Cảnh Văn Tuấn có quan hệ, Trường Hưng có thể cầm xuống cái này một chỗ khối cái tầng quan hệ này nhất định làm ra tác dụng. Triệu Phi Dương giới thiệu sơ lược một chút cánh đồng tình huống, khu công nghệ cao quy hoạch chữa bệnh dùng 300 mẫu. Hắn sơ bộ kế hoạch là tại cái này một chỗ khối kiến thiết một tòa bao quát phòng khám bệnh, y ký, phòng bệnh ở bên trong hiện đại hóa tổng hợp bệnh viện, kiến thiết diện tích chỉ ít 30 vạn mét vuông, kế hoạch hạng mục tổng đầu tư 2 tỷ. Cao Tân Hoa nghe được cái này đầu tư hạn mức thời điểm yên lặng để ly rượu xuống, Trường Hưng tình trạng tài chính hắn là rõ ràng, không bỏ ra nổi số tiền kia, coi như tìm ngân hàng cho vay, cũng không có khả năng vay ra như thế khoản tiền lớn. Trường Hưng năm ngoái tổng doanh thu mới 12 ức. Năm nay tình huống khẳng định không bằng năm ngoái, trước ba cái quý mới vừa vặn 800 triệu, dựa theo cái này thu nhập, cả năm doanh thu tối đa cũng liền 11 ức tả hữu, lạc quan đoán chừng lợi nhuận tại 150 triệu dáng vẻ, nếu như 2 tỷ tất cả đều dựa vào cho vay, chỉ sợ không có 20 năm cũng còn không rõ món nợ này, cái này còn muốn xây dựng ở bệnh viện tiếp tục tốt phát triển điều kiện tiên quyết. Triệu Phi Dương từ Cao Tân Hoa trong trầm mặc đã nhận ra cái gì, mỉm cười nói, làm sao? Ngươi cảm thấy không ổn.
Cao Tân Hoa cân nhắc một chút, vẫn là nói ra mình lo lắng, đang nói ra mình quan điểm đồng thời, nhớ tới chiến hữu Chiêm Ái Hoa tiết lộ cho mình tin tức trọng yếu, Triệu Phi Dương đã sớm đang cùng Hoa Niên tập đoàn tiếp xúc, chẳng lẽ Triệu Phi Dương dự định tướng Hoa Niên tập đoàn dẫn vào Đông Châu? Nhưng cái này muốn liên quan đến công tư hợp doanh vấn đề, tại Cao Tân Hoa trong ấn tượng, Bình Giang tỉnh chữa bệnh trong hệ thống chưa có thành công tiền lệ. Cao Tân Hoa cũng không đề cập chuyện này, Triệu Phi Dương cùng Hoa Niên tập đoàn tiếp xúc sự tình khẳng định là không muốn cho hắn biết, hắn cũng sẽ không xảy ra bán bằng hữu. Tại Triệu Phi Dương xem ra, Cao Tân Hoa là lo lắng kia 20 cái ức đầu tư khoản không cách nào gom góp đúng chỗ, hắn nói cho Cao Tân Hoa, chính đang tranh thủ tài chính thành phố ủng hộ, đồng thời hắn cũng sẽ lợi dụng cái khác đường tắt gom góp tài chính, phương diện này không cần lo lắng. Cao Tân Hoa hiện tại có thể xác định, Triệu Phi Dương muốn tại Trường Hưng làm một vố lớn, hắn dưới đáy lòng tướng Triệu Phi Dương cùng Cố Hậu Nghĩa làm một cái so sánh, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện tại Cố Hậu Nghĩa thủ hạ công việc. Triệu Phi Dương trên thân hoàn toàn chính xác có một đời mới cán bộ mạnh dạn đi đầu cùng bốc đồng, đối âm u đầy tử khí Trường Hưng tới nói có lẽ là một chuyện tốt, nhưng đối với mình chưa hẳn. Cao Tân Hoa phi thường rõ ràng, Triệu Phi Dương hẳn là tướng mình coi thành vì hắn xông pha chiến đấu quan tiên phong, nếu như mình tiếp nhận, như vậy hắn ở sau đó trong công việc lại nhận trọng dụng, không bài trừ sẽ thể nghiệm đến xe cáp treo từ trên xuống dưới mạo hiểm kích thích, thậm chí càng thay Triệu Phi Dương gánh chịu không biết phong hiểm. Cho tới bây giờ niên kỷ, tâm lý của hắn đã không thể thừa nhận áp lực như vậy. Nhưng nếu như hắn không tiếp thụ, Triệu Phi Dương sẽ như thế nào nhìn mình? Về sau vẫn sẽ hay không giống hiện tại đối xử với mình như thế? Cao Tân Hoa nội tâm không khỏi lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Triệu Phi Dương đắm chìm trong kế hoạch lớn đại triển trong chờ mong, tại Cao Tân Hoa trước mặt phác họa lấy Trường Hưng tương lai bản thiết kế, hắn nói đến kích tình bắn ra bốn phía. Cao Tân Hoa phảng phất thấy được già đại đội trưởng lúc còn trẻ, từ trên người hắn thấy được già đại đội trưởng huyết mạch truyền thừa, nhưng mà năm đó già đại đội trưởng gặp được nguy hiểm luôn luôn công kích phía trước, trước mắt Triệu Phi Dương hắn biết sao. Cao Tân Hoa không có nắm chắc, mặc dù hắn cùng Triệu Phi Dương ngồi đối mặt nhau, thế nhưng là hắn cảm thấy mình không có chút nào hiểu rõ Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương rốt cục nói xong hắn kế hoạch lớn đại kế, nhìn qua đối diện lắng nghe người, cười nói, đêm nay chỉ nghe ta nói. Tân Hoa ca, người nâng nâng ý kiến. Cao Tân Hoa kẹp một bông hoa gạo sống, chậm rãi nhai nuốt lấy, có thể là bởi vì Nhật Liêu cửa hàng điều chế phương pháp nguyên nhân, mảy may cảm giác không thấy củ lạc lại hương lại giòn cảm nhận, có chút dính có chút đắng. Cao Tân Hoa suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hỏi hắn đối Trường Hưng hai kỳ xây dựng thêm công trình dự định. Đêm nay Triệu Phi Dương nói hồi lâu, đều vây quanh khu công nghệ cao mảnh đất kia, nói viễn cảnh quy hoạch bên trong hiện đại hóa tổng hợp bệnh viện. Thế nhưng là hắn đối hai kỳ xây dựng thêm công trình lại không nhắc tới một lời, chẳng lẽ hắn quên đi Trường Hưng căn bản. Thật vất vả mới hoàn thành phá dỡ khối kia đất trống mặc dù không lớn, nhưng còn có thể đậy lại một tòa hiện đại hóa phòng bệnh cao ốc. Triệu Phi Dương nói cho Cao Tân Hoa, Trường Hưng bản bộ càng cần hơn một tràng hiện đại hóa môn trần đại lâu, hắn dự định tăng lên cải tạo hiện hữu phòng bệnh cao ốc, Trường Hưng muốn có được tốt hơn phát triển, nhất định phải đặt chân lâu dài. Liền không thể đưa ánh mắt cực hạn ở chung quanh một mẫu ba phần đất bên trên. Cao Tân Hoa mím môi, ta mặc dù không hiểu kiến trúc dự toán, thế nhưng là ta cảm thấy hai thứ này công trình chung vào một chỗ, không có 30 ức khả năng làm không xuống, liền coi như chúng ta có thể gom góp đến số tiền kia, Trường Hưng mắc nợ cũng sẽ đạt tới 30 ức thậm chí nhiều hơn, cao mắc nợ mang ý nghĩa cao phong hiểm. Ta thường xuyên nghe lão gia tử nói năm đó các ngươi đánh trận sự tình, Tân Hoa ca, ngươi trên chiến trường sợ hãi sao? Cao Tân Hoa lắc đầu, hắn chợt phát hiện Triệu Phi Dương không có chút nào hiểu rõ mình, không hiểu rõ mình bây giờ chân chính lo lắng phải là cái gì, hắn trên chiến trường chưa từng có cảm thấy qua sợ hãi, bởi vì hắn đối diện là địch nhân, phía sau hắn là chiến hữu, hắn sẽ không lui lại mang ý nghĩa không phải mình chết chính là chiến hữu chết, hắn sẽ chỉ xông về phía trước. Nhưng bây giờ là hòa bình niên đại, bọn hắn cũng không phải muốn đánh trận, làm việc nghiệp cùng đánh trận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Triệu Phi Dương bưng chén rượu lên gióng giạc nói, ngươi ngay cả đánh cầm còn không sợ, còn có cái gì phải sợ. Chỉ cần chúng ta huynh đệ đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đem chuyện này làm thành. Cao Tân Hoa bưng chén rượu lên cùng hắn đụng đụng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vì để cho ra ra giải sầu, Hứa Thuần Lương đặc địa đi một chuyến đẹp vô cùng mực lớn, trở về mấy ngày nay phát hiện việc buôn bán của bọn hắn chân hỏa, hộ khách nối liền không dứt, nhiều người tự nhiên xe liền nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chiếm dùng hồi xuân đường cổng đất trống. Bùi Lâm bình thường rất ít xuất hiện,
nàng còn có Cảng Kiếm Tiền Y Dược nghiệp vụ, đẹp vô cùng ngực lớn bên này trên cơ bản đều là Đường tỷ Bùi Ngọc tọa chấn. Khai trương thời điểm, nếu như không phải Hứa Thuần Lương trượng nghĩa xuất thủ, các nàng mời tới khách quý lơ xa có thể muốn mệnh tang tại chỗ. Đối với chuyện này đẹp vô cùng ngực lớn thiếu Hứa Thuần Lương một cái rất lớn ân tình, về sau Bùi Ngọc chuyên môn cho hắn đưa 1 vạn khối tiền dùng tiền thay thế khoán biểu đạt cảm tạ, chỉ là Hứa Thuần Lương tịch thu, hắn không cần đến cái đồ chơi này, hắn cũng không tin đẹp vô cùng ngực lớn hiệu quả, bất quá chuyện này cũng có thể nhìn ra Bùi Ngọc quá mức không phóng khoáng. Hứa Thuần Lương cho rằng Bùi Ngọc nhiều ít cũng phải cấp mình 3 phần chút tình mọn, cho nên trực tiếp tìm tới. Bùi Ngọc đối với hắn khá lịch sự, đem hắn mời đến văn phòng, rót cho hắn chén trà. Mặc dù đẹp vô cùng chính thức khai trương có một đoạn thời gian, Hứa Thuần Lương lại còn là lần đầu tiên tiến đến, dù sao tới đây hộ khách đều là nữ tính, làm được lại là tư ẩn hạng mục, nam tính tới không tiện lắm. Nhìn ra được trang trí là hao tốn một phen công phu, nhân viên cũng có 10 cái, màu hồng phấn đồng phục y tá so bệnh viện muốn hợp thể được nhiều, mà lại những nhân viên này tất cả đều là tỉ mỉ tuyển chọn, hình thể hình dạng cũng không tệ, trang họa rất nồng. Từng cái xiết đến núi non chập trùng, không phải cũng không dễ dàng thủ tín tại hộ khách. Hứa Thuần Lương có loại tiến vào câu lan ảo giác, khó trách ra ra cảm thấy rất đẹp làm được không phải chính cách buôn bán, nhưng là người ta phục vụ quần thể đều là nữ tính, cũng không có cái gì phạm pháp loạn kỳ cương địa phương. Hứa Thuần Lương đem mình tới nguyên nhân nói. Bùi Ngọc nghe xong hướng hắn giải thích, các nàng cơ hồ hướng mỗi vị khách nhân đều cường điệu qua, cỗ xe tận lực dừng ở đẹp vô cùng trước cửa. Mà lại các nàng cũng vẽ xong dừng xe tuyến, nhưng khách người hay là không có đem nhắc nhở để ở trong lòng, nơi đó có không liền hướng chỗ nào ngừng, nàng chỉ có thể tận lực nhắc nhở. Hứa Thuần Lương nghe ra Bùi Ngọc có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, vẻn vẹn là nhắc nhở nhưng không giải quyết được vấn đề nghị Bùi Ngọc có thể an bài chuyên gia chỉ đạo hộ khách dừng xe, phòng ngừa loạn ngừng ném loạn, rất nhiều khách nhân dừng xe đều đem hồi xuân đường đại môn chặn lại, đã ảnh hưởng đến nhà bọn hắn sinh ý. Bùi Ngọc trong lòng đối câu nói này nhưng không tán đồng, khách nhân dừng xe địa phương khoảng cách hồi xuân đường đại môn còn cách một đoạn, mà lại hồi xuân đường sinh ý kinh tế đình trệ cùng dừng xe hẳn là quan hệ không lớn, huống chi hồi xuân đường cổng cũng là dùng chung, tại hồi xuân đường cổng dừng xe cũng không nhất định đều là nhà bọn hắn khách nhân. Hứa Thuần Lương có chút phiền, hắn cùng Bùi Ngọc tiếp xúc không nhiều, ấn lý thuyết chuyện này là các nàng đối lý, mình tìm tới cửa, làm sao đều muốn trước nói xin lỗi đi. Nhưng Bùi Ngọc một điểm áy náy đều không có, thậm chí còn nâng lên cổng là công dùng khu vực. Hứa Thuần Lương cảm giác nữ nhân này không hiểu cảm ơn, lần trước nếu như không phải mình xuất thủ, đẹp vô cùng ngực lớn khai trương đại cát liền phải biến thành khai trương đại hung, ta tìm các ngươi thương lượng chuyện này, người thống khoái đáp ứng giải quyết không liền xong rồi. Cùng ta đông kéo tây kéo, giống như đều là khách nhân nguyên nhân, chính nàng một điểm mau bệnh không có. Hứa Thuần Lương lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Nói xong chuyện này ngày thứ hai, phát hiện các nàng hộ khách vẫn đến bên này dừng xe, Hứa Thuần Lương hơi tức giận, đang định liên hệ Bùi Lâm, để nàng giải quyết chuyện này, nhưng không chờ hắn liên hệ, cảnh sát trước tìm tới cửa. Nguyên nhân là đẹp vô cùng ngực lớn một khách hộ đem vừa mua đến Porsche Cayenne dừng ở hồi xuân đường cổng, bị người cho vẽ, cảnh sát dễ căn cứ số liệu đến tình huống cho rằng hồi xuân đường có hiểm nghi. Cảnh sát đến tìm hiểu tình huống thời điểm, Hứa Thuần Lương không ở nhà. Cho nên chỉ có thể tìm Hứa Trường Thiện tìm hiểu tình huống. Cảnh sát đề ra nghi vấn nửa ngày, bởi vì không có chứng cứ gì, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, vị kia Cayenne chủ xe không buông tha, đứng tại hồi xuân đường cổng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng một trận, Hứa Trường Thiện thích hay làm việc thiện, thanh bạch cả một đời, không nghĩ tới bị người hoài nghi làm loại chuyện này, tức giận đến hắn kém chút không có tắt thở đi. Lão gia tử dưới cơn nóng giận, hỏi cảnh sát giao thông vì cái gì bỏ mặc không quan tâm cổng đỗ xe trái quy định, loại chuyện này bình thường là dân bất lực quan không truy xét, chỉ khi nào có người báo cáo, cảnh sát giao thông liền không thể giả bộ như nhìn không thấy. Cùng ngày chẳng những dừng ở hồi xuân đường cổng xe, ưỡn liên tục đẹp ngực lớn cổng xe cũng bị dán cớm. Bùi Ngọc trước đó là cùng cảnh sát giao thông bắt chuyện qua, tìm người quen hỏi một chút mới biết được là bị Hứa Trường Thiện báo cáo. Liên tưởng tới trước đó Hứa Thuần Lương tới qua một chuyến thương lượng cổng ngừng chuyện xe, lập tức liền phát hỏa, nàng lấy đạo của người trả lại cho người, hướng giữ trật tự đô thị báo cáo hồi xuân đường tại cửa ra vào chiếm đường kinh doanh. Giữ trật tự đô thị tới đem lão gia tử bày tại cửa ra vào bàn ghế tất cả đều cho lôi đi, Hứa Trường Thiện bị tức đến quá sức, vào lúc ban đêm ngay cả cơm cũng chưa ăn. Hứa Thuần Lương biết được tình huống về sau triệt để bị làm phát bực, trước thông qua Lục Kỳ tìm quan hệ đem cái bàn cho muốn trở về.
hắn hiện tại tính tình đã tốt lên rất nhiều, đổi thành đi qua, nhất định đến một mồi lửa tướng đẹp vô cùng ngực lớn đốt. Đi qua Hứa Thuần Lương không có gì thân nhân, hiện tại chẳng những có thân nhân, mà lại ra ra đối với hắn đặc biệt yêu mến, Hứa Thuần Lương rốt cuộc biết nhân gian thân tình là vật chi, cho nên phá lệ chân quý. Chọc tới trên đầu của hắn có lẽ còn có thể nhẫn, khi dễ lão gia tử kia là tuyệt đối không được. Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ đem bàn ghế muốn trở về, để hắn hỗ trợ tướng những này ngoài trời đồ dùng trong nhà một lần nữa đặt lại vị trí cũ. Lục Kỳ biết hắn không phải cái tốt tính, sợ tiểu tử này vừa xung động làm ra cái gì không lý trí sự tình, nhắc nhở hắn oan gia nên giải không nên kết. Chuyện này tất cả mọi người nhường một bước liền phải, hắn đã cùng phụ trách cái này một mảnh giữ trật tự đô thị bắt chuyện qua, về sau sẽ không ở phát sinh đồng loại sự kiện. Hứa Thuần Lương để hắn yên tâm, chính mình mới sẽ không theo nữ nhân chấp nhặt. Vốn định giữ Lục Kỳ ăn cơm, Lục Kỳ nói cho hắn biết mình đêm nay ca đêm, nhắc nhở hắn tuyệt đối đừng quên thứ bảy Vu Mạt an bài rượu cục. Hứa Thuần Lương có chút kỳ quái, lúc đầu Lục Kỳ đối loại này ăn cơm khách là kháng cự, làm sao lần này biểu hiện được như thế tích cực. Hứa Thuần Lương chống lên che nắng dù thời điểm, Trịnh Bồi An đến đây, hôm nay vừa vặn hắn cho Hứa lão gia tử gọi điện thoại, nghe ra lão gia tử cảm xúc không đúng, cho nên đặc địa tới xem một chút. Hứa Thuần Lương để hắn đi vào nhà bồi bồi ra ra, lão gia tử chính phụng phịu đâu. Hộ khách cỗ xe bị hoạch sự tình đã tra ra được, căn bản không phải phát sinh ở hồi xuân đường cổng, thông qua điều tra, phát hiện hộ khách chiếc xe kia là tại chính nàng cư xá bị người cho quẹt làm bị thương, hiện tại đã tìm được người gây ra họa. Bùi Ngọc nghe nói chuyện này có chút hối hận, nàng cũng là xúc động hình tính tình, lúc ấy một lòng cảm thấy là hồi xuân đường người làm được, hiện tại chân tướng rõ ràng, chứng minh mình phán đoán sai lầm. Hứa lão gia tử bị oan uổng, xúc động phía dưới báo cáo bọn hắn đỗ xe trái quy định tình có thể hiểu, nhưng nàng vì trả thù hướng giữ trật tự đô thị báo cáo hồi xuân đường chiếm đường kinh doanh, cái này giống như có chút quá mức, dù sao đi qua Hứa Thuần Lương đã giúp bọn hắn. Hối hận thì hối hận, nhưng sự tình đã phát sinh, Bùi Ngọc cũng sẽ không đến nhà nhận lầm, lo lắng chuyện này bị Bùi Lâm biết trách tự trách mình, cho nên nàng cũng không dám cùng Bùi Lâm nói. Bùi Ngọc tan tầm rời đi thời điểm, nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã đem bàn ghế muốn trở về, đang ở nơi đó chống đỡ che nắng dù, do dự có phải hay không muốn đi qua cùng hắn chào hỏi thời điểm, Hứa Thuần Lương vừa vặn hướng nàng nhìn lại. Bùi Ngọc có tật giật mình, có chút cười xấu hổ cười, tan việc. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, cười đến dương quang sáng lạn, xem ra căn bản không có hoài nghi đến trên người nàng, đóng cửa. Bùi Ngọc trả lời xong cảm giác lời này có chút bất thường, cái gì gọi là đóng cửa? Ta sinh ý làm rất tốt làm sao có thể đóng cửa? Nàng cũng không biết rõ Hứa Thuần Lương là vô tâm vẫn là cố ý, hướng hắn khoát tay áo, lên xe rời đi. Trịnh Bồi An tốt xấu đem Hứa Trường Thiện cho khuyên ra, để lão gia tử nhìn xem, cái bàn của hắn băng ghế tất cả đều bị muốn trở về, hiện tại đã khôi phục tại chỗ. Hứa Trường Thiện nhìn thấy đồ vật muốn trở về, khí liền tiêu một chút, nghe nói hoạch xe người gây ra họa đã tìm được, lão gia tử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn sống hơn nửa đời người xưa nay không làm việc trái với lương tâm, thế mà bị người hoài nghi hoạch xe. Trịnh Bồi An cười an ủi hắn, đây không phải đã còn ngài trong sạch nha. Lúc này đẹp vô cùng ngực lớn mấy tên nhân viên khóa cửa tan tầm, từng cái trang điểm lộng lẫy, mặc hở hang, Trịnh Bồi An nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Bị trong đó một vị nhân viên phát hiện, hướng hắn lật ra một cái lườm nguýt, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân. Trịnh Bồi An bị nháo cái đỏ chót mặt. Hứa Trường Thiện thở dài nói, thật sự là còn thể thống gì, còn thể thống gì a? Ba, Trịnh Bồi An tại mình trần trụi trên cánh tay hung ác quất một cái tát. Một con trắng đen sen kẽ hoa con muỗi bị hắn chụp chết, đã hút hắn không ít máu. Mùa thu con muỗi đủ độc, Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương đi trong phòng cầm hồi xuân đường bí chế thanh lương cao. Hứa Thuần Lương đi lấy thanh lương cao thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện trước đó bị tiện tay gác lại tại trên giá gỗ ngực lớn cao, nắp bình bên trên nằm hai con ruồi, đoán chừng là bị bên trong mùi hấp dẫn, ngực lớn cao bên trong có mật ong thành phần, đây là Bùi Lâm đưa cho hắn, Hứa Thuần Lương mình không dùng được. Lo lắng cái đồ chơi này có tác dụng phụ, cũng không dám tặng người, bất quá nhìn thấy ngực lớn cao bên trên con ruồi, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Đẹp vô cùng ngực lớn gặp điểm phiền phức, hôm nay đến trong tiệm khách nhân phổ biến phản ứng bọn hắn trong tiệm ruồi muỗi siêu nhiều, làm ngực lớn hạng mục thời điểm yêu cầu nhất định phải trần trụi bộ ngực, có khách tại làm vật lý trị liệu thời điểm không ngừng có con ruồi bay tới bay lui, quá đáng hơn là, còn có con ruồi rơi vào trên ngực,
ngứa đến khó chịu. Nhân viên cửa hàng giải thích bởi vì ngực lớn cao bên trong dầu có mật ong thành phần, cho nên mới sẽ đưa tới con ruồi. Cùng ngày rất nhiều khách nhân lên dị ứng phản ứng, bộ ngực sưng đỏ, lại ngứa vừa đau, có còn đã dẫn phát toàn thân dị ứng phản ứng. Nếu như một người khách nhân như thế coi như bỏ qua, cơ hồ hôm nay vào xem khách nhân tất cả đều như thế, vậy thì không phải là ngẫu nhiên hiện tượng, cũng có trong nhân viên chiêu, bất quá các nàng là hai tay ngứa. Những khách nhân này không phú thì quý, các nàng lập tức đưa ra kháng nghị, chất vấn đẹp vô cùng ngực lớn vệ sinh công việc không làm tốt, hoài nghi các nàng sử dụng ngực lớn cao có vấn đề. Bùi Ngọc nói liên tục xin lỗi, cuối cùng bất đắc dĩ, nàng đành phải tạm dừng kinh doanh, lại hứa hẹn cho hộ khách đánh gãy. Lợi dụng giữa trưa nghỉ ngơi trong lúc đó, trong trong ngoài ngoài tiến hành tổng vệ sinh, lại tìm chuyên gia tiến hành tiêu diệt, không buông tha bất kỳ một cái nào góc chết. Bùi Ngọc nhận vì lần này vệ sinh công việc làm được đủ triệt để, ngày thứ hai đầy cõi lòng tin kinh doanh, nhưng nàng nghênh đón lại là hộ khách tập thể duy quyền. Nhưng có hơn 10 tên hộ khách đều phát sinh dị ứng phản ứng, tập trung ở bộ ngực, sưng đỏ ngứa, có không ít người bởi vì không cách nào nhẫn nại trong đêm liền đi bệnh viện. Bệnh viện cho bọn hắn chẩn bệnh là dị ứng, đối diện mẫn thông thường tư liệu cũng chính là kháng tổ án dược vật tăng thêm thoa ngoài da dược vật dừng ngứa, chỉ có tra ra dị ứng nguyên mới có thể đi vào đi tính nhắm vào trị liệu. Những khách hàng này cộng đồng đặc thù đều là đi qua đẹp vô cùng ngực lớn, bác sĩ cho rằng dị ứng nguyên rất có thể liền xuất hiện tại đẹp vô cùng ngực lớn cơ cấu nội bộ, các nàng triệu chứng biểu hiện không hề giống là con muỗi đốt dẫn phát qua được mẫn. Chính quy bệnh viện bác sĩ đối loại này xã hội y đẹp cơ cấu bình thường không có nhiều hảo cảm, nhất là loại này ngực lớn cơ cấu, căn bản chính là đánh lấy y đẹp ngụy trang lừa gạt tiền. Đối diện quần tình mãnh liệt hộ khách duy quyền, Bùi Ngọc cũng hoảng hồn, cường điệu bọn hắn sử dụng ngực lớn cao là thuần thiên nhiên thực vật dược cao, tuyệt đối không có tác dụng phụ, không gặp qua mẫn, mọi người nhất định là hiểu lầm. Hộ khách làm sao nghe giải thích của nàng, đã có người khiếu nại đến dược giám cục cùng trạm phòng dịch. Ngành tương quan cũng tới lấy mẫu điều tra, tại kết quả ra trước khi đến yêu cầu bọn hắn tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, Bùi Ngọc nhìn thấy thế cục đã ép không nổi nữa, tranh thủ thời gian liên hệ đường muội Bùi Lâm. Bùi Lâm ngay tại Hải Châu đi công tác, nghe nói trong nhà náo xảy ra chuyện lớn như vậy, trách cứ Bùi Ngọc cũng không nói sớm một chút, để nàng trước ổn định tâm tình của khách hàng, dược giám cục, trạm phòng dịch phương diện nàng có quan hệ, chờ chuyện bên này làm xong, lập tức liền trở về Đông Châu. Bùi Ngọc loay hoay sứt đầu mẻ chán thời điểm, hồi xuân đường bên kia treo lên một bức quảng cáo, trên đó viết tổ truyền bí phương, chuyên trị dị ứng ngứa, nan ngôn chi ẩn, một vòng chi. Bùi Ngọc cho rằng cái này quảng cáo có ý riêng, hẳn là nhằm vào bọn họ, hồi xuân đường hiện tại làm như vậy chẳng khác gì là công nhiên bỏ đá xuống giếng, nàng hận không thể hiện tại liền đi qua tìm Hứa lão đầu lý luận, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy hàng xóm, về phần nhìn người chê cười sao. Nhưng chương này quảng cáo cùng Hứa Trường Thiện không có bất cứ quan hệ nào, là Hứa Thuần Lương tự tác chủ trương treo lên tới. Hôm nay hồi xuân đường cổng vẫn có người dừng xe, bất quá đều là tới duy quyền hộ khách không ít người đều thấy được hồi xuân đường quảng cáo, vẫn là có người ôm thái độ muốn thử một chút tiến đến mua một hộp thanh lương cao. Loại này thanh lương cao là Hứa Trường Thiện căn cứ tổ truyền đơn thuốc phối chế, chủ yếu là khu mũi rừng ngứa, bình thường một hộp liền bán 2 khối tiền. Hứa Thuần Lương hôm nay trực tiếp đem giá cả đổi thành nếm thức ăn tươi giá 100. Hứa Trường Thiện nhìn xem hắn đổi giá cả nhìn không được nhắc nhở hắn đừng như vậy hắc, bình thường thanh lương cao cũng bán không ra mấy hộp, đi qua đều thường xuyên cầm tặng người, sao có thể ít giá 100 đâu. Để hắn đem giá cả đổi lại đi. Hứa Thuần Lương tới một câu chỉ bán một ngày, Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu, Hứa Trường Thiện bị bên ngoài duy quyền hành động làm cho tâm phiền, đi công viên đánh cờ tránh thanh tĩnh, hắn đi. Lưu lại Hứa Thuần Lương trong tiệm, hắn nghĩ bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền, đoán chừng một hộp đều bán không được, 100 khối một hộp, đồ đần mới có thể mua. Đám kia duy quyền hộ khách cũng cảm thấy giá tiền này quá tối, nhưng trên thế giới luôn có cái thứ nhất có can đảm làm liều đầu tiên người, rốt cục vẫn là có vị chịu không được bộ ngực ngứa là hộ khách hoa 100 khối mua một hộp, về trong xe vụng trộm thoa lên, nhìn xem có phải hay không giống quảng cáo bên trong nói đến như thế, chưa từng nghĩ bên này vừa mới thoa lên đi. Lập tức loại kia khó chịu ngứa lạ liền biến mất, quảng cáo từ một chút cũng không có khoa trương. Đáng tiếc cái này thanh lương cao quá ít, một hộp chỉ đủ xóa một con đại bạch thỏ, nàng lập tức lại tới mua thứ 2 hộp. Hứa Thuần Lương hôm nay thứ 7 nhàn rỗi không chuyện gì làm, chuyên bán thanh lương cao, nói cho đối phương biết thứ nhất hộp là nếm thức ăn tươi giá, thứ 2 hộp đến 200,
đối phương cũng là không thiếu tiền hạng người, đừng nói 200, coi như 2000 nàng cũng muốn. Mua được thứ hai hộp về sau chạy đến trong xe bôi, hiệu quả nhanh chóng, nàng kinh hỉ vạn phần, mặc dù không biết lần này dị ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hồi xuân đường thanh lương cao kia thật là linh đan diệu dược. Nữ nhân này cũng là cực kỳ tinh minh hạng người, trước không vội mà lộ ra, lần nữa đến thăm hồi xuân đường, trực tiếp đưa ra muốn mua 100 hộp, nàng tính toán hôm nay đến duy quyền hộ khách hơn mấy chục cái, không đến còn có rất nhiều, các nàng triệu chứng đại thể cùng mình không sai biệt lắm. Dựa theo mỗi người 2 hộp đến tính toán, 100 hộp đều không nhất định đủ, coi như 200 khối một hộp, mình mỗi hộp lại thêm 200 khối tiền, 100 hộp dễ dàng 2 vạn khối tới tay. Hứa Thuần Lương đương nhiên biết nàng đánh cho tính toán gì, trước điểm phá động cơ của nàng, lại nói hồi xuân đường cũng không có nhiều như vậy hàng tồn, trước mắt tồn kho chỉ có 50 hộp. Nữ nhân kia có chút xấu hổ, nói cho hắn biết đều là sát phách đẹp vô cùng ngực lớn gây ra họa, mình cũng là ngực lớn cơ cấu người bị hại. Hứa Thuần Lương cho nàng ra cái chủ ý, không cần nàng ra mặt, chỉ cần nàng đi hỗ trợ tuyên truyền, mỗi hộp định giá 500, mỗi bán đi một hộp cho nàng 100 khối trích phần trăm. Nữ nhân cho là hắn giá tiền này định thấp, còn nói hắn là không biết loại kia ngứa khó nhịn, khó chịu tư vị, đừng nói 500, coi như 5000 đều có người tính tiền. Hứa Thuần Lương phát hiện quả nhiên vẫn là nữ nhân đủ hung ác, mình chiếu hung ác muốn cũng chính là 500, nàng há miệng chính là 5000. Hứa Thuần Lương biểu thị không thể làm ẩu, tất lại còn có thị trường giám thị, còn có tiêu hiệp vật giá cục, vạn nhất bị người báo cáo ngược lại được không bù mất. Nữ nhân vui vẻ lên, nói Hứa Thuần Lương quá cẩn thận, phàm là tới đây ngực lớn, trong nhà ai điều kiện đều không kém, chỉ riêng các nàng tiêu vào mua sắm ngực lớn cao bên trên tiền ít nhất đều phải hơn vạn, còn không có tính cả vật lý trị liệu phí tổn, mà lại đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình, khiếu nại lộ ra ánh sáng, cuối cùng khó chịu là chính các nàng. Muốn báo cáo cũng là báo cáo đẹp vô cùng ngực lớn. Hứa Thuần Lương cảm thấy cái này đại tỷ rất tinh minh như vậy người làm sao sẽ bị bùi ngọc cho lắc lư, chưa nghe nói qua ai đem ngực có thể cho hút lớn. Nữ nhân thở dài, còn không phải là vì đẹp, đến các nàng loại này tuổi tác, nhất bỏ được tại Mỹ Dung bên trên bỏ công sức, vì đối kháng sức hút trái đất, tăng cường đối nam nhân lực hấp dẫn, coi như hoa lớn hơn nữa giá tiền cũng sẽ không tiếc. Hai người cuối cùng đã định đem giá cả định tại 2000 một hộp, nàng trợ giúp tiêu thụ một hộp liền trích phần trăm 20%, cũng chính là 400 khối. Hứa Thuần Lương có thêm một cái tâm nhãn, ngay cả biên lai cũng không cho mở, dù sao là Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu, người có thích mua hay không, Hứa Thuần Lương cho rằng giá cao như vậy cách, đoán chừng có người sẽ không bỏ, rất nhanh hắn liền phát hiện mình đánh giá thấp nữ nhân tiêu phí năng lực. Không đến nửa giờ. 50 hộp thanh lương cao tiêu thụ không còn, tiêu thụ ngạch đạt đến kinh người 10 vạn khối. Mua được tranh thủ thời gian dùng tới, bay sượt liền linh, ngứa lạ lập tức tiêu tán, nhưng tổng cộng liền 50 hộp, đương nhiên là có người không có mua bên trên, những người này trên cơ bản đều là ôm quan sát thái độ. Còn có một bộ phận người chỉ mua một hộp, dù sao ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, các nàng hoặc nghĩ trước bôi một chỉ nhìn một chút hiệu quả, hoặc nghĩ dùng ít đi chút, một hộp hẳn là đủ dùng. Trong lúc các nàng phát hiện phi thường linh nghiệm thời điểm, lại nghĩ mua đã không có, thật sự là hối hận chết, vừa rồi nên quả quyết hạ đơn, đi qua thế nào liền không có phát hiện mình bộ ngực diện tích lớn như vậy chứ. Mua được hai hộp thanh lương cao thuốc đến bệnh trừ, thoải mái đến cảm giác tựa như cởi hết tại không người trong sơn cốc tự do chạy, thanh gió thổi vào mặt, lông tóc phấp phới, liên tâm tình đều đi theo sảng khoái dập dờn. Không thể mua được ngứa đến khó chịu. Mua được một hộp so không có mua được còn khó chịu hơn, một con sảng khoái, một con ngứa lạ, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại này không trên không dưới cảm giác để các nàng hận không thể tướng nửa bên bộ ngực cho cắt đứt. Hỗ trợ mở rộng nữ nhân gọi Trung Nguyệt Cầm, là làm quần áo thể thao chứa buôn bán, nàng trợ giúp hồi xuân đường tích cực mở rộng đồng thời còn hỗ trợ duy trì trật tự, đồng thời nàng cũng liên hệ cái khác đẹp vô cùng ngực lớn hộ khách, đây là muốn tập thể duy quyền thiết tấu. Những cái kia đã khôi phục khỏe mạnh hộ khách cũng không đi, mặc dù nhiều nửa đều không thiếu tiền, nhưng số tiền kia tiêu đến oan uổng, các nàng đến tìm đẹp vô cùng ngực lớn bồi thường. Đẹp vô cùng ngực lớn khai trương cũng có một đoạn thời gian, tích lũy không ít hộ khách, những khách hàng này tương hỗ liên hệ, đến buổi trưa trước cửa đã có hơn 100 người tới duy quyền, dĩ nhiên không phải tất cả mọi người phát bệnh, đột phát dị ứng nhân số tổng cộng 37 người, trên cơ bản đều là hôm qua vào xem. Còn có hơn 10 người không có mua được thanh lương cao, các nàng tụ tập tại hồi xuân đường cổng đau khổ cầu khẩn,
biểu thị cho dù là thêm ra ít tiền cũng được. Nhìn thấy bộ dáng của các nàng, không có dị ứng những cái kia hộ khách cũng sợ hãi, nghe nói triệu chứng là bởi vì ngực lớn cao mà đưa tới, các nàng mỗi lần tới ngực lớn đều sẽ tiếp nhận bộ ngực xoa bóp, bôi lên đại lượng ngực lớn cao, nói cách khác các nàng cũng từng có mẫn khả năng, cho nên cũng nghĩ mua hai hộp thanh lương cao lo trước khỏi họa. Bùi Ngọc nghe nói chuyện này trong lòng lén lút tự nhủ, làm sao lại trùng hợp như vậy, hộ khách tập thể dị ứng, hồi xuân đường hết lần này tới lần khác lúc này mua nổi thanh lương cao, giữa hai bên có phải hay không có liên hệ, nàng thậm chí hoài nghi hộ khách dị ứng cùng hồi xuân đường có quan hệ. Bùi Ngọc đáp ứng sẽ phụ trách tới cùng, thật vất vả mới hống đi những người kia, nàng muốn đi hồi xuân đường nhìn xem, đi ra ngoài liền gặp Hứa Trường Thiện, chủ động cùng Hứa lão gia tử lên tiếng chào hỏi. Hứa Trường Thiện mặc dù không thích đẹp vô cùng ngực lớn, thế nhưng là còn không đến mức cùng vãn bối so đo, gật đầu cười, nhìn thấy có không ít người đều vây quanh ở hồi xuân đường cổng, còn cho là mình không có ở đây trong khoảng thời gian này cháu trai gây phiền toái gì. Bùi Ngọc trong lòng kìm nén lửa, nói chuyện khó tránh khỏi có chút âm dương quái khí, Hứa lão tiên sinh, nhà các ngươi hôm nay sinh ý thật tốt, thanh lương cao đều bán nứt hàng, 2.000 một hộp, thật sự là xa xỉ phẩm A. Hứa Trường Thiện cho là mình nghe lầm, thanh lương cao không phải 2 khối tiền một hộp sao? 2.000 khối một hộp làm sao có thể? Đồ đần mới có thể mua. Nhìn thấy Hứa Trường Thiện trở về, chắn tại cửa ra vào trông mong chờ lấy mua sắm thanh lương cao các nữ nhân tranh thủ thời gian tránh ra một con đường. Hứa lão tiên sinh trở về, quá tốt rồi, Hứa lão tiên sinh, ngài làm nhanh lên điểm thanh lương cao, chúng ta chờ mua. Ngứa lạ dày vò đến những này thích trưng diện tinh xảo nữ nhân đem khí chất phong độ vứt qua một bên, đã có người giơ tiền chuẩn bị đưa cho Hứa Trường Thiện. Hứa Thuần Lương vừa rồi đã nói cho các nàng biết thanh lương cao bán xong, nghĩ mua sắm phải đợi ra ra trở về chế tác, đoán chừng nhanh nhất cũng phải ngày mai, đề nghị các nàng trước đi bệnh viện xem bệnh. Nhưng những cái kia bị triệu chứng dày vò đến nữ nhân đừng nói một ngày, coi như một giờ đều không chịu nổi, các nàng cũng không phải không có đi qua bệnh viện. Nhưng bệnh viện kê đơn thuốc không dùng được a. Có vị thổ hào đại tỷ thậm chí trực tiếp đập 1 vạn khối tiền tại Hứa Thuần Lương trước mặt, Hứa Thuần Lương bất phi sở động, không có hàng chính là không có hàng, hiện tại coi như đập 100 vạn ở trước mặt mình cũng không có hàng bán cho nàng. Bùi Ngọc nhìn thấy các nàng còn chưa đi, sợ mình thành vì mọi người vây công đối tượng, không dám tới gần hồi xuân đường. Hứa Trường Thiện đem Hứa Thuần Lương cho gọi vào bên trong, biểu lộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. Mặc dù nói cháu trai đem thanh lương cao bán sạch, nhưng là cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, theo nghề thuốc người tế thế cứu nhân, kiếm được là lương tâm tiền, dạng này trái lương tâm tiền lại nhiều cũng không thể đi kiếm, để hắn đem dư thừa tiền lui cho người ta. Hứa Thuần Lương bị ra ra dạy dỗ một trận, mặc dù không phục, nhưng là đối lão gia tử cao thượng phẩm tính biểu thị khâm phục, hắn cũng không muốn vì chút tiền ấy gây lão gia tử sinh khí, dựa vào hắn một thân bản sự tiền căn bản không phải vấn đề. Hứa Thuần Lương tìm tới Trung Nguyệt Cầm, đem ý của gia gia nói, Trung Nguyệt Cầm mặc dù không bỏ được, thế nhưng là đối Hứa lão gia tử khí khái biểu thị khâm phục, đáp ứng giúp Hứa Thuần Lương đem tiền lui cho người ta. Hứa Thuần Lương để mọi người trước tiên có thể rời đi hồi xuân đường, gia gia đáp ứng hiện tại liền làm thanh lương cao, đoán chừng 3 giờ sau liền có hàng mới cung ứng. Nói được mức này, vẫn là không ai nguyện ý rời đi, các nàng tình nguyện đứng ở chỗ này chờ, sợ rời đi liền mua không được. Dựa theo gia gia phân phó, Hứa Thuần Lương đem cổng quảng cáo cho sửa lại, giá cả một lần nữa đổi thành 2 nguyên, trước đó giao trả tiền có thể tùy thời tới lui khoản. Trung Nguyệt Cầm thông chi mọi người, cũng hỗ trợ tướng tiền lui trở về, mặc dù biết vừa rồi mua giá cao dược cao, nhưng không ai đối hồi xuân đường sinh lòng phàn nàn, các nàng thậm chí cho rằng thanh lương cao liền đáng cái giá này, chỉ cần có thể chữa khỏi các nàng dị ứng, đừng nói 2.000, liền xem như 2 vạn không nhiều. Lão gia tử giữa trưa ngay cả cơm đều không để ý tới ăn, tìm đủ vật liệu đẩy nhanh tốc độ chế tác thanh lương cao, Hứa Thuần Lương liền ở một bên cho hắn hỗ trợ, nhìn qua gia gia mồ hôi trên trán, Hứa Thuần Lương ngộ đến cái gì, trên đời này quả thật có lương tâm bác sĩ, bệnh cấp tính người chỗ gấp, có thể là mối họa người giải trừ thống khổ là hắn lớn nhất chân an. Ngay cả Hứa Trường Thiện chính mình cũng không rõ ràng vì sao thanh lương cao đối những nữ nhân này dị ứng ủng có như thế kỳ hiệu, chế tác dược cao thời điểm. Hứa Thuần Lương liền ở một bên hỗ trợ, quấy dược cao là cái việc tốn sức, đương nhiên không thể để cho gia gia động thủ, dựa theo gia gia phân phó nghịch kim đồng hồ chậm rãi quấy. Hứa Trường Thiện nhìn thấy hắn biết sai liền đổi cảm thấy vô cùng an ủi, nghĩ từ bản thân vừa rồi như thế nghiêm khắc quát lớn hắn, lại có chút đau lòng, tràn ngập tự ái nói ra, Thuần Lương,
Gia Gia mới vừa rồi là không phải nói đến quá nặng đi. Không có giận ta à. Hứa Thuần Lương nói, sinh khí, sao có thể không tức giận, khí ngài làm sao không sớm một chút uốn nắn sai lầm của ta. Hứa Trường Thiện cười ha ha, trẻ con là dễ dạy, lúc trước vì hắn quan chữ Thuần Lương, liền muốn đời này của hắn làm phẩm tính Thuần Lương người, hiện tại xem ra đứa nhỏ này hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Hứa Thuần Lương để Gia Gia trước đi ăn cơm, sau cùng trình tự làm việc liền giao cho mình, Hứa Trường Thiện gặp hắn thao tác đã tương đối thành thục, cũng yên lòng, lên lầu đi ăn cơm. Các loại Gia Gia sau khi đi, Hứa Thuần Lương thừa cơ tăng thêm điểm giải dược đi vào, nào có cái gì dị ứng, căn bản chính là ngứa phấn, Hứa Thuần Lương lợi dụng con ruồi thích ăn ngực lớn cao đặc điểm đến tản ngứa phấn, ngũ độc giáo thiên trùng kinh bên trong có các loại ngự trùng chi thuật, đối các loại côn trùng đặc tính đều có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Tại Hứa Thuần Lương xem ra, hiện tại cái gọi là côn trùng chuyên gia tất cả đều là cầu thí, nghiên cứu đến tế bào lại có thể có cái dám dùng mấu chốt là phải hiểu rõ côn trùng đặc điểm cùng tập tính. Để bọn chúng để bản thân sử dụng. Hứa Thuần Lương có thể kết luận, tại thiên trùng kinh thất truyền hôm nay, ngự trùng thuật cơ hồ thất truyền, liền coi như bọn họ gõ vỡ đầu cũng nghĩ không ra lần này dị ứng sự kiện căn nguyên ở nơi nào. Trung Nguyệt Cầm khuyên không đi những cái kia các loại thuốc nữ nhân, tìm đến Hứa Thuần Lương. Nói cho hắn biết lấy nhiều tiền đã tất cả đều lui qua, tất cả mọi người phi thường cảm tạ hồi xuân đường, quay đầu muốn đưa cờ thưởng tới. Hứa Thuần Lương biết Gia Gia thích nhất cái này, biểu thị cờ thưởng có thể nhiều đưa vài lần, đối Trung Nguyệt Cầm hôm nay hỗ trợ biểu thị cảm tạ. Trung Nguyệt Cầm nói hẳn là nàng cảm tạ hồi xuân đường mới đúng, nàng trong tiệm còn có việc đi về trước, nói cho Hứa Thuần Lương Đông Châu mấy nhà lớn nhất vận động ngoài trời cửa hàng đều là nàng, về sau có cần một mực đi. Trung Nguyệt Cầm bên này vừa đi, liền có vật giá cục giám sát nhân viên đến nhà, điều tra hồi xuân đường cách xù thu lệ phí vấn đề, căn bản không cần đến Hứa Thuần Lương giải thích, cổng đám kia nữ nhân liền đem giám sát nhân viên đuổi đi, trong đó một vị các loại thuốc nữ nhân chính là vật giá cục lãnh đạo, nàng vốn là ngứa lạ khó nhịn, kìm nén nổi giận trong bụng, đem giám sát nhân viên lên án mạnh mẽ một trận, giám sát viên cũng phi thường ủy khuất, nói cho lãnh đạo là có người báo cáo. Mọi người đường kính nhất trí tất cả đều nói giá cao bán thuốc thuần túy là giả dối không có thật, hồi xuân đường chẳng những giá cả vừa phải, mà lại y đức cao thượng, một hộp thanh lương cao 2 khối tiền, đi chỗ nào có thể tìm tới dạng này lương tâm bác sĩ. Các loại thuốc đám nữ nhân này không có khả năng báo cáo, trước đó mua qua dược cao đều đã nhận được lui khoản, các nàng cũng lời thề son sắt không có báo cáo, người ta hỗ trợ chữa khỏi bệnh, nếu như lại làm loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình chẳng phải là lấy oán trả ơn sao. Các nàng muốn báo cáo cũng là báo cáo đẹp vô cùng ngực lớn. Hứa Thuần Lương lòng dạ biết rõ, lần này báo cáo 89 phần 10 chính là đẹp vô cùng ngực lớn bên kia làm, nếu quả như thật như thế, Bùi Ngọc cũng quá ngu, hiện tại hồi xuân đường xuất thủ trị liệu đám nữ nhân này chẳng khác gì là giúp nàng giải trừ phiền phức, nàng hẳn là trong lòng còn có cảm ơn mới đúng. Ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15, Hứa Thuần Lương nói cho các nàng biết, ngực lớn cao là dẫn đến dị ứng nguyên nhân chủ yếu. Loại này vật lý ngực lớn phương pháp là không có khoa học đạo lý, trường kỳ dĩ vãng đối bộ ngực của các nàng sẽ tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Những khách hàng này bởi vì sử dụng hồi xuân đường thanh lương cao mà cấp tốc khôi phục, các nàng đối Hứa lão gia tử sớm đã tôn thờ, bởi vậy Hứa Thuần Lương nói lời các nàng tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao biểu thị lần này quyết không thể tính như vậy, các nàng phải kiên quyết duy quyền, chẳng những muốn để đẹp vô cùng ngực lớn lui khoản, còn muốn bắt đền tổn thất tinh thần. Dạng này mở ám lương tâm y đẹp cơ cấu nên quan ngừng. Thanh lương cao chế tác tốt về sau, Hứa Thuần Lương dựa theo Gia Gia phân phó, lấy mỗi hộp 2 nguyên giá cả bán cho các nàng, hạn bán mỗi người 2 hộp. Hứa Thuần Lương đang bề bộn đến khí thế ngất trời, Lục Kỳ gọi điện thoại tới thúc hắn, đêm nay đáp tạ yến tất cả mọi người đến, liền chờ hắn một cái. Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được mình chỉ lo bận rộn, thế mà đem chuyện này đem quên đi, cùng Gia Gia nói một tiếng, cuống quýt chạy tới. Lần này Vu Mạt mời khách địa điểm vẫn là lần trước nhất phẩm cư, thân là phụ khoa chuyên gia, bình thường đều là mời nàng chiếm đa số, nàng rất ít xuất tiền mời khách, lần này là bởi vì Hứa Thuần Lương cho nàng giúp đại ân, không ngay mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn nội tâm cũng băn khoăn. Hứa Thuần Lương đi tới thời điểm, Lục Kỳ ở ngoài cửa chờ lấy hắn, phàn nàn hắn thế mà đến trễ. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết hôm nay trong tiệm sinh ý tương đối bận rộn, cho Gia Gia hỗ trợ đến bây giờ. Lục Kỳ nghe được trên người hắn bên trong mùi thuốc, để hắn nắm chặt đi vào. Sau trộn đã lên bàn, Phu Lị nhiệt tình hô, tiểu Hứa, hôm nay tới chậm a, chờ một lúc đến phạt 3 chén rượu.
Hứa Thuần Lương nhìn cho tới hôm nay dùng rượu là mộng chín, cấp bậc không thấp, Phu Mạt lão công là phát cải ủy lãnh đạo, trong nhà không thiếu rượu ngon. Lý Lăng Vân lần nữa nhìn thấy Hứa Thuần Lương đã có kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn cảm giác, dù sao cũng là trong triều có người tốt làm quan, lần trước ăn cơm chung thời điểm hắn vẫn chỉ là khoa điện công ban một cái nhỏ khoa điện công, cái này bao nhiêu nguyệt a, lắc mình biến hóa tiến vào y tế chỗ, viện trưởng còn để hắn phụ trách y tế chỗ công việc. Hiện tại bệnh viện liên quan tới Hứa Thuần Lương có không ít nghe đồn, đều nói hắn là mới viện trưởng Triệu Phi Dương thân thích, còn truyền đi có cái mũi có mắt. Lý Lăng Vân đối Hứa Thuần Lương xưng hô là Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương lập tức hợp thành chữ thập làm xin nhờ hình, để Lý Lăng Vân đừng la như vậy, mình không phải chủ nhiệm, gọi hắn tiểu Hứa là được. Phu Mạt từ khi giải quyết Triệu Hiểu Tuệ tranh chấp, tâm tình thật tốt, nàng cười nói, người nào không biết người bây giờ phụ trách y tế chỗ công việc, thành làm chủ nhiệm còn không phải chuyện sớm hay muộn. Hứa Thuần Lương cười nói, tại chủ nhiệm, người tin tức lạc hậu, ta vừa mới tiếp vào thông chi, cấp trên để cho ta gia nhập chất khống tiểu tổ. Lý Lăng Vân nói, ta cứ nói đi, chất khống tiểu tổ phải có y tế chỗ chủ nhiệm tham gia. Hứa Thuần Lương mau nói mình gia nhập là chất khống tổ 2, trợ giúp Nghiêm Hồi Ý phụ trách mỗi người chia viện, các môn trần bộ cùng các hợp tác đơn vị chất khống công việc. Phu Mạt có chút kỳ quái, Hứa Thuần Lương y tế chỗ công việc làm rất tốt, tại sao muốn điều hắn đi chất khống tiểu tổ hỗ trợ? Trợ giúp trong nội viện giải quyết lớn như vậy một sự kiện, không phải nên khen thưởng sao? Lý Lăng Vân ý nghĩ cùng Vu Mạt khác biệt, nàng bưng chén rượu lên chúc mừng Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương cười nói, gì vui chi có. Lý Lăng Vân nói, người muốn thăng chức, lần này ngoại phái phụ trách chất khống chính là Mạ Vàng, chờ người trở về khẳng định sẽ có được lãnh đạo trọng dụng. Nàng kiểu nói này, những người khác cũng cảm thấy có đạo lý, thăng chức trước đó trên cơ bản đều sẽ trước Mạ Vàng, chữa bệnh hệ thống thường thấy nhất Mạ Vàng phương thức chính là cùng một trợ giúp. Hàng năm đều có viện binh cương viện binh giấu, còn có viện binh không phải, đối trường Hưng tới nói, ngoại phái phân viện cũng là một loại đặc sắc Mạ Vàng phương thức, Lý Lăng Vân chính mình là đi phân viện công việc một đoạn thời gian, trở về sau thăng nhiệm khoa chỉnh hình y tá trưởng. Hứa Thuần Lương phát hiện Vu Lị đêm nay ngồi tại Lục Kỳ bên cạnh, hai người thỉnh thoảng ánh mắt đối mặt, tòng thần tình bên trên cũng có thể nhìn ra có chút mập mờ, liên tưởng tới Lục Kỳ đặc biệt coi trọng lần này bữa tiệc. Trong lòng lập tức sáng tỏ, đoán chừng hai người thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc lẫn nhau sinh ra hảo cảm. Hứa Thuần Lương cố ý nói, hai người các ngươi tình huống như thế nào? Lục Kỳ giả ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, cái gì tình huống như thế nào? Phu Lị một bên cho Lục Kỳ rót rượu, vừa nói, Lục cảnh sát giúp ta phá được điện thoại mất trộm án, ta cảm tạ hắn không được sao? Hứa Thuần Lương đặc địa đã thông báo Lục Kỳ cùng Lý Trung. Không muốn sách từ bản thân hỗ trợ sự tình, lý do là lo lắng phạm tội đội trả thù, nhưng thật ra là hắn không muốn gây nên quá quan tâm kỹ càng. Lý Trung nói, ngươi chỉ cảm tạ hắn, ta cùng tiểu Hứa liền không có công lao. Phu Lị cười nói, đều cảm tạ, ta mỗi người kính hai chén rượu được không? Lục Kỳ nhắc nhở nàng đều là bằng hữu, cảm tạ không nhất định phải dùng uống rượu đến biểu thị. Lần này ngay cả Vu Mạt đều nhìn ra bọn hắn quan hệ của hai người có chút không đúng lắm, nàng cô muội muội này đã 25 tuổi, dáng người nhan chỉ cũng không tệ, cũng năng môn thiện đạo, nhưng chính là chậm chạp không yêu đương, Vu Mạt bình thường không ít vì nàng quan tâm, nhưng Vu Lị luôn nói không vội, còn nói duyên phận nên đến thời điểm liền trở lại, xem ra thật bị nàng nói trúng. Lục Kỳ tướng mạo bình thường, bất quá thắng ở khôi ngô cao lớn, tràn ngập nam tử khí khái, chức nghiệp lại là cảnh sát. Mà lại là con em cán bộ, gia cảnh rất tốt. Lý Lăng Vân cười trêu chọc nói, Lục cảnh sát hiểu được thương hương tiếc ngọc, so với nàng cái kia thẳng nam đệ đệ mạnh hơn nhiều, bất quá Lý Trung đã đính hôn, hôn kỳ liền định qua sang năm. Phu Lị dù sao cùng Lục Kỳ còn không có công khai tình cảm lưu luyến, nàng rất biết chiếu cố Lục Kỳ cảm thụ, biểu thị nàng cùng Lục Kỳ chính là cảnh dân một nhà thân. Lý Trung nói, đều một nhà hôn, kia quan hệ còn cần nói nha. Phu Lị mặt đỏ dần. Lục Kỳ đứng ra giữ gìn nàng nói, các ngươi đừng tổng mở hai ta trò đùa, chủ đề của ngày hôm nay không phải đáp tạ yến sao. Nhân vật chính là người ta Hứa Thuần Lương. Lần này cuối cùng đem lực chú ý thành công chuyển rời đến Hứa Thuần Lương trên thân. Phu Mạt trước mặt mọi người hướng Hứa Thuần Lương biểu thị cảm tạ, nếu như không phải Hứa Thuần Lương, nàng khả năng đều đã tinh thần hỏng mất, chuyện lần này để Vu Lị bùi ngùi mãi thôi, hiện tại lâm sàng công việc quá không tốt làm, áp lực lớn trách nhiệm nặng. Hơi không cẩn thận liền sẽ chọc kiện cáo, nàng cũng nghĩ lại chính mình vấn đề,
quá ỷ lại phụ trợ kiểm tra kết quả. Lý Lăng Vân cho rằng chuyện này cũng là trước mắt chữa bệnh giới phổ biến vấn đề, kiểm tra thiết bị càng ngày càng tân tiến, bác sĩ đối thiết bị ỷ lại cũng càng ngày càng nặng. Đầu thập niên 90 thời điểm, toàn bộ Đông Châu địa khu chỉ có một đài CT, hiện tại tốt hơn một chút điểm điều kiện Hương Chấn bệnh viện đều có. Bởi vì dược phẩm tập hái nguyên nhân, dược phẩm lợi nhuận bị không ngừng giảm xuống, bệnh viện vì kiếm tiền liền không thể không tướng chủ doanh thu nhập thả đang kiểm tra phí cùng giải phẫu tiền chữa bệnh phương diện, chữa bệnh ngành nghề đã tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, cấp trên 3 khiến 5 thân muốn để dân chúng để mắt bệnh, tích cực đẩy ra các hạng lợi dân cử động. Nhưng dân chúng thực tế xem bệnh gánh vác cũng không có thay đổi nhẹ bao nhiêu. Phương diện y học Lục Kỳ là cái ngoài nghề, nhưng là cha mẹ của hắn thờ phụng trung y, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng nhận không ít ảnh hưởng. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Tây y với thân thể người tổn thương quá lớn, cảm thấy thuốc Tây đều có tác dụng phụ, thuốc Đông y tương đối mà nói liền ôn hòa rất nhiều, mà lại trung y thuật ngữ lộ ra huyền diệu văn nghệ, hiển lộ rõ ràng ra Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm. So với Tây y những cái kia băng lãnh khô giáo dùng từ muốn sinh động rất nhiều. Phu Mạt cùng Lục Kỳ có khác biệt quan điểm, thuốc đắng giã thật lợi cho bệnh, chúng ta lão tổ tông cũng biết đạo lý này, trung y mặc dù trung y có sở trường, mà dù sao trung y tồn tại tính chất hạn chế rất lớn, một số thời khắc thậm chí có chút chủ nghĩa duy tâm, tại trị bệnh cứu người phương diện không bằng Tây y tới hữu hiệu trực tiếp. Nàng nói xong nhớ tới Hứa Thuần Lương là hồi xuân đường thiếu đương gia, cười cười nói, tiểu Hứa, ta chỉ là phát biểu người quan điểm, cũng không phải nhằm vào ngươi. Hứa Thuần Lương mỉm cười biểu thị nàng tùy tiện nói, phản chính tự mình cũng không phải trung y sư, ở thời đại này trung y đã mất đi ngày xưa lực ảnh hưởng, rất nhiều người đều khuyết thiếu đối trung y nhận biết, lại càng không cần phải nói tín nhiệm, nghĩ bằng lực lượng một người cải biến bọn hắn nhận biết rất khó, hắn cũng lười phí cái này khí lực đi tranh chấp. Lý Lăng Vân trò chuyện lên Trường Hưng tin tức. Hai ngày này có tin tức ngầm truyền ra Trường Hưng cầm xuống khu công nghệ cao bệnh viện cánh đồng, nghe nói muốn cùng khu công nghệ cao hợp tác, ở nơi đó kiến thiết một tòa hiện đại tổng hợp bệnh viện. Phu Mạt cũng nghe nói chuyện này, nàng cho rằng nếu như chuyện này là thật liền chứng minh mới viện trưởng rất có quyết đoán, cứ theo đà này nói không chừng Trường Hưng thật có khả năng vượt qua cái khác đồng hành, nghênh tới một lần Trấn Hưng cũng không phải là không thể được. Lý Lăng Vân lại có khác biệt quan điểm, lý do là Trường Hưng bây giờ căn bản không có nhiều tiền như vậy. Trừ phi chính phủ cấp phát, nhưng khu công nghệ cao hiện tại không có phát triển, khu vực nhân khẩu không nhiều, căn bản chống đỡ không nổi lớn như vậy bệnh viện. Cái khác bệnh viện đều đã có sẵn ví dụ, Đông Châu Y khoa lớn phụ viện, trung tâm thành phố bệnh viện, tất cả đều vượt khu vực xây dựng phân viện, cái trước tại đường sắt cao tốc thương vụ khu, cái sau tại khu vực mới, những này phân viện cộng đồng đặc điểm đều kiến thiết tại mới phát khu vực, bởi vì những này khu vực đều ở vào giai đoạn phát triển còn chưa thành thục. Cho nên cũng đều gặp phải nguyên nhân không đủ vấn đề, những này phân viện không có một nhà có thể thực hiện lợi nhuận. Trường Hưng tại trên thực lực căn bản là không có cách cùng hai nhà này đánh đồng, khu công nghệ cao lấy công nghiệp làm chủ, cư dân nhân khẩu nhược điểm càng thêm đột xuất, vị trí địa lý bên trên không có chút nào ưu thế, Lý Lăng Vân cho rằng Trường Hưng coi như xây thành tân y trước viện cảnh cũng không thể lạc quan. Phu Mạt nói loại chuyện này không phải bọn hắn có thể quan tâm. Bọn hắn những này nhân viên y tế chỉ cần phụ trách trị bệnh cứu người, về phần Trường Hưng quy hoạch phát triển đều là viện lãnh đạo sự tình, cố viện trưởng đảm nhiệm bên trên không hoàn thành sự tình có triệu viện trưởng đảm nhiệm bên trên nếu như không cách nào hoàn thành, về sau nói không chừng còn có Hứa viện trưởng, nói tóm lại, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lý Lăng Vân cười cổ vũ Hứa Thuần Lương, Hứa chủ nhiệm, hảo hảo cố gắng, chúng ta đều thích ngươi rồi. Kỳ thật trong nội tâm nàng cảm thấy căn bản không thể nào, hiện tại không thể so với thường ngày, bệnh viện nhất là coi trọng trình độ, một cái học sinh tốt nghiệp trung học làm sao có thể leo lên viện trưởng vị trí. Có một số việc cố gắng có thể làm được, có một số việc coi như ngươi lại cố gắng cũng xa không thể chạm, nếu như Hứa Thuần Lương không tiếp tục học tập hỗn đến một chương quá cứng văn bằng, đoán chừng hắn liên khoa cấp cũng không thể vượt qua. Hứa Thuần Lương khiêm tốn biểu thị mình không có hy vọng, phi thường rõ ràng người ta nói đến chỉ là lời hay. Lấy hắn hiện tại điều kiện không có khả năng lên làm viện trưởng, lại nói hắn cũng không có đem viện trưởng chức vị để vào mắt. Trường Hưng bệnh viện, hiện hữu tại chức công nhân viên chức hơn 1.800 người, tại trong tỉnh đều được cho cỡ lớn bệnh viện, nhưng cùng ngũ độc giáo vẫn là không cách nào so sánh được. Năm đó hắn thống lĩnh ngũ độc giáo thời điểm, vẻn vẹn là chính thức giáo chúng liền có hơn 10 vạn người. Hắn có thể đem một cái ngũ độc giáo quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, trên dưới một lòng. Chỉ là một cái Trường Hưng bệnh viện lại được cho cái gì? Phu Lị trò chuyện khởi phòng buôn bán điện thoại mất trộm án,
Lục Kỳ nói cho nàng vụ án này càng đào càng sâu, trước mắt đã tra ra Hàn Thiên Trì là một cái có tổ chức đội trộm cắp, Đông Châu gần 2 năm phát sinh nhiều khởi trộm cướp án đều cùng bọn hắn có quan hệ, lãnh đạo cấp trên đã làm ra quyết định, đào sâu cái này một đội trộm cắp, tuyệt không buông tha một cái phần tử phạm tội, kiên quyết đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lục Kỳ lúc nói chuyện, Phù Lị không chớp mắt nhìn qua hắn, chú ý điểm hiển nhiên đều ở trên người hắn. Lý Lăng Vân Yêu làm mai mối bệnh cũ lại phạm vào, nói cho Hứa Thuần Lương các nàng khoa vừa tới một vị y tá phi thường xinh đẹp, nàng có thể giúp lấy đáp cầu dắt mối. Hứa Thuần Lương khéo lời từ chối hảo ý của nàng, Lý Lăng Vân lặp đi lặp lại cường điệu nói vị y tá này thực sự rất xinh đẹp, mà lại phụ mẫu đều là giáo sư, gia đình điều kiện rất tốt, bỏ qua quá đáng tiếc. Phu Mạt nhìn ra Hứa Thuần Lương hẳn là không thích loại này bị người giới thiệu yêu đương phương thức, giúp đỡ giải vây nói, người ta tiểu Hứa khả năng đã có đối tượng, để Lý Lăng Vân đừng cạo đầu gánh một đầu nóng. Vừa vặn lúc này Bùi Lâm gọi điện thoại tới, bởi vì đẹp vô cùng ngực lớn sự tình, nàng khẩn cấp từ Hải Châu chạy về, tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, nàng ngựa lên liên hệ Hứa Thuần Lương, Bùi Ngọc luôn mồm hoài nghi lần này nguy cơ sự kiện cùng Hồi Xuân Đường có quan hệ, nhưng nàng không có chứng cứ. Chuyện xảy ra sau đã liên lạc qua tổng bộ, xác định tại các nàng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì gia nhập liên minh thương tao ngộ qua tương tự sự kiện, ngực lớn cao không có khả năng gây nên dị ứng, mà lại nào có trùng hợp như vậy, sinh ra dị ứng triệu chứng hộ khách đi bệnh viện điều trị không hết, Hồi Xuân Đường vừa ra tay liền thuốc đến bệnh trừ, ở trong đó nhất định có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Bùi Lâm mặc dù cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, nhưng là tại thiếu khuyết chứng cứ trước đó không thể đoán lung tung nghi. Huống chi bọn hắn vốn là thiếu Hứa Thuần Lương một cái nhân tình. Bùi Lâm mặc dù là Bùi Ngọc đường muội, nhưng tại kinh thương phương diện muốn so Bùi Ngọc biến báo được nhiều, bằng không cũng sẽ không đem y dược sinh ý làm được hồng hồng hỏa hỏa. Bùi Lâm quyết định cùng Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện, đối đẹp vô cùng ngực lớn tới nói lần này là được cho nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu như xử lý bất đương, rất có thể đứng trước vô cùng nghiêm trọng kết quả. Hiện tại ngực lớn cao kiểm tra báo cáo phi thường mấu chốt. Đầu tiên muốn xác định trong đó có hay không gây nên mẫn thành phần, ngực lớn cao không phải dược phẩm, nhưng là đã thu được quốc gia phê chuẩn, kỳ thật chính là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhiều năm y dược hành nghề kinh nghiệm để Bùi Lâm cân nhắc sự tình phi thường chu đáo. Lúc trước ký tên gia nhập liên minh hợp đồng bên trong, liền có như vậy một đầu, nếu như bởi vì sản phẩm chất lượng vấn đề dẫn đến hộ khách thân thể tổn thương, tổng bộ sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm. Cũng tiến hành gấp 3 bồi thường. Khoản này bồi thường khoản là muốn cho đến gia nhập liên minh thương. Căn cứ vào đầu này bồi thường điều lệ, Bùi Ngọc cũng hướng hộ khách hứa hẹn, nếu như kiểm tra kết quả chứng minh ngực lớn cao có vấn đề, các nàng gấp đôi bồi thường hộ khách tổn thất. Bùi Lâm cho rằng Bùi Ngọc không nên quá sớm làm ra cam kết như vậy, tại kết quả ra trước khi đến, làm ra dạng này không để đường rút lui hứa hẹn là cực kỳ mạo hiểm, vạn nhất chứng minh ngực lớn cao không có vấn đề, như vậy tổng bộ khẳng định sẽ trốn tránh trách nhiệm. Tất cả áp lực liền sẽ trở lại trên người của các nàng, hộ khách mới sẽ không quản ngực lớn cao có vấn đề hay không, các nàng hiện tại nhận định là đẹp vô cùng ngực lớn vấn đề, khẳng định sẽ như vậy bắt đền. Hứa Thuần Lương bị Lý Lăng Vân quá độ nhiệt tình huyên náo có chút tâm phiền, vừa vặn thừa cơ hội này rời đi, để Bùi Lâm đến nhất phẩm cư đón hắn. Bùi Lâm có việc cầu người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, sau 10 phút liền xuất hiện tại nhất phẩm cư ngoài cửa. Hứa Thuần Lương tìm cái cớ sớm rời đi. Lý Lăng Vân xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài Porsche Macan, cũng lờ mờ thấy được trong xe có nữ tử thân ảnh, liên tưởng tới vừa rồi Hứa Thuần Lương đối với mình qua loa, xem ra hắn thật có bạn gái. Phu Mạt nhận ra chiếc xe kia, Bùi Lâm tại Trường Hưng làm nghiệp vụ, cùng trọng yếu phòng người phụ trách đều thường xuyên liên hệ, nàng chiếc xe này lúc thường xuất hiện tại Trường Hưng bãi đỗ xe, mà lại Phu Mạt cũng nghĩ mua sắm một cỗ cùng khoản xe hình, chuyên môn trưng cầu ý kiến qua nàng, cho nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhìn thoáng qua biển số xe, vững tin chính là nàng xe. Trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ Hứa Thuần Lương cùng Bùi Lâm ở cùng một chỗ? Nhớ tới Bùi Lâm tại Trường Hưng các loại nghe đồn, Phu Mạt không khỏi nhíu mày. Hứa Thuần Lương mở cửa xe ngồi ở ngồi kế bên tài xế, Bùi Lâm hóa trang, đổ nước hoa, trên người mùi thơm rất có xâm lược tính, thiếu dung vũ mị bên trong mang theo lấy lòng, Hứa chủ nhiệm, quấy rầy ngươi ăn cơm. Không có sự tình. Ta còn đến cảm tạ ngươi giúp ta giải vây. Bùi Lâm đề nghị đi phụ cận uống chén trà, vừa uống vừa trò chuyện. Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ còn sớm, biểu thị nghe theo sắp xếp của nàng. Bùi Lâm tướng lái xe đến phụ cận Nam Sơn Nam quán trà, khoảng cách nhất phẩm cư bất quá mấy trăm mét.
Hứa Thuần Lương phát hiện hiện tại quán trà phần lớn đi phong cách kiểu Nhật, Lâm Viên Tạo Cảnh cũng đều dập khuôn Nhật thức khô sơn thủy, bởi vì loại này bố cục ẩn chứa thiền ý, phù hợp trà thiền một vị truy cầu. Bùi Lâm giao hữu rộng khắp, bên này cũng có bằng hữu, an bài một cái u tĩnh nhã gian ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài Lâm Viên cảnh quan. Chủ cửa hàng đề cử bọn hắn uống anh đỏ kim hào, nói cái này trà có trợ ngủ tác dụng, hiện tại nhân công làm sinh hoạt áp lực rất lớn, giấc ngủ chất lượng phổ biến không tốt. Hứa Thuần Lương cười nói, mình nghe nói qua hồng trà đề thần tỉnh não, còn chưa từng nghe nói có trợ ngủ tác dụng. Bùi Lâm biểu thị mình không hiểu trà, chỉ cần cảm giác tốt là được, về phần nâng cao tinh thần vẫn là trợ ngủ đều không trọng yếu, dù sao nàng mỗi ngày ngủ được đều đã khuya. Hứa Thuần Lương nhớ kỹ Bùi Lâm sớm nhất liền đưa qua mình hai hộp trúc diệp thanh, người như nàng làm sao có thể không hiểu trà. Từ tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến xem, nữ nhân này phi thường thông minh mà lại am hiểu ăn ý, hẳn là ý thức được mình không quá ưa thích quá khôn khéo tính toán nữ nhân, cho nên bắt đầu ở trước mặt mình giả ngu. Bùi Lâm đầu tiên hướng Hứa Thuần Lương biểu đạt cảm tạ, khai trương ngày đó hắn giúp đại ân, một mực chưa kịp mời hắn ăn cơm, sau đó lại nhằm vào hộ khách loạn ngừng chuyện xe xin lỗi. Hứa Thuần Lương biết Bùi Lâm so Bùi Ngọc biết làm người, nếu như ban sơ liên hệ phải là nàng, khả năng sự tình không hội diễn biến thành cục diện bây giờ. Hứa chủ nhiệm, ta sở dĩ vội vã muốn gặp ngươi, nhưng thật ra là muốn chuyên cảm tạ một chút Hứa lão tiên sinh trợ giúp, nếu như không phải hồi xuân đường thanh lương cao chữa khỏi những cái kia hộ khách, lần này chúng ta thật không biết kết cuộc như thế nào. Bùi Lâm tâm bên trong phi thường minh bạch, vô luận sự kiện lần này nguyên nhân là cái gì? Nếu như không phải hồi xuân đường thanh lương cao chữa khỏi những cái kia hộ khách, sợ phẫn nộ của các nàng sẽ không có cách nào ngăn chặn, đem đẹp vô cùng ngực lớn đập cũng có thể, nhiều năm y dược marketing kinh nghiệm để nàng hiểu được lễ nhượng ba phần đạo lý. Hứa Thuần Lương biểu thị mình cũng không có hỗ trợ cái gì, thanh lương cao là ra ra bán, muốn tạ cũng là nên cảm tạ lão gia tử. Ta lúc đầu muốn tự mình đến nhà hướng lão tiên sinh biểu đạt cảm ơn, khả thi ở giữa quá muộn, lo lắng quấy rầy lão tiên sinh nghỉ ngơi. Cho nên mới tới tìm ngươi. Bùi Lâm nói chuyện luôn luôn như thế khéo đưa đẩy, mỗi một bước đều suy tính được chu đáo, mỗi một bước cũng đều cho mình lưu tốt bậc thang. Đều là hàng xóm, ngươi cũng không cần khách khí như thế, vạn sự dễ thương lượng, đáng tiếc ngươi chỉ là cái nhỏ cổ đông, ngươi cái kia đường tỷ làm việc nhưng có điểm không tử tế, hộ khách xe bị vẽ, vậy mà cho cảnh sát cung cấp manh mối nói chúng ta hồi xuân đường hiểm nghi lớn nhất. Kỳ thật Hứa Thuần Lương cũng không có chứng cứ. Nhưng là hắn suy đoán ra chuyện này 89/10, bất chấp tất cả, trước tiên đem mũ cho ngươi chụp lên tới. Bùi Lâm trong lòng thầm than, Bùi Ngọc a Bùi Ngọc, ngươi thật sự là xuẩn thấu, đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Hứa Thuần Lương, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là khó đối phó a. Không biết nguyên nhân gì, Hứa Thuần Lương để nàng có loại cảm giác thâm bất khả trắc, mỗi lần nhìn thấy Hứa Thuần Lương nàng đều sẽ từ đáy lòng cảm thấy kính sợ, nàng làm thị trường nhiều năm như vậy. Liên hệ đều là bệnh viện các cấp lãnh đạo, các khoa người phụ trách, những người này hơn phân nửa đều được xưng tụng là xã hội tinh anh, không thiếu đầu não khôn khéo trí thông minh siêu cấp nhân vật lợi hại, nhưng Bùi Lâm từ không có hiện tại loại cảm giác này, luôn cảm giác mình hết thảy tính toán đều tại đối phương nắm chắc bên trong. Không có ý tứ, ta cái kia đường tỷ tính tình sông, làm việc khiếm khuyết cân nhắc. Ta nhìn nàng không phải tính tình sông, là nơi này có vấn đề. Hứa Thuần Lương chỉ mình huyệt thái dương. Cảnh sát xử phạt đỗ xe trái quy định, nàng không tìm cảnh sát lý luận, lại đem khoản nợ này tính tại trên đầu chúng ta, báo cáo chúng ta hồi xuân đường chiếm đường kinh doanh, gia gia của ta bày tại cửa ra và uống trà nói chuyện trời đất bàn ghế bởi vì nàng báo cáo bị giữ trật tự đô thị cho lôi đi, lão gia tử kém chút không có bị tức hộc máu. Bùi Lâm còn thật không biết phát sinh nhiều chuyện như vậy, Bùi Ngọc cho nàng giới thiệu tình huống thời điểm tránh nặng tìm nhẹ, đương nhiên sẽ không nói những việc này. Hứa Thuần Lương sở dĩ nói chính là minh bạch nói cho nàng, để nàng rõ ràng là thế nào đắc tội mình, đừng cuối cùng chết như thế nào đều không rõ ràng. Bùi Lâm là người thông minh, Hứa Thuần Lương nói cho nàng những sự tình này tương đương làm rõ lần này đẹp vô cùng ngực lớn phiền phức chính là hắn tạo thành, hắn cũng không sợ sự tình. Bùi Lâm thật sự là người câm ăn hoàng liên, có khổ tự mình biết, coi như đoán được là Hứa Thuần Lương làm được thì có biện pháp gì. Nàng không có chứng cứ a. Nàng thông minh địa phương biểu hiện tại biết dưới tình huống nào nên cúi đầu, hẳn là hướng người nào cúi đầu, thở dài nói, Hứa chủ nhiệm, chuyện lần này cho các ngươi thêm phiền toái, về sau ta cam đoan không có đồng loại sự tình phát sinh. Hứa Thuần Lương mỉm cười, về sau, nếu như còn có về sau.
Bùi Lâm nhìn ra hắn tiếu dung phía sau ẩn chứa ý tứ, đẹp vô cùng ngực lớn lần này phiền phức khẳng định không nhỏ, hộ khách quần thể không phú thì quý, những người này duy quyền ý thức muốn so với người bình thường mạnh hơn, mà lại một khi các nàng ý thức được mình mắc lừa bị lừa, như vậy các nàng phản công sẽ mãnh liệt hơn. Bùi Lâm tìm Hứa Thuần Lương mục đích là muốn cho hắn hỗ trợ cân đối, dù sao hồi xuân đường chữa khỏi những cái kia dị ứng hộ khách, có thể nói là đối những người kia có ân, nếu như Hứa Thuần Lương hỗ trợ hòa giải, như vậy tướng lần này phong ba đè xuống khả năng rất lớn, dạng này trí tuệ, Bùi Ngọc là không cụ bị, nàng sẽ chỉ châm lửa, đương lửa đốt sau khi thức dậy, căn bản không biết như thế nào đi dập lửa. Hứa Thuần Lương nói cho Bùi Lâm, mình mặc dù tại Trường Hưng y tế chỗ công việc, nhưng là hắn phụ trách phải là bệnh viện nội bộ y hoạn quan hệ, đẹp vô cùng ngực lớn cũng không tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong, mà lại hồi xuân đường đã cho các nàng hỗ trợ, nếu như ngồi yên không lý đến, những khách hàng này lửa giận đều có thể đem đẹp vô cùng ngực lớn đốt. Bùi Lâm thừa nhận Hứa Thuần Lương nói tới đến độ là sự thật, nàng hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, không phải nàng cũng sẽ không kiên trì cầu Hứa Thuần Lương hỗ trợ, kỳ thật nàng là đang cầu xin Hứa Thuần Lương tha mình một lần. Mặc dù nàng không có thấy tận mắt chứng hôm nay duy quyền tràng diện, thế nhưng là nàng phi thường rõ ràng giải quyết mấu chốt của vấn đề ở nơi nào, đây hết thảy loạn tượng rất có thể đều là Hứa Thuần Lương tại thao túng, chỉ cần hắn đáp ứng không lại ra tay, tình thế có lẽ liền sẽ không lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Đổi thành nam nhân khác, nhìn thấy Bùi Lâm loại này đẳng cấp mỹ nữ đáng thương nhìn qua hắn, lại nũng nịu nhận sai, nhiều ít sẽ sinh ra một chút thương hương tiếc ngọc đồng tình, nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không có cảm thấy nàng đáng thương. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, thái độ mang theo rõ ràng qua loa, nói chuyện vẫn chưa tới một giờ, liền biểu thị mình đáp ứng ra ra 10 điểm trước sẽ về nhà. Bùi Lâm không có lấy được cái gì tính thực chất tiến triển, đành phải đem hắn đưa trở về, nàng phát hiện đối Trường Hưng đám chủ nhiệm không gì không đánh được chiêu số tại Hứa Thuần Lương chỗ này căn bản không thích hợp, nàng thậm chí bởi vậy đối với mình nhan trị cùng mị lực sinh ra hoài nghi. Đẹp vô cùng ngực lớn vẫn sáng đèn. Bùi Ngọc dẫn đầu mấy tên nhân viên cửa hàng ngay tại trong đêm thu xếp đồ đạc, chủ yếu là lo lắng hộ khách ngày mai còn muốn đến nháo sự, thừa dịp trời tối người yên mau đem trong tiệm quý giá đồ vật chuyển di ra ngoài. Bùi Lâm đem nàng gọi vào văn phòng, hỏi nàng có phải hay không làm qua báo cáo hồi xuân đường sự tình. Bùi Ngọc tại nàng truy vấn hạ mới thẳng thắn, nàng là bởi vì Hứa lão đầu báo cáo hộ khách đỗ xe trái quy định, cho nên mới hướng giữ trật tự đô thị báo cáo hắn chiếm đường kinh doanh. Cũng không thể người khác đánh tới trên mặt mình không hoàn thủ đạo lý. Bùi Lâm lại hỏi nàng cùng hướng vật giá cục báo cáo hồi xuân đường giá trên trời thu lệ phí vấn đề, Bùi Ngọc cũng thẳng thắn là mình làm, bất quá nàng đánh cho nặc danh điện thoại, người khác hẳn là không tra được. Bùi Lâm triệt để im lặng, hôm nay mới xem như kiến thức đến cái gì gọi là heo đồng đội, Hứa Thuần Lương người nào a? Ngay cả Đinh Tứ loại kia nhân vật hung ác đều tại trên tay hắn cắm té ngã, người Bùi Ngọc dựa vào cái gì cùng người ta đấu. Mà lại làm được những này tất cả đều là lấy oán trả ơn sự tình. Bùi Ngọc nàng nhận định là hồi xuân đường cho bọn hắn hạ ngáng chân, bằng không giải thích thế nào những cái kia hộ khách đi bệnh viện đều không chữa khỏi dị ứng chứng, một thoa lên cái gì thanh lương cao liền tốt. Nàng thờ phụng nhân tính bản ác, cho rằng Hứa Trường Thiện cáo giả, Hứa Thuần Lương âm hiểm xảo trá, cái này hai người không có một người tốt. Một mực chờ đợi đợi kiểm tra kết quả rốt cục ra, kết quả cho thấy. Ngực lớn cao cũng không cái gì gây nên mẫn thành phần ở bên trong, vi khuẩn hàm lượng cũng không vượt chỉ tiêu, hẳn là sẽ không dẫn đến hộ khách phạm vi lớn dị ứng triệu chứng. Đạt được kết quả này, hai tỷ muội lại một chút cũng cao hứng không nổi, tổng bộ có phần báo cáo này làm bằng chứng, là không thể nào đối sự kiện lần này phụ trách, cho nên chỉ có thể là chính các nàng tính tiền. Những cái kia hộ khách mới sẽ không tin tưởng cái gì cái gọi là kiểm tra kết quả, hết thảy đều phải quy tội đến các nàng trên đầu. Đơn giản lui trả lại các nàng phí tổn khẳng định không giải quyết được vấn đề. Bùi Ngọc nhớ tới hôm qua chào hỏi lúc, Hứa Thuần Lương nói qua đóng cửa lời nói, hiện tại mới ngộ đến hắn là một câu hai ý nghĩa, nhận định hiện tại khốn cảnh tất cả đều là bái hắn ban tặng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tha cho hắn. Ngươi không tha cho ai? Bùi Lâm triệt để phát hỏa, nàng đạt được giáo huấn còn chưa đủ. Bùi Ngọc nói hót như khiếu nói, Hứa Thuần Lương a, hắn đem chúng ta hại thành cái dạng này. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ hắn? Hắn có thể làm lần đầu tiên, ta liền có thể làm 15, ta cũng không tin bọn hắn hồi xuân đường không có vi quy địa phương. Bùi Lâm cảm thấy có chút đau đầu, căn này ngực lớn cơ cấu mặt ngoài Bùi Ngọc là giám đốc, nhưng phía sau màn chân chính người đầu tư là mình, nàng đương nhiên biết rõ loại này cơ cấu tồn tại hư giả tuyên truyền, khuếch đại hiệu quả trị liệu vấn đề, nhưng nhìn đến người khác đều kiếm lời đồng tiền lớn,
cũng khó tránh khỏi tâm động, dự định thừa dịp cỗ này dậy sóng, hung ác phất một phiếu, nhưng người tính không bằng trời tính, mới khai trương không có mấy ngày liền gặp đại phiền toái. Bùi Lâm để Bùi Ngọc đừng lại phức tạp, nàng người Đường tỷ này mãi mãi cũng không hiểu hòa khí sinh tài đạo lý, đêm nay mặc dù cùng Hứa Thuần Lương gặp mặt, thế nhưng là Hứa Thuần Lương thái độ đối với nàng tương đương qua loa, Bùi Lâm ý thức được mình không có như thế lớn mặt mũi, nàng chỉ có thể nghĩ đến đường cong cứu quốc. Ngày thứ hai là chủ nhật, vẫn có người tới mua thanh lương cao, trên cơ bản đều là đẹp vô cùng ngực lớn hộ khách, mặc dù các nàng cũng chưa từng có mẫn triệu chứng, thế nhưng là nghe nói những người khác thảm trạng, vẫn là sớm mua sắm hai hộp lo trước khỏi họa. Lấy Trung Nguyệt cầm đầu hộ khách tại buổi sáng lúc 10 giờ đi vào đẹp vô cùng ngực lớn cổng tập kết, các nàng mang theo từ nơi này mua sắm đến sản phẩm yêu cầu trả hàng tìm kiếm bắt đền. Cao Tân Hoa đến hồi xuân đường thời điểm, vừa vặn chứng kiến đến bọn này tình kích phấn tràng diện, coi như Trường Hưng xuất hiện tranh chấp, duy quyền tràng diện cũng không có như thế lớn. Cho nên y đẹp cũng không phải người nào đều có thể làm, nhất định phải tôn trọng khoa học, nhất định phải nghiêm cẩn phụ trách, đều nhìn chúng nghề này lợi nhuận, nhưng cũng không phải người nào đều có thể kiếm tiền, làm không tốt người liền muốn bồi cái đáy mà rơi. Hứa Trường Thiện đang giúp người châm cứu, nhìn thấy Cao Tân Hoa tới, hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn lại bị sái cổ. Cao Tân Hoa biểu thị mình là tìm đến Hứa Thuần Lương. Hứa Trường Thiện chỉ hậu viện để chính hắn đi qua tìm, lúc này không có thời gian chào hỏi hắn. Cao Tân Hoa đi vào tiểu viện thời điểm, Hứa Thuần Lương đang dùng hai chân treo ngược tại xà đơn bên trên làm nằm ngửa ngồi dậy, cởi chân, nắng sớm chiếu xuống hắn chảy đầy mồ hôi trên thân thể, khỏe đẹp cân đối cơ bắp hình dáng rõ ràng. Cao Tân Hoa không có quấy rầy hắn, nhóm lửa một điếu thuốc, ở một bên yên lặng giúp hắn tính toán. Cao Tân Hoa một điếu thuốc hút xong, Hứa Thuần Lương vẫn còn tiếp tục. Cao Tân Hoa thầm khen tiểu tử này thể trạng cường tráng, mình tuổi trẻ làm lính thời điểm cũng làm không được hắn tình trạng này. Hứa Thuần Lương làm xong quy định động tác phương mới dừng lại cùng gặp mặt hắn, cầm lấy chuẩn bị xong khăn mặt lau mồ hôi nói, Cao Thúc, chủ nhật không ở nhà nghỉ ngơi, làm sao tới hồi xuân đường rồi. Ngài nên không phải lại bị sái cổ đi. Ngươi cũng không muốn ta điểm tốt. Hứa Thuần Lương mời hắn trong sân ngồi xuống, đi rót chén bích đầm tuyết bay cho hắn. Cao Tân Hoa ngồi tại trong tiểu viện, nhìn qua một bên hồ cá bên trong bơi qua bơi lại cá chép, khen, con cá này ao rất xinh đẹp, lần trước khi ta tới giống như không có gặp. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết là Trịnh Bồi An tìm người hỗ trợ làm, bên trong cá là ra ra mình mua sắm, bỏ vào không bao lâu. Hắn nhìn ra Cao Tân Hoa hẳn là có chuyện khác tìm chính mình. Quả nhiên, Cao Tân Hoa không có hai câu liền trở lại chính đề bên trên, hỏi đẹp vô cùng ngực lớn sự tình, hắn hỏi được đầy đủ huyền chuyển, nhưng Hứa Thuần Lương vẫn là nghe được lão Cao là đến giúp đỡ biện hộ cho, đoán chừng Bùi Lâm tìm được hắn. Cao Tân Hoa kỳ thật cũng không muốn ôm chuyện này, là viện trưởng Triệu Phi Dương để hắn hỗ trợ điều giải một chút, Triệu Phi Dương mình không tiện ra mặt. Cao Tân Hoa cũng không biết Bùi Lâm lúc nào cùng Triệu Phi Dương leo lên quan hệ, nhưng viện trưởng đại nhân đã lên tiếng, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, huống chi Hứa Thuần Lương còn tại Trường Hưng công việc, nếu như không cho Triệu Phi Dương mặt mũi, khẳng định sẽ thu nhận Triệu Phi Dương không vui. Triệu Phi Dương chuyên môn bàn giao, không muốn sách từ bản thân. Cao Tân Hoa cũng rõ ràng Triệu Phi Dương là muốn tránh ngại, nhưng rõ ràng ngươi một chiếc điện thoại liền giải quyết vấn đề, không phải để cho ta ra mặt. Ngươi tránh hiểm nghi ta không muốn tránh hiểm nghi a. Hứa Thuần Lương nhìn ánh mắt của hắn đều có chút ý vị sâu xa, Cao Tân Hoa cảm giác mình tại Hứa Thuần Lương trong suy nghĩ quang huy hình tượng đã giảm đi, tiểu tử này sẽ không phải suy đoán mình cùng Bùi Lâm có cái gì đặc biệt quan hệ a. Có chút chột dạ giải thích nói, Bùi Lâm là hắn một cái lão bằng hữu nữ nhi, nói xong lại cảm thấy vẽ rắn thêm chân. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài không cần cùng ta giải thích. Kỳ thật chuyện này cùng chúng ta hồi xuân đường không hề có một chút quan hệ, chúng ta đã giúp bọn hắn một đại ân, nếu như Gia Gia không bán thanh lương cao cho những người kia, các nàng đều có thể đem đẹp vô cùng ngực lớn đập. Hắn hạ giọng nói, Cao Thúc, có câu nói ta không biết đương giảng vẫn là không làm giảng. Cao Tân Hoa để hắn một mực nói, dự cảm đến khẳng định không phải cái gì tốt nói. Bùi Lâm mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng thân phận của nàng tương đối mẫn cảm. Ngài cùng loại người này liên hệ vẫn là cẩn thận một chút. Cao Tân Hoa mặt mo phát nhiệt, tiểu tử này quả nhiên không có đem mình hướng chỗ tốt nghĩ, hắn cùng Bùi Lâm có thể đánh liên hệ gì. Bùi Lâm là cái thuốc con buôn, mình lại không chịu trách nhiệm dược phẩm mua sắm. Thật không biết Triệu Phi Dương là thế nào cùng với nàng nhận biết. Cao Tân Hoa cũng không thể đem Triệu Phi Dương bán đi, ngượng ngập chê cười nói,
ngươi tiểu tử liền sẽ nói cằn nói bậy, có thể giúp đỡ vẫn là giúp đỡ chút, người ta làm ăn cũng không dễ dàng. Vậy cũng không thể cái gì sinh ý đều làm a, trồng cái gì nhân kết cái gì quả, loại này ngực lớn cơ cấu chính là che giấu lương tâm kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Cao Tân Hoa cũng không tốt nói tiếp cái gì, nhấp một ngụm trà, cùng Hứa Thuần Lương nói tới chỗ làm việc quy tắc, nói tới hắn bị lâm thời điều động đi chất khống tổ hai sự tình, nói tới lần này điều động cũng không phải là Triệu Phi Dương bản ý, là Nghiêm Hồi Ý trước mặt mọi người điểm danh muốn hắn, Triệu Phi Dương sớm đem lời thả ra, cũng không thể thu hồi lại đi, để Hứa Thuần Lương tuyệt đối không nên có ý nghĩ gì, chờ lần này chất khống lớn kiểm tra kết thúc, hắn liền có thể trở về công việc cũ cương vị. Hứa Thuần Lương đối y tế chỗ công việc lúc đầu cũng không có nhiều lưu luyến, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới mình muốn tại Trường Hưng làm cả đời, trước mắt chỉ là ngộ biến tùng quyền, hắn trước hết nghĩ cách chữa trị tự thân kinh mạch, khởi động lại thông thiên bảo điển tu luyện, về phần tương lai của hắn, mượn dùng đương thời tương đối thường dùng thuyết pháp nên là tinh thần đại hải. Nghiêm Hồi Ý lần này điểm danh để hắn gia nhập chất khống tổ 2, có thể coi là hắn một lần tuyệt địa phản kích, thậm chí tại Cao Tân Hoa xem ra, đều là bởi vì Triệu Phi Dương đối Nghiêm Hồi Ý đã kích quá ác quá tuyệt tình, Phật cũng có lửa, Nghiêm Hồi Ý coi như lại uất ức cũng không thể nào để cho ngươi Triệu Phi Dương trước mặt mọi người vũ nhục, chỉ là đáng tiếc Hứa Thuần Lương tạm thời trở thành hai người đấu tranh vật hy sinh. Cao Tân Hoa nói cho Hứa Thuần Lương, tại trước giữa sân tận lực ít gây thù hằn, nghĩ lẫn vào lâu dài liền muốn có ý chí, phải học được rộng mà đối đãi người, muốn biết ngừng tay đúng lúc. Hứa Thuần Lương làm sao có thể nghe không ra hắn đánh một vòng lại trở lại Bùi Lâm sự tình bên trên, hắn có thể đáp ứng Cao Tân Hoa mình sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng là hắn cũng không có nghĩa vụ đi giúp đẹp vô cùng ngực lớn dập lửa, lấy ơn báo oán cùng hắn xử thế pháp tắc xung đột. Đẹp vô cùng ngực lớn có thể có hôm nay tất cả đều là chính các nàng làm ra tới, mà lại loại này hư giả tuyên truyền lừa gạt cơ cấu đóng cửa đối với xã hội là một chuyện tốt. Hứa lão gia tử đưa tiễn bệnh nhân, cũng qua đến nói chuyện, Cao Tân Hoa cùng Hứa Thuần Lương nói không thông, lại tìm hắn. Hứa Trường Thiện lập tức để Hứa Thuần Lương đi hỗ trợ nói cùng một chút, cũng không phải oan gia nên giải không nên kết, mà là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hứa Thuần Lương đã sớm đoán được Cao Tân Hoa cuối cùng vẫn là muốn thông qua ra ra hướng mình tạo áp lực, cái này lão Cao giảo hoạt giảo hoạt. Nhìn thấy Cao Tân Hoa tươi cười đắc ý, Hứa Thuần Lương cũng không thể để hắn thoải mái, thế là đem mình bị bệnh viện an bài xuống hương chất kiểm sự tình nói, một tháng chữa bệnh chất lượng lớn kiểm tra, có chừng 3 vòng thời gian muốn ở tại Nguy Sơn đảo bệnh viện. Hứa Thuần Lương cố ý nói đến thảm hề hề, giống như bị người cố ý nhằm vào. Con hàng này cây đuốc chọn sau khi thức dậy, lập tức mượn cớ rời đi. Cao Tân Hoa âm thầm kêu khổ, Hứa lão gia tử nhìn ánh mắt của hắn đã có chút bất thiện. Hứa Trường Thiện hỏi Cao Tân Hoa ban đầu là làm sao đáp ứng mình. Nói xong muốn chiếu cố Hứa Thuần Lương, về sau đem hắn điều đến Trung Y Khoa, này cũng tốt trực tiếp cho xung quân đến hương đi xuống. Cao Tân Hoa phí hết nửa ngày miệng lưỡi mới đem chuyện này giải thích rõ ràng, Hứa Thuần Lương không phải xung quân, là mạ vàng. Là viện lãnh đạo muốn trọng dụng hắn, không phải cũng sẽ không để hắn tiến vào chất khống tiểu tổ, hắn đi Nguy Sơn đảo phân viện chỉ là tính tạm thời, chờ chất lượng kiểm tra công việc vừa kết thúc, liền sẽ trở về bệnh viện bản bộ, vẫn là sẽ trở lại lúc đầu phòng. Ngoại phái khẳng định là chuyện tốt, bình thường tới nói chỉ có tấn thăng trước đó mới có tư cách ngoại phái. Hứa Thuần Lương đối với chuyện này không cho Cao Tân Hoa mặt mũi, dù sao cũng là đẹp vô cùng ngực lớn đã làm sai trước. Hắn không có bỏ đá xuống giếng coi như nhân từ, nói theo một ý nghĩa nào đó, bán thanh lương cao cho đám kia hộ khách đã là thủ hạ lưu tình, không phải đẹp vô cùng ngực lớn sớm đã bị nện đến lông đều không thừa. Thông qua song phương đàm phán, đẹp vô cùng ngực lớn phương diện đáp ứng trả lại những khách hàng này trước đó chỗ giao nộp tiền khoản, cũng gánh chịu các nàng vì vậy mà sinh ra tiền chữa trị ngộ công phí. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, đẹp vô cùng ngực lớn tổng bộ bởi vì dính líu hư giả tuyên truyền lừa dối người tiêu dùng bị điều tra, nhiều gia nhập liên minh thương đô bị tác động đến. Bùi Lâm cảm thán họa vô đơn chí đồng thời cũng ý thức được nghề này khả năng xảy ra đại sự, nàng quả quyết lựa chọn đóng cửa tiệm, để Bùi Ngọc thông chi tất cả hộ khách tại kỳ hạn bên trong tới lui khoản, đoán sơ qua, lần này các nàng tổn thất vượt qua 100 vạn. Hồi xuân đường rốt cục khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Hứa Trường Thiện nhìn thấy sát phách đẹp vô cùng ngực lớn cổng trống giống chỗ đậu xe, lại tiến đến trước cửa nhìn một chút các nàng ngừng kinh doanh thông chi. Bùi Lâm cùng Bùi Ngọc hai tỷ muội trùng hợp từ bên trong ra, nhìn thấy Hứa Trường Thiện, Bùi Ngọc hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, cho rằng đẹp vô cùng có thể có hôm nay tất cả đều là bái hắn ban tặng. Hứa lão gia tử đương nhiên sẽ không chấp nhặt với nàng,
Bùi Lâm để Bùi Ngọc trước đem đồ vật cầm lên xe, cười hô, Hứa lão tiên sinh, ta chính nói muốn đi qua cùng ngài nói một tiếng đâu, chúng ta đã đem tiệm này cho quan. Hứa Trường Thiện nói, có cái gì chỗ cần hỗ trợ một mực nói một tiếng. Hứa lão tiên sinh, ngài đã giúp chúng ta đại ân, nếu như không phải ngài chữa khỏi những cái kia hộ khách, chúng ta cũng không thể thuận lợi giải quyết lần này tranh chấp, đối còn muốn nhiều hơn cảm tạ Hứa chủ nhiệm hỗ trợ hòa giải. Hứa Trường Thiện biểu thị tất cả mọi người là hàng xóm, tương hỗ chiếu ứng cũng là nên, cổ vũ Bùi Lâm không muốn bởi vì nhất thời ngăn trở mà nản chí, lão gia tử thiện chí giúp người, mặc dù không thích đẹp vô cùng ngực lớn sở tác sở vi, nhưng là nhìn thấy các nàng rơi xuống như thế tình trạng cũng cảm thấy không đành lòng. Lúc đầu hắn coi là kinh lịch như thế hao tổn cùng đóng cửa tiệm sự kiện, Bùi Lâm phải sâu thụ đả kích, thế nhưng là ánh mắt của nàng y nguyên mây trôi nước chảy. Hứa Trường Thiện ý thức được Bùi Lâm tuyệt không phải chính mình tưởng tượng bên trong yếu đuối, trẻ tuổi như vậy lại có được thâm sơn trúc giả tính bền dẻo, cho dù là Hứa lão gia tử, cũng đối tâm tình của nàng biểu thị thưởng thức. Bùi Lâm nói sau này mình còn sẽ tới nhìn Hứa lão gia tử, Bùi Ngọc chờ đến sớm đã không kiên nhẫn, thật không biết nàng cùng Hứa lão đầu có gì có thể nói chuyện. Bùi Lâm khởi động ô tô, lái ra một khoảng cách, Bùi Ngọc còn tại lưu luyến không rời nhìn qua các nàng mặt tiền cửa hàng. Lập nghiệp bắt đầu liền tao ngộ thất bại, trong lòng tự nhiên cảm thấy uể oải. Bùi Lâm để Bùi Ngọc nghĩ thoáng điểm, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, hiện tại đẹp vô cùng tổng bộ xảy ra vấn đề, vô luận các nàng có hay không lần này tập thể dị ứng sự kiện đều muốn bị liên lụy. Bùi Ngọc nhưng không có nàng như thế có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ, chỉ là giai đoạn trước đầu nhập liền tiếp cận 200 vạn, sinh ý vừa có khởi sắc, liền tao ngộ phiền toái lớn như vậy, chẳng những đầu tư không thu hồi đến. Còn muốn trước bồi thường những cái kia hộ khách, lần này thật sự là bồi lớn. Bùi Lâm cho rằng sự tình không có bi quan như thế, giai đoạn trước đầu nhập mặc dù không ít, nhưng vẫn là có thể thông qua mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng thu hồi đại bộ phận chi phí, cũng không phải tất cả hộ khách đều muốn cầu trả lại. Bùi Lâm trong lòng có một khoản, nếu như hết thảy thuận lợi, cuối cùng hao tổn hạn mức có thể khống chế tại 50 vạn trong vòng. Bùi Ngọc vẫn kiên trì quan điểm của mình, khẳng định là hồi xuân đường dở trò quỷ. Hết thảy đều là bái bọn họ ban tặng, Bùi Lâm đưa nàng đưa đến cửa tiểu khu, lúc này có người gọi điện thoại tới, hỏi thăm mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng sự tình, Bùi Ngọc từ có ý hướng mấy nhà sàng chọn một chút, sơ bộ quyết định muốn đem mặt tiền cửa hàng chuyển nhượng cho một nhà phòng khám bệnh. Mặc dù chuyển nhượng giá cả muốn so những nhà khác thấp một chút, nhưng là Bùi Ngọc vẫn là phải lựa chọn hắn, bị người bày một đạo lại giả vờ làm không có cái gì phát sinh, nàng mãi mãi cũng không cách nào làm được. Trong đầu hiện ra Hứa Thuần Lương kiêu căng bộ dáng, người hôm nay nhìn ta không dậy nổi, ngày khác ta nhất định phải để ngươi không với cao nổi. Hứa Thuần Lương căn bản không có đem đẹp vô cùng ngực lớn sự tình để ở trong lòng, thứ hai sáng sớm liền bị Nghiêm Hồi Ý gọi vào văn phòng, nhìn ra được Nghiêm Hồi Ý hôm nay tâm tình không tệ, hắn rốt cuộc tìm được đáng tin quan hệ, cũng tự mình câu thông qua, đạt được đối phương hứa hẹn, giúp hắn vận hành một chút, sơ bộ mục tiêu khóa chặt tại Đông Châu thị bệnh truyền nhiễm viện. Bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng đứng trước lên chức, rời đi về sau, vị trí này liền trống xuống tới. Từ tổng hợp tam giáp thứ nhất phó viện trưởng đến cấp 3 chuyên khoa bệnh viện viện trưởng, bệnh truyền nhiễm viện trưởng cũng là trước đây không lâu mới thăng cấp phó phòng, nếu như Nghiêm Hồi Ý đi bệnh truyền nhiễm viện, vậy liền mang ý nghĩa hắn về sau tiếp 10 năm gần đây chức nghiệp kiếp sống khả năng cũng không còn cách nào thu hoạch được lên chức. Hắn không quan tâm, thà làm đầu gà vô vi châu về sau, chỉ cần có thể rời đi Trường Hưng. Làm ra một chút hy sinh cũng là đáng. Tâm tình tốt nói chuyện cũng liền trôi chảy rất nhiều, Nghiêm Hồi Ý hôm nay không có chút nào cả lăm, hắn đem cái này nguyệt chất khống công tác kế hoạch hướng Hứa Thuần Lương thuyết minh sơ qua một chút. Bọn hắn trước tiên ở Đông Châu phân viện cùng cộng đồng phòng khám bệnh tra được, bởi vì những này quy mô cũng không lớn, đoán chừng thời gian một tuần công việc liền có thể hoàn thành. Sau đó ba vòng bọn hắn muốn đi trước Nguy Sơn đảo bệnh viện. Tòa này bệnh viện chính là Nguy Sơn huyện thứ hai bệnh viện nhân dân, là một nhà cấp 2 bệnh viện, ở vào Nguy Sơn hồ trung tâm Nguy Sơn đảo bên trên, có được nhiều cái phòng hơn 200 tấm giường bệnh, năm trước tại Cố Hậu Nghĩa cố gắng dưới, tiếp quản thành công, Nguy Sơn đảo bệnh viện trở thành Trường Hưng phân viện. Nơi này sẽ là chất khống kiểm tra trọng điểm, Nghiêm Hồi Ý dự định tại Nguy Sơn đảo phân viện ngốc 3 vòng thời gian. Nghiêm Hồi Ý đối Hứa Thuần Lương còn hiểu rõ, sở dĩ trước mặt mọi người điểm hắn tướng. Không phải cảm thấy Hứa Thuần Lương không thể thiếu, mà là hắn muốn thông qua phương thức như vậy hướng Triệu Phi Dương biểu đạt bất mãn, cân nhắc đến Hứa Thuần Lương rất có thể sẽ sinh ra đối kháng cảm xúc, hắn nhất định phải trước cùng tiểu tử này câu thông một chút, dù sao bọn hắn muốn làm việc với nhau lớn thời gian nửa tháng,
vạn nhất tiểu tử này buồn bực khắp nơi cùng mình đối nghịch thời gian cũng không dễ chịu. Nghiêm hồi ý trước nhấn mạnh một chút lần này chất khống công tác tầm quan trọng, sau đó lại cường điệu một chút Hứa Thuần Lương năng lực, biểu đạt một chút mình đối với hắn thưởng thức. Hứa Thuần Lương trước đó liền từ Cao Tân Hoa nơi đó biết được mình là như thế nào bị làm tiến vào chất khống tổ 2, nghe xong liền biết Nghiêm hồi ý đang lo lắng cái gì, nhịn không được bật cười, để hắn cứ yên tâm, mình nhất định sẽ tích cực phối hợp công tác của hắn. Nghiêm hồi ý đối Hứa Thuần Lương thái độ biểu thị hài lòng, ta đã sớm nhìn ra ngươi có cái nhìn đại cục, tiểu Hứa A, ngươi yên tâm các loại lần này chất khống kiểm tra kết thúc, ta nhất định sẽ cho ngươi ghi lại một công. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, trả lại cho ta ghi công. Trước tiên đem chính ngươi an bài minh bạch lại nói. Nghiêm hồi ý nói, kỳ thật Nguy Sơn đảo bên kia phong cảnh không tệ, ngươi coi như thả cái lớn giả, thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo chơi đùa. Cái này có hướng Hứa Thuần Lương lấy lòng ý tứ, quỷ sợ ác nhân, huống chi Nghiêm hồi ý loại này yêu quý lông vũ người. Triệu Phi Dương tiền nhiệm về sau lần thứ nhất toàn viện chất khống công việc oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che, cùng lúc đó trường Hưng Y Mỹ Trung Tâm tiến hành một lần nữa đấu thầu, Triệu Phi Dương bác bỏ tướng Y Mỹ Trung Tâm thu về bệnh viện thống nhất quản lý đề nghị, quyết định Y Mỹ Trung Tâm chưa tới vẫn là mài nhãn làm kinh doanh phương thức. Bệnh viện có chút phòng có được nhất định tính đặc thù, nếu như từ bệnh viện thống nhất kinh doanh có chút hạng mục khai triển không tiện, Y Đẹp Trung Tâm có qua hợp tác kinh doanh kinh lịch. Lần này Triệu Phi Dương trước tiên đem Y Mỹ Trung Tâm đẩy hướng thị trường cũng là một lần thử nghiệm, nói trắng ra vẫn là tiếp tục sử dụng cố hậu nghĩa chính sách, chỉ là Triệu Phi Dương tìm được quốc gia đề xướng chữa bệnh cải cách, đề xướng dẫn vào dân doanh vốn liếng chính sách căn cứ. Lần này khai thác công khai hướng xã hội đấu thầu phương thức tìm kiếm hợp tác phương, cuối cùng cạnh tranh người thành công là Bùi Ngọc, tại Đẹp vô cùng ngực lớn đóng cửa một tuần sau, nàng lắc mình biến hóa trở thành Trường Hưng Bệnh viện Y Mỹ Trung Tâm thầu khoán. Trước mắt kết quả còn không có hướng trong nội viện chính thức tuyên bố. Cao Tân Hoa cũng không chịu trách nhiệm lần này trả giá, nghe được tin tức này thời điểm cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi nhớ tới trước đây Triệu Phi Dương ủy thác mình giúp Bùi Lâm giải vây sự tình. Cao Tân Hoa dám đoán chắc Bùi Ngọc chỉ là một cái ngụy trang, chân chính thầu khoán kỳ thật chính là Bùi Lâm, nữ nhân này thật không đơn giản, nhớ đến bọn hắn trước đó tại Mân Nam Hải Tiên Thành gặp được lúc, Bùi Lâm chủ động tăng thêm hắn phương thức liên lạc. Về sau liền muốn thông qua hắn nhận biết Triệu Phi Dương. Cũng là lúc kia Cao Tân Hoa đoán được Triệu Phi Dương có nhập chủ Trường Hưng Bệnh viện khả năng, về sau sự tình phát triển cũng xác nhận suy đoán của hắn, Cao Tân Hoa mặc dù không có trợ giúp bọn hắn xe chỉ luồn kim, nhưng là từ trước mắt thấy đến xem, Bùi Lâm hiển nhiên thành công cùng Triệu Phi Dương leo lên quan hệ, mà lại phi thường quá cứng. Cao Tân Hoa cho rằng chuyện này có chút không ổn, hướng về phía giả đại đội trưởng, hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút Triệu Phi Dương. Không thể quá mức trực tiếp, nhất định phải bận tâm đến lãnh đạo mặt mũi. Tại một lần đơn độc chung đụng thời điểm, Cao Tân Hoa uyển chuyển vạch cái này Bùi Ngọc chính là Đẹp vô cùng ngực lớn lão bản, Đẹp vô cùng ngực lớn vừa mới đi ra sự tình. Triệu Phi Dương đương nhiên có thể nghe hiểu hắn ý tứ, hắn cũng không cho rằng ở trong đó tồn tại vấn đề gì, Bùi Ngọc là dựa theo chính quy chương trình đấu thầu, không tồn tại bất kỳ ngầm thao tác. Cao Tân Hoa nhắc nhở chạm đến là thôi, người Triệu Phi Dương yêu có nghe hay không? Dù sao ta là vì ngươi tốt, hắn không có sách Bùi Lâm sự tình, càng là đề tài nhạy cảm càng là không thể liên quan đến. Triệu Phi Dương hiện tại tinh lực đều dùng tại khu công nghệ cao mảnh đất kia thượng, hạ tuần khu công nghệ cao chính phủ liền sẽ chính thức quan tuyên, cũng liền mang ý nghĩa một cái hoàn toàn mới hành trình bắt đầu. Triệu Phi Dương đồng thời kế hoạch một lần đại quy mô điều chỉnh nhân sự, đầu tiên từ bộ phận hành chính bắt đầu, thành lập mua sắm xử lý. Nguyên thiết bị khoa phó khoa trưởng thuốc đắng thành đảm nhiệm mua sắm xử lý chủ nhiệm, phụ trách thống nhất điều phối chữa bệnh thiết bị, dược phẩm, chữa bệnh vật tư, hao tài công việc. Đi qua những này đều có người chuyên phụ trách, bây giờ chờ tại tướng quyền sở hữu lực tập trung vào một cái bộ môn, thuốc đắng thành tỷ phú tại chính phủ bí thư sử trưởng công việc, nhắc tới phía sau không có có nhất định trợ lực ai cũng sẽ không tin tưởng. Cái khác chủ yếu hành chính phòng cũng sẽ làm ra tương ứng điều chỉnh. Viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa đi thiết bị khoa đảm nhiệm phó khoa trưởng, hiện tại ngược lại phải bị thuốc đắng thành lãnh đạo, người sáng suốt đều biết theo cố hậu nghĩa rời đi, hắn một bang thân tín đều bị liệt là thanh lý đối tượng. Mới tới viện xử lý chủ nhiệm Lâm Nham Sinh là từ trung tâm y viện điều tới, đi qua từng theo Triệu Phi Dương cộng sự qua, như thế cương vị trọng yếu đương nhiên cần một cái tuyệt đối tín nhiệm người một nhà. Đi qua cố hậu nghĩa chuyên trách lái xe Tiểu Phùng cũng không còn phụ trách viện trưởng tọa giá. Mới lái xe là từ cấp cứu trung tâm điều tới tóc cắt ngang trán ánh sáng. Những này biến động đều tại trong dự liệu của tất cả mọi người,
Triệu Phi Dương bên người chắc chắn sẽ không cho phép Cố Hậu Nghĩa thân tín tồn tại. Mấy vị phó viện trưởng bên trong, trước mắt thụ nhất đến trọng dụng chính là Cảnh Văn Tú cùng Cao Tân Hoa, nhất là Cao Tân Hoa, thành tất cả nhân viên trong mắt đang hồng nhân vật. So với Trường Hưng những người khác tranh nhau chen lấn cùng mấy viện trưởng bấu víu quan hệ, Cao Tân Hoa ở sâu trong nội tâm lại bắt đầu sinh ra cùng Triệu Phi Dương giữ một khoảng cách ý nghĩ. Triệu Phi Dương là cái kiên quyết tiến thủ lãnh đạo, là cái thời khắc tướng cải cách để ở trong lòng lãnh đạo, nhưng là cũng không phải là thích hợp hắn lãnh đạo. Triệu Phi Dương cấp tiến để Cao Tân Hoa sinh ra cảnh giác, thậm chí là lo lắng, khả năng không phải Triệu Phi Dương vấn đề, mà là hắn chính mình vấn đề, là hắn không thích ứng trước mắt phương thức làm việc. Căn cứ Cao Tân Hoa hiểu rõ đến tình huống, khu công nghệ cao chính phủ là không thể nào xuất ra quá nhiều tiền đến ủng hộ Trường Hưng. Cái gọi là hợp tác chính là cung cấp khối kia chữa bệnh dùng địa, khu khác cũng đã có tiền lệ, yếu địa có thể, đòi tiền không có. Nếu như Trường Hưng không thể từ khu công nghệ cao tài chính đạt được tương ứng ủng hộ, lấy Trường Hưng hiện trạng cũng không có khả năng từ ngân hàng thu hoạch được cách xù cho vay, còn lại đến duy nhất khả năng chính là dẫn vào ngoại viện. Triệu Phi Dương tiết lộ cho Cao Tân Hoa một tin tức, tháng này đáy Hoa Niên tập đoàn sẽ phái người đến tham quan viếng thăm, chuẩn bị đem nhiệm vụ tiếp đãi giao cho hắn phụ trách. Cao Tân Hoa cho rằng Trường Hưng ngoại viện vô cùng có khả năng chính là Hoa Niên tập đoàn, Trường Hưng nóng lòng phát triển, mà Hoa Niên tập đoàn ngay tại đứng trước truyền hình, đã công khai tuyên bố muốn bố cục lớn khỏe mạnh sản nghiệp, cả hai theo như nhu cầu, khả năng hợp tác tính rất lớn. Dính đến công tư hợp doanh vấn đề đều là có được tương đương phong hiểm tính, Triệu Phi Dương đã thăm dò qua nhiều lần, tựa hồ cố ý tướng chuyện này giao cho mình. Cao Tân Hoa bén nhạy cảm thấy được cái này có thể là cái tốn công mà không có kết quả công việc. Hắn không muốn cuốn vào. Tại Triệu Phi Dương minh xác thái độ trước đó, hắn nhất định phải tìm tới một hợp lý từ chối lấy cớ. Cố Hậu Nghĩa rốt cục vẫn là nghe nói mình chủ bị 6 năm Trường Hưng 2 kỳ xây dựng thêm công trình bị kế nhiệm Triệu Phi Dương triệt để phủ định, biết được việc này cùng ngày, hắn một thân một mình đi tới Trường Hưng 2 kỳ cánh đồng. Dưới bầu trời lấy mưa, Cố Hậu Nghĩa che dù dọc theo cánh đồng phía tây tường viện chậm rãi đi lên phía trước, trải qua công trường Tây Môn thời điểm. Thấy được dương trên bảng quy hoạch đồ, Cố Hậu Nghĩa dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trên bởi vì phơi gió phơi nắng mà có chút phai màu hai kỳ xây dựng thêm quy hoạch đồ, kính mắt đột nhiên sương lên. Gió sen lẫn mưa phùn đập tại dù che mưa bên trên, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình chính đang không ngừng thúc giục hắn đi mau, Cố Hậu Nghĩa quật cường nhếch lên bờ môi, nhưng nội tâm của hắn lại như là trong mưa gió lục bình, đã mất đi ràng buộc, chẳng có mục đích tại mưa thu bên trong phiêu đãng. Cố Hậu Nghĩa quyết tâm rời đi thời điểm, đối diện nhìn thấy đi tới một vị lão nhân, đối phương cũng tại đồng thời thấy được hắn. Hứa Trường Thiện là đến Đông Các bên trong thị trường mua thức ăn, mặc dù hắn đã từ nơi này dọn đi, nhưng vẫn quen thuộc đến phụ cận đây mua thức ăn, dù sao hắn quen thuộc vùng này hàng xóm láng giềng, nghe quen tiểu phiến giao hàng, thậm chí ngay cả có kè mặc cả đều sẽ để hắn cảm giác được vô cùng thân thiết. Rất kỳ quái, người tuổi tác càng lớn, càng là sẽ hoài niệm những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cố Hậu Nghĩa cùng Hứa Trường Thiện là nhận biết, một cái là thống trị Trường Hưng bệnh viện hơn 10 năm tổng hợp bệnh viện viện trưởng, một cái là có được trăm năm truyền thừa trung y danh gia, hai người láng giềng mà ở thời gian càng dài, thậm chí có thể truy tố đến Cố Hậu Nghĩa lúc còn trẻ, có thể nói là nguồn gốc không ít. Kỳ quái là, tại quá khứ mấy chục năm bên trong, bọn hắn chưa bao giờ có một lần ra dáng trò chuyện, tối đa cũng chính là đầu đường gặp gỡ bất ngờ, lẫn nhau chào hỏi một tiếng, sau đó liền đường ai nấy đi. Vội vàng mà đi, mặc dù hai người đều xử lý chính là trị bệnh cứu người chức nghiệp, nhưng bọn hắn đi đường lại hoàn toàn khác biệt. Cố Hậu Nghĩa vẫn nhớ kỹ đường hồi xuân đường phá dỡ vấn đề đạt được giải quyết về sau, hắn cảm giác như là đẩy ngã một tòa ngăn tại mình tiến lên trên đường Đại Sơn, rốt cục tướng vị này lão trung y cùng hắn cũ kỹ y quán thanh lý ra ngoài, như chút được gánh nặng, đang lúc hắn dự định dẫn đầu toàn thể nhân viên trên con đường này nhanh chân tiến lên thời điểm, một trận ngoài ý muốn đưa đến hắn sớm rời sân. Cố Hậu Nghĩa Phương mới ý thức tới, mình cùng Hứa Trường Thiện không có gì khác biệt, đều thuộc về bị thanh lý đối tượng, giữa bọn hắn khác biệt đơn giản là thời gian sớm tối thôi. Ánh mắt hai người trong hư không gặp nhau, như là hai môn phái tông chủ, Hứa Trường Thiện dẫn đầu nở nụ cười, hô, Cố Viện Trưởng, thật lâu không gặp. Cố Hậu Nghĩa nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Hứa Lão Tiên Sinh, mua thức ăn đâu? Hứa Trường Thiện kỳ thật có thêm gần đường có thể đi. Nhưng là hắn mỗi lần đều chọn đi qua từ nơi này, bởi vì nơi này có thể nhìn thấy hắn cơ hồ kính dâng cả đời hồi xuân đường, bây giờ phòng ốc đã không tại,
phá dỡ về sau khối kia đất trống cũng bị vòng tiến vào Trường Hưng bệnh viện hai kỳ xây dựng thêm công trường, nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút, mỗi lần từ nơi này lúc đi qua, hắn sẽ nghĩ khởi đã từng có thanh xuân, đã từng có gia đình, đã từng tương nhu dĩ mạt thê tử, đã từng quay chung quanh bên cạnh mình con cái. Lúc kia hắn là gia đình trung tâm, mỗi người đều đem hắn coi là dựa vào, mà bây giờ hắn già, thê tử vĩnh rời đi xa mình, nhi nữ cũng tất cả đều độc lập sinh hoạt, mình đã không còn là bọn hắn sinh mệnh nhu yếu phẩm, hắn vẫn có thể bảo trì cười đối nhân sinh, nhưng nụ cười phía sau tràn đầy thất lạc, ủng hộ hắn kiên cường đi xuống không chỉ là hồi xuân đường, chủ yếu là bảo bối của hắn cháu trai, theo cháu trai từng ngày trưởng thành, hắn bắt đầu trở nên lo được lo mất, lo lắng sau đó không lâu một ngày. Cháu trai cũng không cần mình che chở. Cố Hậu Nghĩa cũng đã từng là Trường Hưng trung tâm, tất cả nhân viên vây quanh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn tướng Trường Hưng xem vì một cái đại gia đình, tướng mình xem vì trong đại gia đình này phụ thân, hắn hy vọng dẫn đầu các công nhân viên tướng cái nhà này kiến thiết đến càng ngày càng thịnh vượng. Ngay tại thời cơ rốt cục đến thời điểm, hắn chợt phát hiện cái nhà này đã không cần mình, đây là một loại như thế nào bi ai. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng hướng bên cạnh công trường nhìn lại. Lúc nào khởi công? Cố Hậu Nghĩa lắc đầu nói, không biết, ta đi khoa hiệp. Hứa Trường Thiện lúc này mới nhớ tới Trường Hưng đã đổi mới viện trưởng, nhớ tới vừa mới gặp được Cố Hậu Nghĩa thời điểm, trên mặt hắn chưa tới kịp che giấu thất lạc, Hứa Trường Thiện lập tức có chút áy náy, trở lại thăm một chút. Đi ngang qua, Cố Hậu Nghĩa là tuyệt sẽ không dễ dàng thừa nhận mình đặc địa tới. Hứa Trường Thiện nói, ta là đặc địa chọn con đường này đi, nghĩ nhìn nhiều hồi xuân đường. Cố Hậu Nghĩa trong lòng tự nhủ hồi xuân đường không phải đã hủy đi. Ta phải tạ ơn ngài a, đi qua cho ngươi thêm không ít phiền phức. Hứa Trường Thiện tuyệt không phải cảm tạ hắn hủy đi hồi xuân đường, cái này âm thanh cảm tạ hoàn toàn là vì bảo bối của mình cháu trai, nếu như không phải Cố Hậu Nghĩa vì Hứa Thuần Lương giải quyết công việc vấn đề, hiện tại cháu trai biến thành bộ dáng gì. Hứa Trường Thiện đơn giản không dám tưởng tượng. Nhìn ngài nói, ta hẳn là tạ ngài mới đúng. Hai người tương hỗ khách khí, trong lòng sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm khái. Hứa Trường Thiện mời Cố Hậu Nghĩa có thời gian đi bên kia bờ sông hồi xuân đường địa chỉ mới uống trà, Cố Hậu Nghĩa biểu thị mình có thời gian nhất định sẽ đi bái phỏng. Đưa mắt nhìn Hứa Trường Thiện rời đi, Cố Hậu Nghĩa cũng vội vàng đi về phía nhà, mộng tưởng vẫn luôn tại, chỉ là mình cũng không có cơ hội nữa thực hiện. Trong khoảng thời gian này Hứa Thuần Lương đều cùng đi Nghiêm Hồi Ý tại trong thành phố phân viện cùng cộng đồng phòng khám bệnh tiến hành chất lượng kiểm tra, không có bắt đầu làm thời điểm, coi là lượng công việc phi thường nặng nề, thật là làm phát hiện công việc so trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều, nhất là cùng y tế chỗ so sánh, đơn giản được xưng tụng tiêu diêu tự tại. Dù sao cái trước chủ yếu đối diện phải là người bệnh, cái sau đối diện phải là nhân viên y tế. Tại bọn hắn triển khai kiểm tra công việc trước đó, mỗi người chia viện cùng các cộng đồng phòng khám bệnh liền đã nhận được thông chi, tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị, kỳ thật loại này cái gọi là chất khống kiểm tra đơn giản là đi chạy theo hình thức làm dáng một chút, khả năng kiểm tra trong lúc đó mọi người biểu hiện tốt đẹp, chờ kiểm tra kỳ thoáng qua một cái, lập tức hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý đều cho rằng loại này kiểm tra lưu tại hình thức, đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Kiểm tra công việc cùng tiếp đãi công việc là hỗ trợ lẫn nhau, mặc kệ đi nơi nào kiểm tra. Bộ môn người phụ trách đều sẽ tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi công việc, Nghiêm Hồi Ý đối với cái này có chút cẩn thận, hắn phi thường rõ ràng mình tại Triệu Phi Dương trong lòng địa vị, nếu như hắn tiếp nhận bất luận cái gì một trận mở tiệc chiêu đãi, nói không chừng ngày thứ hai liền sẽ bị người hữu tâm báo cáo đến Triệu Phi Dương nơi đó. Không bài trừ Triệu Phi Dương lợi dụng cơ hội này chế tạo văn chương khả năng, nhất là tại trước mắt cái này thời kỳ nhạy cảm, hắn nhất định phải cẩn thận xử lý, cho nên Nghiêm Hồi Ý cự tuyệt hết thảy mở tiệc chiêu đãi. Hắn dẫn đầu làm như thế, Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không đơn độc ăn cơm khách, tại trong thành phố kiểm tra mấy ngày, trên cơ bản đều là giữa trưa công việc bữa ăn, ban đêm tăng ca vẫn là công việc bữa ăn. Phong thái cộng đồng là bọn hắn tại trong thành phố chất lượng kiểm tra cái cuối cùng đơn vị, hôm nay kiểm tra công việc thuận lợi, 4 giờ chiều liền sớm kết thúc, Nghiêm Hồi Ý vẫn cự tuyệt cộng đồng phòng khám bệnh chủ nhiệm bữa tiệc, để Hứa Thuần Lương về nhà sớm nghỉ ngơi, thứ hai buổi sáng bọn hắn liền tiến về cái cuối cùng đơn vị. Cũng là lần này chất lượng kiểm tra quan trọng nhất Nguy Sơn Đảo Bệnh viện. Hứa Thuần Lương trên đường về nhà, Cổ Tùy bên trong bệnh viện Lý Gia Khoan gọi điện thoại tới, hắn hai ngày này tại Đông Châu họp, cho nên muốn đi hồi xuân đường bái phỏng một chút Hứa lão tiên sinh, vừa vặn cùng Hứa Thuần Lương tự ôn chuyện, hai người là trước khi đến tỉnh thành trên đường quen biết,
lúc ấy tại đường sắt cao tốc đoàn tàu vế trên tay cứu chữa Phú Thương Loan Ngọc Xuyên. Hứa Thuần Lương biểu thị hoan nghênh, hắn đặc địa bàn giao Lý Gia Khoan, tại trước mặt Gia Gia tuyệt đối không nên nhắc lên bọn hắn đường sắt cao tốc bên trên chuyện cứu người, lấy cớ là hồi xuân đường gia quy rất nghiêm. Tại mình xuất sư trước đó, Gia Gia nghiêm cấm hắn bên ngoài sử dụng y thuật. Lý Gia Khoan minh bạch, càng là loại này trung y thế gia môn quy càng là xâm nghiêm, đã Hứa Thuần Lương nói, hắn đương nhiên sẽ không cho người ta tìm phiền toái. Hai người hẹn tốt sau một tiếng tại hồi xuân đường gặp mặt, Hứa Thuần Lương cúp điện thoại lại cho Gia Gia đánh qua, dự định ban đêm cùng một chỗ bên ngoài đi ăn. Hứa Trường Thiện nói cho hắn biết không cần đi bên ngoài, đêm nay hẹn Trịnh Bồi An cùng Cao Tân Hoa cho hắn tiễn đưa. Mua không ít thức ăn ngon, Trịnh Bồi An đã tại phòng bếp chuẩn bị. Hứa Thuần Lương biết Gia Gia không thích đi bên ngoài ăn cơm, Trịnh Bồi An chủ nghệ cũng có thể so với khách sạn cấp sao đầu bếp, thế là liền đáp ứng. Lý Gia Khoan đúng giờ đi tới hồi xuân đường, hắn mang theo cổ tuy đặc sản gà quay, lạp xưởng, còn có hai bình dầu vừng một dương rượu. Hứa Thuần Lương đoán được hắn sẽ không tay không đến, nhìn thấy hắn mang nhiều đồ như vậy chê hắn quá khách khí. Lý Gia Khoan biểu thị mình là tới thăm Hứa lão tiên sinh, những vật này cũng là cho lão tiên sinh mua, đều là địa phương đặc sản cũng không đáng tiền gì. Hứa Trường Thiện nghe nói khách tới rồi cũng ra đón lấy, hắn đối Lý Gia Khoan cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lý Gia Khoan tự giới thiệu nói qua đi nghe qua Hứa lão gia tử tọa đàm, đối một mực ngửa mộ lão gia tử y thuật khí khái. Chính đang nấu cơm Trịnh Bồi An nghe được động tĩnh cũng ra, nhìn thấy Lý Gia Khoan có chút sửng sốt. Nguyên lai hai người bọn họ đã sớm nhận biết, đại học đều là Nam Giang Trung Y Học Viện tốt nghiệp, Lý Gia Khoan cao Trịnh Bồi An ba giới, Trịnh Bồi An vừa mới tiến sân trường thời điểm, tham gia qua Đông Châu Đồng Hương Tụ Hội, bọn hắn chính là trên tụ hội nhận biết, sau khi tốt nghiệp liên hệ liền không nhiều lắm, huống chi Trịnh Bồi An ở giữa lại đi tương Nam 10 năm. Cứ việc nhiều năm như vậy không gặp, hai người hay là lần đầu tiên liền đem đối phương nhận ra được, thời điểm đó Trịnh Bồi An vẫn là ngây ngô thiếu niên. Khi đó Lý Gia Khoan còn đỉnh lấy một đầu rậm rạp tóc đen, nhưng là bọn hắn vẫn một ngụm liền gọi ra tên của đối phương, tương hỗ nắm tay hàn huyên. Cao Tân Hoa cái cuối cùng đến, hắn mang theo hai bình rượu tới. Hứa Thuần Lương giúp đỡ mọi người giới thiệu một chút, để Gia Gia bồi tiếp Lý Gia Khoan cùng Cao Tân Hoa đi trước uống trà, mình giúp Trịnh Bồi An mang thức ăn lên. Trịnh Bồi An đem Lý Gia Khoan mang tới gà quay xé mở chứa bàn, lại cắt nhang vòng ruột, hướng Hứa Thuần Lương cười nói. Lão gia tử nói cho ngươi tiễn đưa, phải gọi bên trên bằng hữu của ngươi mới đúng, làm sao đem chúng ta những lão gia hỏa này gọi tới. Hứa Thuần Lương cũng nhịn không được bật cười, lời này tuyệt đối đừng bị hắn nghe được, trong mắt hắn chúng ta đều là trẻ con, cái này kêu là lấy việc công làm việc tư, nhưng thật ra là hắn muốn tìm người bồi tiếp uống rượu, ta tổng cộng mới đi ba cái tuần lễ, có cái gì nhưng tặng. Trịnh Bồi An nói, mấu chốt là phải hống lão nhân gia ông ta vui vẻ. Hắn để Hứa Thuần Lương hỗ trợ đem vừa mới hái hạt tía tô lá tắm một cái. Hứa Trường Thiện đồn không ít rượu ngon, hồi xuân đường cũng có trận chưa từng tới nhiều người như vậy ăn cơm, hắn cầm ra bản thân chân quý 6 năm thanh hoa lang. Cao Tân Hoa nói, rượu ngon a, Hứa Thúc, hôm nay ngài chiêu này đợi tiêu chuẩn cũng không thấp a. Hứa Thuần Lương cũng không biết ra ra đồn nhiều như vậy rượu ngon. Hứa Trường Thiện cười tủm tỉm khoe khoang mình rượu ngon nhiều nữa đâu, ngoại trừ hồi xuân đường những này. Hắn còn tại An Huy Nam Hoắc Sơn Hoàng Nham Động ẩn giấu hai đại đàn rượu ngon. Kỳ thật hắn độn nhóm này thanh hoa lang thời điểm, Hứa Thuần Lương vừa mới tốt nghiệp trung học, vốn nghĩ các loại tiểu tử này 3 năm sau thi lên đại học, học lên yến sử dụng, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử này 3 năm về sau lại 3 năm, cuối cùng vẫn là lấy thi rớt chấm dứt. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hứa Trường Thiện làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lợi dụng phá rỡ thời cơ trợ giúp cháu trai bưng lên hệ thống vệ sinh bát sắt, càng không nghĩ đến chính là, bảo bối cháu trai tại đi vào xã hội về sau thế mà hiển lộ ra viễn siêu cùng tuổi chỗ làm việc thiên phú. Theo Cao Tân Hoa phản ứng, tiểu tử này từ khi nhập chức trường Hưng về sau nhiều lần lập xuống chiến công, đạt được lãnh đạo thưởng thức, lần này tức thì bị viện trưởng khâm điểm tham gia chất khống tiểu tổ. Nếu như chỉ là Cao Tân Hoa một người nói Hứa lão gia tử cũng không dám tin hoàn toàn. Nhưng Trịnh Bồi An cũng nói như vậy, vậy liền chứng minh Hứa Thuần Lương thật là có bản lĩnh. Hứa Trường Thiện nâng chén hoan nghênh Lý Gia Khoan đến, Lý Gia Khoan làm người phúc hậu, một mực đối lão gia tử phi thường ngưỡng mộ, trước kính lão gia tử, tiếp lấy kính Cao Tân Hoa. Cao Tân Hoa cười nói mình không chịu nổi, mọi người tuổi tác không sai biệt nhiều, lại là ngang hàng, không cần cho hắn mời rượu.
Lý Gia Khoan hiện trường cùng hắn tự một chút, hai người đồng niên, hắn thắng còn phải lớn chút. Cao Tân Hoa cười nói, ngươi là ca, ta hẳn là kính ngươi rượu mới đúng. Lý Gia Khoan liên tục khoát tay nói, khó mà làm được, ngài là đại lãnh đạo, ta chính là cái nông thôn bác sĩ, vẫn là ta mời ngài. Khách khí một phen, hai người cộng đồng uống hai chén. Hứa Thuần Lương biết hắn tửu lượng không được, cũng không có chủ động khuyên hắn, Lý Gia Khoan vài chén rượu hạ đỗ quả nhiên liền hưng phấn lên, trước tiên là nói về cùng Trịnh Bồi An quen biết chuyện cũ, lại trò chuyện đi lên nghe Hứa lão gia tử tọa đàm sự tình, từ hắn nói chuyện chi tiết có thể nghe ra, Hứa lão gia tử đối ảnh hưởng của hắn rất lớn. Hứa Trường Thiện cười tủm tỉm nhìn qua hắn, Lý Gia Khoan nói đến tọa đàm hắn là nhớ kỹ, tại thế kỷ trước thập niên 90 mạt, hơn 20 năm. Chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ rõ Lý Gia Khoan, cái này cũng bình thường, nghe giảng tòa hơn mấy trăm người, Hứa Trường Thiện lúc ấy cũng không có tận lực đi nhận biết ai. Lý Gia Khoan biểu thị đến bây giờ còn nhớ kỹ Hứa lão gia tử cùng ngày tọa đàm chủ đề là đông trùng hạ thảo công hiệu cùng phương pháp sử dụng, hắn đối đông trùng hạ thảo có chút tôn sùng, cho tới bây giờ hay là hắn thường dùng thuốc. Hứa Trường Thiện không khỏi cảm thán, thế kỷ trước chỉnh thể hoàn cảnh xã hội đối trung y vẫn còn tương đối hữu hảo. Tán thành độ còn không có trở ngại, các bệnh viện lớn trung y khoa đều có phòng bệnh, bên trong tây y kết hợp trị liệu phương pháp còn phong hành qua một đoạn thời gian, nhưng bây giờ trung y không gian sinh tồn không ngừng bị áp xúc, tình cảnh không thể lạc quan. Rất nhiều dân chúng không tin trung y, thậm chí thế mà đem trung y cùng phong kiến mê tín móc nối. Trịnh Bồi An rất là tán thành, hắn cho rằng y học bên trên sở dĩ xuất hiện tôn sùng tây y rèm pha trung y hiện tượng cũng không phải là thấy hiệu quả nhanh chậm vấn đề. Căn nguyên ở chỗ chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm không chết. Cao Tân Hoa cười nói Trịnh Bồi An đem chữa bệnh vấn đề chính trị hóa. Trịnh Bồi An hót như khiếu, hắn cho rằng bất kỳ xã hội nào hiện tượng đến cuối cùng đều có thể cùng chính trị móc nối. Đông Tây phương hình thái ý thức khác biệt, lúc đầu mọi người ai cũng có sở trường riêng, hẳn là tương hỗ lấy thừa bù thiếu, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Nhưng là người trong nước có thể công bình đối đãi phương Tây y học. Người phương Tây đối Trung Hoa truyền thống y học từ đầu đến cuối đều mang theo thành kiến đến xem, văn hóa khác biệt chỉ là biểu tượng cùng lấy cớ, hoàn toàn chính xác có một bộ phận người phương Tây không hiểu, nhưng rất nhiều là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, bọn hắn biết rất rõ ràng Trung Y hữu hiệu, nhưng vẫn là muốn chửi bới, nói xấu, ý đồ đem Trung Y dẫm tại dưới chân, phá hủy Trung Hoa văn hóa, cái này kỳ thật chính là một loại biến tướng văn hóa xâm lược. Bọn hắn tại trận này không có khói lửa trong chiến tranh đã chiếm được thượng phong. Lý Gia Khoan biểu thị đồng ý, trước đó hắn đã từng nhìn qua một bộ phim cạo gió chính là giảng một vị chú nước ngoài lão trung y cho cháu trai cạo gió bị người ngoại quốc khởi tố ngược đãi nhi đồng, bên trong liền có thể nhìn ra đông văn hóa tây phương khác biệt cùng người phương Tây cắm dễ tận xương bài xích phương đông văn hóa âm u tâm lý. Trịnh Bồi An tiếp tục nói, từ thế kỷ trước thập niên 90 bắt đầu, quay chung quanh trung y thuốc các loại mặt trái đưa tin càng ngày càng nhiều, tại loại này tuyên truyền dưới, dân chúng càng ngày càng tin tưởng tây y. Rèm pha trung y, hiện tại mặc dù các thị huyện đều có trung y viện, có thể chúng bệnh viện đã biến thành treo đầu dê bán thịt chó địa phương. Lý Gia Khoan thở dài, Trịnh Bồi An nói không sai, hắn chỗ trong huyện bệnh viện cũng là lấy tây y trị liệu làm chủ, trung y bị biên giới hóa đã là sự thật không thể chối cãi. Cao Tân Hoa cũng cảm thấy những năm này dư luận hướng gió không đúng, tại tây y không có tiến vào nước ta trước đó, dân tộc Trung Hoa phồn diễn sinh sống không phải liền là lấy trung y thuốc làm hậu thuẫn. Trung y chắc chắn sẽ không là thập toàn thập mỹ, nhưng Tây y cũng không phải là không có khuyết điểm a. Những trong năm này y ở trong nước địa vị vừa giảm lại hàng, nhưng là chung quanh nước láng giềng lại coi là chân bảo. Cầm phát đạt nhất hai cái nước láng giềng tới nói, Nghê Hồng công nghiệp chế thuốc chuyên môn có Hán phương y dược, tại dược phẩm bên trong chiếm so rất cao, lại càng không cần phải nói đạo văn thành tính bổng tử quốc, từ Hoàng đế nội kinh chép đến bản thảo cương mục, từ châm cứu chép đến ngải cứu, trộm làm hữu dụng. Còn mặt dày vô sỉ tuyên bố cái gì Hàn y chính thống, ngay cả Lý Thị Chân cũng bị bọn hắn sửa lại quốc tịch. Cao Tân Hoa phiền nhất chính là bổng tử quốc, nhắc lên chuyện này liền giận không chỗ phát tiết. Hứa Thuần Lương nói, cái này chẳng phải chứng minh trung y là đồ tốt, đồ vật không tốt ngay cả tặc cũng sẽ không nhớ thương. Hứa Trường Thiện cho rằng cháu trai nói không sai, người khác đều biết trung y là Trung Hoa côi bảo, nghĩ trăm phương ngàn kế trộm đi qua biến thành chính bọn hắn. Chỉ có người Trung Quốc mình không hiểu được chân quý. Ánh mắt của hắn từ trên mặt mấy người lần lượt lướt qua, ý vị thâm trường nói, phát dương trung y liền ký thác vào các ngươi những này hậu bối trên thân. Cao Tân Hoa lập tức lắc đầu, ta không thể được, ta là ngoài nghề,
mà lại ta quá già rồi, Phát Dương Trung Hoa y học gánh nặng hẳn là giao cho người trẻ tuổi. Trịnh Bồi An phụ họa nói, đúng, hẳn là giao cho Thuần Lương. Lý Gia Khoan cũng đi theo gật đầu, Hứa chủ nhiệm tương lai nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Hứa Trường Thiện cảm giác đến ba người bọn hắn nói đến tất cả đều là lấy lòng lời nói, coi như cháu trai thông minh, dù sao nhập môn quá muộn, trung y là giảng cứu tích lũy, thanh xuất Vu Lam là khẳng định, nhưng là thắng Vu Lam còn khó nói, từ trước mắt nhìn hy vọng không lớn, Hứa Thuần Lương rõ ràng chí không ở chỗ này. Hứa lão gia tử cũng không biết ba vị này bên trong, có hai người được chứng kiến Hứa Thuần Lương y thuật, chỉ là trở ngại đặc thù nguyên nhân không tiện hướng hắn thổ lộ. Trịnh Bồi An mặc dù không biết Hứa Thuần Lương y thuật đến cùng như thế nào, nhưng là hắn cũng biết Hứa Thuần Lương đùa giỡn Lâm Hữu Cương sự tình, đối tiểu tử này năng lực tương đương thưởng thức, hắn nhận vì một người thiên phú rất trọng yếu. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi các vị tiền bối quá không chịu trách nhiệm, có chuyện đều hướng trên người của ta đẩy, nhậu nhẹt thời điểm làm sao không thấy các ngươi như thế khiêm nhượng. Tất cả mọi người nở nụ cười, Cao Tân Hoa dùng hạt tía tô lá bao hết một mảnh thịt hâm, ăn đến khen không dứt miệng. Trịnh Bồi An chủ nghệ hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, hôm nay hắn tại nấu nướng quá trình bên trong dùng tới không ít trung thảo dược. Lý Gia Khoan vẫn là lần đầu như thế ăn, tại quê hương của hắn cũng có thể nhìn thấy hạt tía tô lá nhưng là chưa thấy qua có người ăn. Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương cho mọi người phổ cập khoa học một chút hạt tía tô lá, cũng coi là đối với hắn gần nhất nghiên cứu thuốc kinh một lần nho nhỏ khảo sát. Cái này nhưng không làm khó được Hứa Thuần Lương, bắt đầu chậm rãi mà nói. Thời cổ, hạt tía tô lá được xưng nhấm, mà thời gian thấm thoát bên trong thấm thoát kỳ thật chỉ chính là hạt tía tô lá, tống triều về sau, dân gian dùng tô thay thế nguyên bản nhấm danh tự, nhìn như vậy càng thông tục minh bạch, nhưng nhấm chữ còn tại dùng. Kinh thi tiểu nhã xảo môn, bên trong, nhấm nhiễm nhu mộc, quân tử cây chi, trong này nhấm chính là hạt tía tô lá. Phong nhã ức bên trong, nhấm nhiễm nhu mộc, nói sâu chi tia. Viết vẫn là hạt tía tô lá. Đã từng có một cái cố sự, nói có một người tùy ý vung xuống một thanh tử tô diệp hạt giống về sau đi ra ngoài đi, chờ đến hắn lại về đến nhà đến thời điểm, tía tô đã cành lá rậm rạp, mạnh mẽ sinh trưởng một sân, để hắn rất là kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm khái thời gian trôi qua, giống như cái này tùm tía tô, tại hắn trong lúc lơ đãng liền lặng lẽ mất đi. Nghe Hứa Thuần Lương lần này giải hoặc, tất cả mọi người đắm chìm trong đó, thời gian thấm thoát. Bất chi bất giác bọn hắn cũng từ Hứa Thuần Lương nhiệt huyết như vậy thanh niên biến thành người đã trung niên, thậm chí còn có chút trung niên dầu mỡ. Trịnh Bồi An cảm thán nói, dùng cái gì giải dầu, chỉ có thấm thoát, mọi người ăn nhiều vài miếng hạt tía tô lá đi đi dầu. Cao Tân Hoa cho Hứa Thuần Lương một chiếc điện thoại, là Nguy Sơn Đảo Hiển Hồng nông trường thầu khoán Đông Rộng Sinh là chiến hữu của hắn, hắn đã cùng chiến hữu bắt chuyện qua, để hắn nhiều chiếu ứng mình đứa cháu này. Hứa Thuần Lương cảm thấy không có cần thiết này, dù sao hắn lần này quá khứ là vì công sự, nhưng Cao Tân Hoa cũng là một mảnh hảo tâm, cũng không tiện cự tuyệt hảo ý của hắn, thế là tướng số điện thoại nhớ kỹ. Lý Gia Khoan sâu trong đáy lòng vẫn còn có chút hèn mọn, luôn cảm giác mình là trong huyện bác sĩ, sợ người khác xem thường hắn. Chủ động trò chuyện khởi mình đã cho nhi tử tại Nam Giang mua nhà sự tình, vì chuyện này hắn hai ngày trước lại đi một chuyến Nam Giang, mua Lâm Giang Nhã Uyển một bộ ba thất hai sảnh. Tổng giá trị hơn 300 vạn, với hắn mà nói nhi tử chính là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn một cái trong huyện bệnh viện bác sĩ có thể cung cấp nhi tử đại học, lại có thể giúp nhi tử tại Nam Giang An gia đã là phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trịnh Bồi An cười nói, nhìn tới vẫn là các ngươi trong huyện bệnh viện kiếm được nhiều, sư huynh, về sau có cái gì phát tài phương pháp ngươi đến dìu dắt ta. Lý Gia Khoan nói, ta cùng tẩu tử ngươi đều là chỉ vào chết tiền lương sinh hoạt người. Lần này mua nhà may mắn mà có tiểu Hứa. Lần này tất cả mọi người đều có nhiều tò mò rồi, Hứa Thuần Lương có như thế đại năng lượng. Hứa Thuần Lương cười nói là Lý Gia Khoan cho hắn lời tâng bốc, hắn cũng không có như thế lớn bản sự. Lý Gia Khoan chân thành nói, ta mua bộ này phòng, may mắn mà có Mặc tiểu thư cho Khương Tổng chào hỏi, tại nguyên bản giá sau cùng trên cơ sở đánh cho ta chiết khấu 70%, bớt đi gần 100 vạn đâu. Hứa Thuần Lương nói, kia là giao tình của các ngươi, không quan hệ với ta a. Ai nói không quan hệ, nếu như không phải ngươi cứu. Lý Gia Khoan kém chút đem Hứa Thuần Lương tại đường sắt cao tốc bên trên cứu được Loan Ngọc Xuyên sự tình nói ra, ý thức được nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian bổ cứu nói, nếu như không phải ngươi cùng Mặc tiểu thư quan hệ tốt, nàng làm sao lại giúp ta chuyện này a? Gặp được loại chuyện này Hứa Trường Thiện phá lệ quan tâm,
lão gia tử thậm chí đều có chút bát quái. Mặc tiểu thư là ai? Lớn bao nhiêu? Dung mạo xinh đẹp sao? Lý Gia Khoan cười nói, rất xinh đẹp, những chuyện khác ngài phải hỏi tiểu hứa, dù sao ta cảm thấy hai người bọn hắn rất xứng. Cao Tân Hoa một bên giúp đỡ, tiểu tử lợi hại a, đi một chuyến Nam Giang thế mà quen biết một vị bạn gái, trong lòng lại có chút hít dị dạng. Trịnh Bồi An nhìn vấn đề cùng người khác góc độ không giống, có thể giúp người mua nhà tiết kiệm 100 vạn cũng không nhiều, chứng minh vị này Mặc tiểu thư không phú thì quý, 100 vạn ân tình ở đâu đều không phải là số lượng nhỏ. Hứa Thuần Lương xem như đã nhìn ra, Lý Gia Khoan chỉ cần đụng một cái rượu, cái miệng này liền không có giữ cửa, nếu như lại uống hết, hắn còn không biết phải ngã ra bao nhiêu bí mật. Lý Gia Khoan uống nhiều rượu, tăng thêm vừa rồi lại nói sai, ý thức được mình hẳn là cáo từ, lấy cớ không chậm trễ hứa lão gia tử nghỉ ngơi, chính hắn ngày mai còn phải trước kia chạy trở về. Trịnh Bồi An nhìn ra hắn đã say choáng choáng, chủ động đưa ra tiễn hắn về khách sạn. Hứa Thuần Lương đưa Cao Tân Hoa đi ra ngoài, Cao Tân Hoa tử lượng tự nhiên không có vấn đề gì, để Hứa Thuần Lương không cần đưa, mình gọi xe trở về. Hứa Thuần Lương kiên trì cho hắn gọi tốt xe, đem hắn đưa lên xe, lại đưa cho hắn một bình nước khoáng để hắn trên đường uống, mặc dù tuổi trẻ có thể kiểm tra lo sự tình phi thường chu đáo. Xe taxi khởi động về sau, Cao Tân Hoa trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, tiểu tử này thực là không tồi, nếu có thể cùng mình nữ nhi. Ý nghĩ này vừa mới hiển hiện liền bị hắn bác bỏ, nữ nhi cũng không phải không biết hắn, Hứa Thuần Lương ở trong mắt nàng chính là một cái kẻ thất bại, huống chi nữ nhi về sau là muốn ở lại kinh thành. Cao Tân Hoa nhấp một hớp nước khoáng, bỗng nhiên ý thức được mình đánh đáy lòng vẫn là nghĩ nữ nhi về Nam Giang, hắn nữ nhi duy nhất a, tương lai đại học tốt nghiệp ở lại kinh thành, tổ chức mình tiểu gia đình, như vậy bọn hắn cơ hội gặp mặt cũng ít đi, lại có cha mẹ nào không hy vọng con cái có thể cách mình gần một chút đâu. Hứa Thuần Lương trở về để Gia Gia đi trước ngủ, hắn đến phụ trách thu dọn đồ đạc, Hứa Trường Thiện bàn giao hắn cầm chén đũa thả trong ao là được, chờ ngày mai Lâm Mụ tới lại tẩy. Hứa Thuần Lương bên này đem đồ vật thu thập xong, nhìn thấy Gia Gia gian phòng vẫn sáng đèn, đi vào nhìn thấy hắn đã ngủ, lão gia tử dù sao tuổi tác đã cao, đêm nay lại uống nhiều rượu. Hứa Thuần Lương tại đầu giường thả bình nước khoáng, vì hắn tắt đèn che đậy lên cửa phòng, lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa mới trở lại gian phòng của mình, điện thoại liền vang lên, để hắn ngoài ý muốn chính là, lại là Triệu Hiểu Tuệ gọi điện thoại tới, từ lần trước chữa bệnh tranh chấp giải quyết về sau, bọn hắn còn không có liên lạc qua, chẳng lẽ Triệu Hiểu Tuệ hối hận rồi? Muốn tìm mình nợ bí mật. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ Hứa Thuần Lương nhận nghe điện thoại. Có thời gian uống rượu không? Hứa Thuần Lương nhìn đồng hồ đã là 10 giờ rưỡi tối, ngáp một cái nói, đang chuẩn bị đi ngủ đâu? Ha ha. Lừa đảo, nam nhân đều là lừa đảo, là ai nói với ta là bằng hữu tới? Là ai nói qua muốn thực tình thành ý trợ giúp ta tới? Hứa Thuần Lương cách điện thoại đều có thể phát giác được rượu của nàng ý, người ở nơi nào a? Ta đi tìm ngươi. Triệu Hiểu Tuệ đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương các loại trong chốc lát, nàng phát một vị trí tới. Triệu Hiểu Tuệ ngồi tại Ẩn Long Hồ bờ, ôm đầu gối trần trụi hai chân, đón 11 giờ gió đêm. Ngơ ngác nhìn qua trong bầu trời đêm kia khuyết trăng sáng, hai mắt bên trong tràn đầy ánh trăng lạnh lẽo, tại bên người nàng đặt vào 6 nghe bia, trong đó 4 nghe đều bị nàng uống xong. Nàng đem sổ truyền tin từ A kéo đến Z, lại từ Z kéo về đến A, rất muốn tìm cái quen thuộc người làm bạn, nhưng kia từng cái danh tự đều trở nên như thế lạ lắm, cuối cùng nàng thế mà chọn chúng Hứa Thuần Lương, một cái căn bản không thể xưng là bằng hữu người. Nếu như cứng rắn muốn nàng tìm ra liên hệ Hứa Thuần Lương lý do, bởi vì Hứa Thuần Lương đã từng nói muốn trở thành bằng hữu của nàng, bởi vì nàng đêm nay tâm tình cực kém, nàng cần tìm đường tắt phát tiết, thậm chí nghĩ tìm một người hung hăng mắng một trận, Hứa Thuần Lương không thể nghi ngờ là gần đây phi thường nhân tuyển thích hợp, chỉ cần hắn dám đến, đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Hứa Thuần Lương đương nhiên dám đến, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn nói là làm, đã đáp ứng chuyện của người ta, liền nhất định sẽ làm được. Triệu Hiểu Tuệ tướng bồi thường tiền từ 300 vạn hạ xuống 3 vạn, ở trong đó cố nhiên bởi vì trong nội tâm nàng có quỷ, nhưng người ta cũng cho đủ mình mặt mũi. Nhìn thấy một mình lẻ loi trơ trọi ngồi tại lớn trên đê Triệu Hiểu Tuệ, Hứa Thuần Lương trước cởi áo ngoài của mình, đi vào phía sau nàng trước giúp nàng choàng đi lên. Triệu Hiểu Tuệ ngóc đầu lên nhìn qua hắn, lúc đầu ấp ủ tốt mắng hắn bỗng nhiên ở giữa cắm ở nửa đường, Hứa Thuần Lương đến trước khi đến, nàng đã bị đêm thu gió hồ thổi đi thân thể nhiệt độ. Cái này áo ngoài vậy mà cho nàng khát vọng một tia ấm áp.
Hứa Thuần Lương cười cười tại nàng ngồi xuống bên người, có phải hay không nghĩ tìm người mắng? Triệu Hiểu Tuệ chỉ vào hắn, người này là cái ma quỷ sao? Ta suy nghĩ gì hắn làm sao biết? Suy. Hứa Thuần Lương mở ra nghe xong bia, đi vào thời đại này về sau mới chậm rãi thích ứng bia mùi rượu. Triệu Hiểu Tuệ cũng muốn mở ra nghe xong, Hứa Thuần Lương đã đi đầu sắp mở qua bia đưa cho nàng, mình lại mở nghe xong. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta cùng Trần Kiến Tân chia tay. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, chuyện này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vì cái gì không an ủi ta, dù là hư tình giả ý nói câu trấn an cũng được a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ngươi không cần ta an ủi, lấy ngươi cách cục cùng lòng dạ sẽ không nhận tình cảm bối rối. Triệu Hiểu Tuệ lắc đầu nói, ngươi không hiểu, ngươi căn bản cũng không hiểu tình cảm, ngươi có biết hay không ta vì hắn giao ra bao nhiêu, nếu như không phải hắn, ta sẽ không một người ly biệt quê hương đi vào Đông Châu, nếu như không phải hắn, ta lúc đầu có được tốt hơn vào nghề cơ hội, nếu như không phải hắn, ta căn bản sẽ không lưu lạc đến bộ dáng bây giờ. Nàng một hơi nói ra nghẹn ở trong nội tâm thật lâu lời nói, nước mắt tùy theo cũng không tự chủ chảy xuống. Hứa Thuần Lương không mang khăn tay, bình thường nam rất ít người mang món đồ kia, hắn cùng Triệu Hiểu Tuệ quan hệ cũng không có thân mật đến có thể dùng tay giúp nàng lau nước mắt tình trạng, cho nên chỉ có thể nhìn nàng rơi lệ. Triệu Hiểu Tuệ hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không nhìn thấy Hứa Thuần Lương biểu lộ, người này trên mặt một điểm đồng tình đều không có, vẫn cười đùa tí tưởng nhìn lấy mình. Loại tình huống này, hắn là tại cười trên nỗi đau của người khác sao? Người này còn là người sao? Triệu Hiểu Tuệ nắm lên ống tay áo, Hứa Thuần Lương ống tay áo, lau đi nước mắt của mình, lại thuận tiện xoa xoa nước mũi. Nhìn ta xui xẻo bộ dáng ngươi có phải hay không đặc biệt vui vẻ? Còn nói bằng hữu gì? Dối trá. Bằng hữu không nhất định phải đồng cam cộng khổ, tại ngươi lý giải, có thể là ngươi xui xẻo thời điểm ta phải bồi ngươi không may. Ngươi khóc giống thời điểm ta phải bồi ngươi khóc, như thế ngươi không phải càng khổ sở hơn. Bằng hữu chân chính, là ngươi đói bụng thời điểm ta cho ngươi bưng một bát nóng bột, ngươi lạnh thời điểm ta cho ngươi khoác một kiện áo ngoài, ngươi khóc thời điểm, ta để ngươi cảm nhận được cười so với khóc tốt, ngươi say lúc đó ta hộ ngươi bình an. Triệu Hiểu Tuệ nghe đến mê mẩn, thậm chí quên đi khóc. Hứa Thuần Lương nói, đã tình cảm đã đi đến cuối con đường, chia tay chưa chắc không phải chuyện tốt, ngươi sở dĩ khóc. Là bởi vì ngươi cảm thấy mình sai giao, là bởi vì ngươi cảm thấy mình ủy khuất, chưa chắc là bởi vì tình cảm mà khóc, nếu như ngươi đối Trần Kiến Tân còn có rất sâu tình cảm, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Triệu Hiểu Tuệ trừng mắt liếc hắn một cái, người quá thông minh thường thường sống không lâu. Hứa Thuần Lương cười nói, điểm này ta tán đồng, kỳ thật ta không phải người thông minh, toàn dựa vào người khác giúp đỡ. Triệu Hiểu Tuệ nghe ra hắn tại quanh co lòng vòng chửi mình đần. Nàng từ trong sắc tay lấy ra khăn tay, lau sạch sẽ nước mắt, lại lau lau nước mũi, nhân sinh của ta sống được rối tinh rối mù. Giống ngươi như thế có tự biết rõ người không nhiều. Cút, Triệu Hiểu Tuệ mắng một câu nhịn không được bật cười, thế mà cảm giác trong lòng phiền muộn giảm nhẹ đi nhiều. Hứa Thuần Lương lại uống một hớp rượu nói, vẫn luôn nói mời ngươi uống rượu, kết quả là vẫn là ngươi trước hết mời ta. Tại sao muốn mời ta? Dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Cảm ơn người đối Trường Hưng mở một mặt lưới, đao hạ lưu tình. Triệu Hiểu Tuệ không muốn nhắc lại chuyện đã qua, đi qua liền đi qua, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, Trần Kiến Tân đề cập với ngươi chúng ta sự tình sao? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn hết thảy đều dựa vào phỏng đoán. Triệu Hiểu Tuệ minh bạch, Hứa Thuần Lương tại chính mình sự tình bên trên căn bản không có nắm giữ bất cứ chứng cứ gì, hắn từ đầu tới đuôi chỉ là dựa vào suy đoán đang gạt mình. Nhưng mình sở dĩ khuất phục là bởi vì trong lòng có quỷ, vô luận như thế nào, tại hai người đánh cờ bên trong mình bại. Triệu Hiểu Tuệ cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm giác như đưa đám, nàng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, giải thoát, Hứa Thuần Lương có câu nói không có nói sai, sự tình làm lớn chuyện đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, khẳng định sẽ ảnh hưởng tương lai của nàng phát triển. Triệu Hiểu Tuệ nhìn qua cách đó không xa mặt hồ, một mảnh đen như mực. Thấy không rõ phương xa cảnh vật, chỉ có thể nghe được từ xa mà đến gần sóng nước âm thanh. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu quên đi mộng tưởng, không biết sinh mệnh ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Đương nàng đi Trường Hưng biết được mình mang thai thời điểm, đầu tiên nghĩ đến phải là muốn lưu lại cái này sinh mệnh, nàng nhận vì cái này sinh mệnh đến có lẽ sẽ để nàng cải biến, để nàng một lần nữa tìm về sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng hiện thực lại cho nàng mở một cái tàn khốc trò đùa.
Kết quả là nàng bởi vì thai ngoài tử cung bệnh biến chứng cắt bỏ đơn bên cạnh Noãn Sào, nàng đối Trường Hưng bắt đền, không chỉ là bởi vì nàng đối lầm xem bệnh phẫn nộ, cũng xen lẫn nàng với cái thế giới này cừu hận. Trần Kiến Tân sớm đã không yêu nàng, vì hắn hy sinh mình, nhưng cuối cùng đổi lấy lại là hắn đối với mình xem thường. Triệu Hiểu Tuệ uống một hớp rượu nói, ta yêu hắn, hiện tại mới phát hiện không đáng, ta thống khổ không phải chia tay, mà là ta trở nên ngay cả mình đều không biết mình. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, bồi tiếp uống một hớp rượu, Triệu Hiểu Tuệ cần phải là lắng nghe cùng làm bạn, cảm giác phi thường kỳ diệu, vài ngày trước còn hào không thể làm chung hai người lại có thể ngồi cùng một chỗ dạng này đối thoại. Khả năng ngươi cảm thấy ta là cường thế nữ nhân, ta kỳ thật cũng không phải là cái dạng này. Ta ở trước mặt hắn một mực sống phải cẩn thận, thậm chí có chút hèn mọn, càng là như thế, ta càng là nghĩ tại trước mặt người khác biểu hiện ra mình kiên cường, nhưng ta không có chút nào kiên cường, ngươi hiểu chưa? Ta là nữ nhân. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Triệu Hiểu Tuệ chẳng những là nữ nhân, vẫn là cái dáng rất không tệ nữ nhân, nhưng hồng nhan bạc mệnh câu nói này nàng hẳn phải biết, lúc này cũng không thích hợp nói loại lời này, nói ra có thể sẽ tăng thêm nàng thương tích. Lúc này trước mắt của hai người xuất hiện một điểm hoàng hào quang màu xanh lục, lúc sáng lúc tối, là một con đom đóm. Triệu Hiểu Tuệ nhìn qua con kia đom đóm như có điều suy nghĩ, ta lúc nhỏ có một lần tại gia tộc Lạc Đường, cũng là ban đêm, ta rất sợ hãi, lấy vì mình đời này cũng tìm không được nữa nhà, ta càng không ngừng khóc, chung quanh rất đen, ta cực sợ, liền vào lúc đó, có một con đom đóm từ trước mắt ta bay qua, ta liền theo con kia đom đóm càng không ngừng đi. Đi a, đi a, đi a, đi a, đường con kia đom đóm tại trước mắt ta biến mất thời điểm, ta thấy được cửa thôn ánh đèn. Hứa Thuần Lương ý vị thâm trường nói, ta nghĩ ngươi khi đó nhìn thấy chính là hy vọng, miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có hy vọng. Triệu Hiểu Tuệ thở dài, nàng đã không thấy mình hy vọng. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, ngươi không tin, nhắm mắt lại. Làm gì? Để ngươi thấy hy vọng. Triệu Hiểu Tuệ nửa tin nửa ngờ đem con mắt nhắm lại. Bên tai nghe được một cái búng tay, nàng lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, nhìn thấy chung quanh trong bụi cỏ, cây cối bên trong, một chút xíu huỳnh quang như là sao trời sáng lên, bay múa tại chung quanh bọn hắn, càng tụ càng nhiều, lại như bọn hắn đưa thân vào trong tinh hà, tựa như ảo mộng. Triệu Hiểu Tuệ giang hai tay ra, hai con ngươi tràn đầy kinh hỉ, cơ hồ không thể tin được hết thảy trước mắt là chân thật phát sinh. Hứa Thuần Lương mỉm cười nhìn qua nàng. Lần thứ nhất phát hiện nguyên đến giúp đỡ một người cũng sẽ cảm thấy khoái hoạt. Trường Hưng bệnh viện chất khống tổ 2 tiến về Nguy Sơn đảo phân viện kiểm tra công việc, muốn trước đón xe đi hướng Nguy Sơn huyện vận chuyển hành khách bến tàu, từ nơi đó lại đi thuyền tiến về Nguy Sơn đảo, đương nhiên còn có thêm gần lộ tuyến, từ cổ tuyền trấn đi thuyền, nhưng là bên kia đò ngang cấp lớp quá ít, bọn hắn vẫn là quyết định từ huyện bến tàu xuất phát. Ngoại trừ tổ trưởng Nghiêm Hồi Ý cùng trợ lý Hứa Thuần Lương bên ngoài, lần này lại tăng lên một cái thành viên mới, thần kinh nội khoa y tá trưởng Đường Minh Mị, nàng lần này tiến đến Trường Hưng phân viện mang theo mạ vàng tính chất, chất khống kiểm tra kết thúc về sau, nguyên hộ lý bộ chủ nhiệm chính thức về hưu, Đường Minh Mị cưỡi ngựa nhậm chức. Có vị này thâm niên mỹ nữ đồng hành, phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý cũng cảm giác lần này hành trình không có như vậy buồn tẻ, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, tuyệt đối là có đạo lý. Nguy Sơn Hồ là Đông Châu lớn nhất nước ngọt hồ. Thủy vực diện tích 660 cây số vuông, mặt hồ hẹp dài, nam bắc dài 120 cây số, đồ vật rộng nhất chỗ 30 km. Trong đó ước chừng 2/3 thuộc về Đông Châu quản hạt, mặt khác 1/3 thuộc về lỗ Nam tỉnh Tế Châu thị. Nguy Sơn đảo là trong hồ lớn nhất hòn đảo, lục địa diện tích 30 cây số vuông, ở trên đảo tổng nhân khẩu 9 vạn người, trước mắt thường ở nhân khẩu không đến 4 vạn. Tiếp quản Nguy Sơn đảo bệnh viện là Cố Hậu Nghĩa nhiệm kỳ bên trong một hạng trọng yếu chiến tích, lựa chọn dạng này một tòa ở trên đảo bệnh viện nhưng không phải là vì kinh tế hiệu quả và lợi ích, mà là vì giúp đỡ người nghèo. Nguy Sơn đảo bệnh viện đỉnh lấy Nguy Sơn huyện thứ hai bệnh viện nhân dân quang hoàn, nhưng trên thực tế cũng chính là cái hương chấn bệnh viện trình độ, thực lực tổng hợp tại Nguy Sơn huyện ngay cả năm vị trí đầu đều không chen vào được. Nguy Sơn huyện khu hành chính vẽ lên thuộc về Đông Châu, vẻn vẹn một cái huyện cấp thị. Bệnh viện quá nhiều tài nguyên phân tán, Nguy Sơn đảo bệnh viện vị trí địa lý vắng vẻ lại không có cái gì đặc sắc phòng, bệnh viện khuyết thiếu một cái cường đại chữa bệnh đoàn đội, thu trị bệnh nhân giới hạn tại ở trên đảo, cho nên trường kỳ ở vào nhập không đủ suất tình trạng. Vừa mới thu mua Nguy Sơn đảo bệnh viện thời điểm, Trường Hưng phái đi không ít nghiệp vụ cốt cán, nhưng không bao lâu liền lần lượt trở về, Nguy Sơn đảo phân viện nguyên có nhân viên công tác rất khó ở chung,
mặt ngoài cùng bọn hắn hợp tác nhưng sau lưng không ít hạ ngáng chân, bọn hắn muốn được là ủng hộ, mà không phải bị toàn diện tiếp quản. Cố Hậu Nghĩa định ra đến 3 năm để Nguy Sơn đảo bệnh viện đại biến dạng kế hoạch cũng tại trong hiện thực gãy kích trầm xa, bất quá Đông Châu Chính phủ thành phố Liên hợp Tế Châu Chính phủ thành phố năm nay tướng phát triển mạnh Nguy Sơn hồ du lịch, chế tạo trong nước nhất lưu nghỉ phép trung tâm xếp vào 5 năm quy hoạch bên trong. Bởi vì cái này quy hoạch, Nguy Sơn đảo khai phát cũng một lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người, chỉ là quy hoạch đưa ra hơn nửa năm không thấy có bất kỳ thực tế động tác, mọi người phổ biến cho rằng, lần này khả năng lại là sấm to mưa nhỏ. Nếu như Nguy Sơn đảo thật có thể chế tạo thành quốc bên trong nhất lưu nghỉ phép khu, như vậy theo du khách gia tăng, tương ứng nguyên bộ công trình cũng gặp phải tăng lên, bệnh viện làm không thể thiếu một vòng, cũng chắc chắn được lợi. Cố Hậu Nghĩa tại đầu năm nay đã từng tự mình đi một chuyến Nguy Sơn đảo phân viện, đối nơi đó hiện trạng biểu thị phi thường bất mãn, đang lúc hắn dự định chỉnh đốn phân viện hiện trạng thời điểm, một lệnh tuyên truyền để hắn rời đi Trường Hưng. Triệu Phi Dương tiền nhiệm sau còn chưa từng đi Nguy Sơn đảo phân viện, hắn tại viện tuần sẽ lên, còn công khai công kích có chút lãnh đạo thích việc lớn hám công to, vì chiến thích, không có xâm nhập điều tra liền mù quáng phát triển nghiệp vụ, xây dựng phân viện hành vi. Mặc dù Triệu Phi Dương không chỉ ra, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hắn nói đúng Cố Hậu Nghĩa, Nguy Sơn đảo phân viện mấy năm liên tục hao tổn, từ đầu đến cuối đang giả trang diễn kéo Trường Hưng chân sau nhân vật. Trường Hưng bệnh viện chuyến đặc biệt tướng chất khống tổ từ Đông Châu đưa đến Nguy Sơn huyện, nhưng là tiến về Nguy Sơn đảo một đoạn chỉ có thể mượn nhờ công cộng giao thông, phà thành vì bọn họ lựa chọn duy nhất. Trong huyện phà tình trạng vệ sinh đáng lo, đường minh mị có chút bệnh thích sạch sẽ. Lặp đi lặp lại lau lau rồi phà chỗ ngồi, cho dù là nàng có thể tướng chỗ ngồi lau sạch sẽ, cũng tiêu trừ không được trong khoang thuyền mùi vị khác thường. Bởi vì vãng lai trên đảo lớn đều là bản xứ bách tính, trong không khí mang theo một cỗ mồ hôi bẩn xen lẫn cá tanh hương vị, không ít người không nhìn trong khoang thuyền cấm hút thuốc đánh dấu, quất lấy thấp kém mùi thuốc lá, còn có người dùng miễn phí nước nóng ngâm mì ăn liền. Tua bin tiếng oanh minh, lớn tiếng ồn ào âm thanh, hài đồng tiếng thét chói tai, khóc nỉ non âm thanh. Xen lẫn gà vịt tiếng kêu to, hỗn hợp thành lộn xộn hòa âm. Đường minh mị mang theo kính râm, khẩu trang, toàn thân trên dưới bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng chung quanh mùi vị khác thường cùng tiếng ồn vẫn là vô khổng bất nhập chui vào thân thể của nàng. Đường minh mị đem mặt ghé vào ngoài cửa sổ, bên ngoài cũng là người, một cỗ khói đặc từ cửa sổ trong khe hở bay vào đến, phun tại trên mặt nàng, nàng kém chút không có thất tức đi qua. Hứa Thuần Lương ngồi ở cạnh lối đi nhỏ một bên. Hắn cùng đường minh mị ở giữa cách phó viện trưởng Nghiêm Hồi Ý, hôm nay Nghiêm Hồi Ý cảm xúc phá lệ tăng vọt, từ bên trên huyền khởi liền trời nam biển bắc tán gẫu không ngừng, mà lại đầu làm rõ, ngôn ngữ trôi chảy, rất ít cả lam. Đường minh mị đối đề tài của hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu như không phải tại nhập chủ hộ lý bộ trước đó tìm vàng, nàng mới không muốn tới này tòa rời xa thành khu đảo nhỏ. Hứa Thuần Lương cầm hai bình trình độ đừng đưa cho bọn hắn, đường minh mị một giọng nói tạ ơn. Cảm giác thân thể đã bị tiếng ồn móc rỗng khí lực, thậm chí ngay cả vặn ra nắp bình khí lực đều không có. Hứa Thuần Lương cảm giác được điểm này, lại vặn mở một chai nước cho nàng đổi đi qua, bởi vì ở giữa cách Nghiêm Hồi Ý, mỗi lần Hứa Thuần Lương đều muốn đem cánh tay kéo dài rất dài. Đường minh mị uống một hớp, bỗng nhiên thét chói tai vang lên đứng dậy, phát hiện phía trước trên ghế dựa bò con rán. Nghiêm Hồi Ý bị nàng giật nảy mình, tìm tới nguyên nhân về sau, có chút trách cứ đường minh mị ngạc nhiên. Loại hoàn cảnh này xuất hiện con rắn có cái gì hiếm lạ? Đến ở trên đảo, rắn giết chuột đều có thể xuất hiện, muốn nói đường minh mị cũng nhanh đến tuổi 40, làm sao còn như thế yếu ớt? Đường minh mị không phải yếu ớt, nàng chỉ là sợ hãi côn trùng, từ khi thấy được con kia con rắn, nàng liền rốt cuộc không có cách nào an an ổn ổn ngồi xuống, biểu thị mình muốn đi bên ngoài hít thở không khí. Nghiêm Hồi Ý để Hứa Thuần Lương theo nàng cùng đi, đi ra ngoài bên ngoài. Nữ đồng chí luôn luôn muốn chiếu ứng một chút, huống chi là đường minh mị loại này thâm niên mỹ nữ. Trên bầu trời một áng mây đều không có, ngói lam trời, đơn điệu đến không có bất kỳ cái gì sinh cơ, nước hồ cũng là khiến người ta cảm thấy không đến vui vẻ màu vàng xanh lá. Đường minh mị trống ra phòng tia tử ngoại thiên đường dù, nhìn qua nơi xa tựa như một con thanh loa chiếm cứ tại giữa hồ Nguy Sơn đảo, không khỏi cảm thán nói, nơi này thật không có gì có thể nhìn. Hứa Thuần Lương đỉnh lấy mặt trời. Dùng tay che tại song mi phía trên, lúc trước bệnh viện chúng ta tại sao muốn tuyển như thế chỗ thật xa thành lập phân viện. Đường minh mị nói cho Hứa Thuần Lương, là chính phủ dẫn đầu, lúc trước hệ thống vệ sinh để các bệnh viện lớn cùng một các huyện trợ giúp đỡ, kết quả Trường Hưng giúp đỡ đối tượng chính là Nguy Sơn đảo bệnh viện,
một tới hai đi, thế mà giúp thành người trong nhà, về phần tại sao muốn thu mua Nguy Sơn Đảo thành lập phân viện kia muốn hỏi tiền nhiệm viện trưởng Cố Hậu Nghĩa. Đường Minh Mị trước đó đi qua Nguy Sơn Đảo phân viện, bất quá đều là một ngày liền trở về, chưa hề ở trên đảo ngủ lại. Lần này bởi vì là chất khống kiểm tra, tạm định 3 cái tuần lễ, là thời gian dài nhất một lần, nhớ tới tiếp xuống hơn 20 ngày đều muốn ở tại trên tòa đảo này, Đường Minh Mị không khỏi có chút phát sầu, chỉ hy vọng ở trên đảo đừng có ngừng điện hết nước, nàng một ngày không tắm rửa đều khó mà chịu đựng. Hứa Thuần Lương nghe nàng nói lo lắng ở trên đảo hết nước, nhìn không được bật cười, Nguy Sơn đảo tứ phía bị nước bao quanh làm sao có thể hết nước. Đường Minh Mị nói đúng nước máy, nghe nói đầu tuần trong 3 ngày liền gặp 5 lần mất điện, 2 lần hết nước. Nguy Sơn đảo cơ sở kiến thiết lạc hậu, rất nhiều công trình đều là từ thời năm 1970 một mực dùng cho tới nay, nàng để Hứa Thuần Lương không muốn đối với cái này đi báo hy vọng quá lớn, nhất định phải làm tốt gian khổ phấn đấu chuẩn bị tâm lý. Hai người nói chuyện trời đất thời điểm khoảng cách Nguy Sơn đảo cũng càng ngày càng gần, một chiếc xinh đẹp du thuyền từ đằng xa chạy qua, kinh khởi không ít chim nước, cũng hấp dẫn không ít người lực chú ý, Nguy Sơn trên hồ thuyền đánh cá rất nhiều. Nhưng xinh đẹp như vậy du thuyền cũng rất ít nhìn thấy, sự xuất hiện của nó lộ ra hạc giữa bầy gà, du thuyền rất mới, đoán chừng mua sắm không lâu. Đường Minh Mị có chút hâm mộ nhìn qua, thật hy vọng bọn họ ngồi ở kia trên chiếc thuyền. Hứa Thuần Lương từ du thuyền phía ngoài đồ trang bên trên nhìn thấy hiển hồng hai cái chữ to, không khỏi nhớ tới nơi này trước đó, Cao Tân Hoa đã từng đề cử cho hắn một vị chiến hữu cũ Đông Nghiễm Sinh, cái này Đông Nghiễm Sinh chính là hiển hồng chủ nhân của nông trường. Từ đầu này du thuyền đến xem, hiển hồng nông trường hẳn là quy mô không nhỏ. Tàu thủy tại Nguy Sơn đảo bến tàu cập bờ, Hứa Thuần Lương giúp Đường Minh Mị cầm hành lý, hắn cùng Nghiêm Hồi Ý đều là mang theo 20 tấc dương hành lý, Đường Minh Mị có chút khoa trương, chỉ riêng 28 tấc dương hành lý liền mang theo hai cái, biết đến là đến phân viện chất khống kiểm tra, không biết còn tưởng rằng nàng là muốn xuất ngoại du lịch đâu. Phân viện an bài xe tại bến tàu chờ lấy, một cỗ lớn kim bôi diện bao. Bình thường chiếc xe này gồm cả công vụ cùng cứu hộ công năng, ngẫu nhiên còn nói đùa một chút linh xa, mặc dù người học y không có nhiều như vậy kiêng kỵ, nhưng Nghiêm Hồi Ý vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Phân viện rõ ràng còn có một cỗ Santana 2000, xe mặc dù già điểm, mà dù sao là xe con, trước mắt hắn vẫn là Trường Hưng phó viện trưởng, chẳng lẽ hắn cấp bậc còn không xứng với một cỗ Santana. Ngoại trừ lái xe lão lỗ bên ngoài, Nguy Sơn đảo phân viện viện trưởng Kim Vĩnh Hạo cũng chuyên qua tới đón tiếp. Hắn là Trường Hưng phái tới nhân viên quản lý, bị Nguy Sơn đảo bệnh viện nhân viên gọi đùa vì giám quân, cho là hắn chính là chuyên môn phụ trách giám thị bọn hắn công việc cũng hướng Trường Hưng cấp lãnh đạo đâm thọc Trường Hưng đầu tư Nguy Sơn đảo phân viện chính trị ý nghĩa quá nhiều kinh tế ý nghĩa, trên thực tế khoản này đầu tư cho đến bây giờ đều không có cho Trường Hưng mang đến bất kỳ kinh tế hiệu quả và lợi ích. Còn tăng lên ngoài định mức chi tiêu, căn cứ cùng Nguy Sơn huyện chính phủ hiệp nghị. Bọn hắn là phải bị gánh Nguy Sơn đảo phân viện hơn 200 tên công nhân viên chức tiền lương cùng 5 hiểm một kim. Trường Hưng phương diện cũng cân nhắc đến tiếp quản sau có khả năng gặp phải khó khăn, tướng nên viện hiệu thuốc quản lý kinh doanh quyền ủy trị cho Hằng An Y Dược công ty, ngắn ngủi 2 năm ở giữa phân viện khất nợ dược phẩm khoản đã đạt đến 210 vạn nguyên. Trường Hưng phương diện cho rằng Nguy Sơn đảo phân viện hiện trạng là bởi vì phân viện nhân viên không phối hợp bản bộ an bài công việc. Nguy Sơn đảo phân viện phương diện cho rằng Trường Hưng chỉ bằng một điểm tượng trưng đầu tư liền lừa gạt bọn hắn tài sản cố định, phân viện nhân viên lại không cách nào hưởng thụ được cùng bản bộ nhân viên ngang hàng phúc lợi cùng đãi ngộ. Từ năm trước bắt đầu chia viện nhân viên đối Trường Hưng đối địch tâm lý càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn mấy lần liên danh hướng trong huyện phản ứng, ý đồ bỏ dở cùng Trường Hưng hợp tác, đều không ngoại lệ bị trong huyện bác bỏ, huyện lãnh đạo đối Nguy Sơn đảo bệnh viện tình huống thấy rất rõ ràng. Bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý cùng cư dân tình huống, bệnh viện này căn bản cũng không khả năng lợi nhuận, nếu như Trường Hưng không tiếp bàn, cũng sẽ không có những người khác chịu đón lấy cái này bao phục. Nếu như trở về hình dáng ban đầu sẽ chỉ gia tăng trong huyện tài chính chi tiêu. Trường Hưng phương diện đa số người đều nghĩ ném đi cái này bao phục, chỉ cần Nguy Sơn huyện phía chính phủ đồng ý, bọn hắn mừng rỡ giải thoát. Audio điện tử Võ Tấn Bền